chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 41, Tan Gia, trẻ lão đại phu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, may mắn nói, vậy là tốt rồi. Lương đóng tuổi còn trẻ, nếu là thật cứ như vậy chết nên có bao nhiêu đáng tiếc. Thẩm kinh ngữ nghe vậy quét trẻ lão đại phu liếc mắt, xem ra cái này trẻ lão đại phu không hề giống trì tuyết kiều như vậy khí lượng chật hẹp. Trẻ lão đại phu lập tức hỏi thẩm kinh ngữ, lương đóng không có lây nhiễm A, thẩm kinh ngữ cười cười, không có, có thể là hắn vận khí tốt đi. Trẻ lão đại phu minh bạch, đưa tay vuốt vuốt sợi râu, tính tiểu tử này mạng lớn, có điều, hắn vết thương cũ lại là làm sao chữa càng. Thẩm kinh ngữ ánh mắt khẽ động, vừa muốn giải thích là như vậy, trẻ lão đại phu, ta, bỗng nhiên có cái trẻ tuổi nữ tử từ bờ ruộng bên trên chạy tới, thở không ra hơi, mang theo tiếng khóc nức nở bắt lấy trẻ lão đại phu cánh tay, trì lan trung, ngài mau cùng ta đi xem một chút đệ đệ ta đi. Lại không đi, lại không đi. Hắn liền phải xảy ra chuyện, trẻ lão đại phu thở dài, bất đắc dĩ khoát tay, ta đã giúp ngươi đệ đệ xem bệnh qua rất nhiều lần bệnh, nhưng ta lúc trước cũng đã nói, Đệ đệ ngươi bệnh, sợ là khó a? trì lan trung, chúng ta đã tại trù tính lấy bán đất. Liền xem như đập nồi bán sắt, đệ đệ ta bệnh cũng nhất định phải trị. NTTPS, trẻ lão đại phu giật nảy mình, răng dạy nữ nhân, hoang đường. Nhà ngươi tổng cộng mới vài mẫu đất cằn. Không nói đến điểm kia bạc đến cùng có đủ hay không mua xuống cho ngươi đệ đệ chữa bệnh dược liệu. Nếu là ngươi liền kia vài mẫu ruộng đều bán, nhà các ngươi về sau còn lấy cái gì sinh hoạt ta nhìn ngươi là không nghĩ tới một trận răng dậy nữ nhân trẻ tuổi nghe được bả vai nhún nhún cúi đầu xuống nức nở trẻ lão đại phu thấy thế thở dài đệ đệ ngươi bệnh ta sẽ cho hắn mở hai bộ thuốc treo một hơi về phần khẩu khí này đến cùng có thế treo đến lúc nào bệnh của hắn có thế tốt đến mức nào liền tất cả đều xem bản thân hắn nữ nhân trẻ tuổi khóc sụt sùi gật đầu đa tạ trì lan trung đa tạ trì lan trung trẻ lão đại phu thấy thế lại là lắc đầu liên tục đuổi đi nữ nhân trẻ tuổi, trẻ lão đại phu cũng không có cùng thẩm kinh ngữ nói nhiều tâm tư, thở dài về trong nhà mình, thẩm kinh ngữ có thêm một cái tâm nhãn, không có trực tiếp về nhà, mà là xoay một vòng, đi vào sinh bệnh tiểu đồng trong nhà, bệnh đồng gia cách hai mẫu ruộng kém ruộng không xa, cách ba năm trượng liền có thể nghe được một cổ mùi thuốc nồng nặc, thẩm kinh ngữ băng khoăn bốn phía một cái, tại cách đó không xa phát hiện một con da bọc xương con chó vàng, con chó vàng trên thân gầy trơ cả xương, một bộ vẻ oải dáng vẻ, hiển nhiên là ăn không đủ no bụng. Thẩm kinh ngữ đi qua, hỏi nó, ngươi là nhà này nuôi chó, ô gâu. Con chó vàng cảnh giác chi lăng lên lỗ tai, không đợi thẩm kinh ngữ hỏi lại, lập tức dắt cuốn họng hô lên, có tặc A. Có tặc muốn vào gia môn, chủ nhân mau tới đánh cái này tặc dừng lại, thẩm kinh ngữ khóe miệng giật một cái, đầu này chó vàng phản ứng không khỏi cũng quá lớn một chút, cho nên nàng là hẳn là trực tiếp chạy trốn đâu vẫn là phải lưu lại, giải thích mình chỉ là vừa lúc đi ngang qua, thẩm kinh ngữ chính suy nghĩ, trong phòng nữ nhân bỗng nhiên nghẹn ngào vài tiếng, cả giận nói, kêu la cái gì, đệ đệ ta còn chưa có chết, ngươi hào cái gì tan đây ngươi. Lại gọi ta liền đem ngươi hầm ăn thịt, ngươi có nghe thấy không, hung ô. Con chó vàng trầm thấp kêu trên một tiếng, cuối hạ lỗ tai ủ rũ, thẩm kinh ngữ nhẹ nhàng thở ra, dò xét chó vàng liếc mắt, xem ra nó báo giả cảnh sự tình cũng không phải lần đầu con chó vàng ủ rủ một hồi ngẩng đầu nhìn thấy thẩm kinh ngữ thế mà vẫn còn lập tức xông nàng nhe răng trợn mắt nhìn cái gì vậy ung ung ngươi cẩn thận ta để ta chủ nhân ra tới đánh chết ngươi thẩm kinh ngữ ha ha một tiếng êm đẹp ngươi chủ nhân đánh ta làm gì ngươi nếu là tiếp tục nhiều chuyện ta nhìn ngươi chủ nhân liền nên ra tới đánh ngươi con chó vàng ngao ô một tiếng nhảy lên lên thẹn quá hóa giận ngươi nói bậy gâu ta không có gâu chủ nhân của ta đặc biệt tin tưởng ta ung ung gâu, trong phòng phanh một cái ném ra đồ vật, đại hoàng, ngươi làm gì? Yên tĩnh, đại hoàng ô ngao một tiếng hướng bên cạnh lóe lên, đồ vật nện ở nó vừa rồi đợi địa phương, thẩm kinh ngữ hướng bên kia xem xét, phát hiện là khối tiểu thạch đầu, như thế lớn tảng đá nện ở cẩu thân bên trên sẽ không tới chết, nhưng đau đớn là tuyệt đối thiếu không được, thẩm kinh ngữ không có kéo căng ở vui, đây chính là ngươi nói, ngươi chủ nhân rất thương ngươi, ngươi cung ung gâu. Con chó vàng nghe răng trợn mắt, cũng không dám lớn tiếng đến đâu ồn ào, thẩm kinh ngữ lắc đầu, được rồi, ta cũng không phải cái gì người xấu, không muốn hại ngươi chủ nhân, ta chính là muốn hỏi một chút, chủ nhân nhà ngươi bệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Con chó vàng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi hỏi, ta liền phải nói cho ngươi sao? Trong nhà của ta có thịt xương, ngươi nếu là nói cho ta, ta liền cho ngươi vớt một khối tới, ung ô. Oh. Mập nữ nhân Ngươi nói là thật. Con chó vàng nghe xong thịt xương lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, gần đây chủ nhà bên trong rất nghèo, nó thân là một con chó qua thời gian cũng không tốt đến đến nơi đâu, vậy được, ta đều nói cho ngươi, con chó vàng bừa bãi, đem gia đình này nam hài bệnh tình nói một lần, thẩm kinh ngữ nghe nghe, dần dần liền minh bạch, nhà này người họ tan, phụ mẫu chết sớm, chỉ có một cái tỷ tỷ tan uyển nhi mang theo cái đệ đệ tan lãng, hai người sống nương tựa lẫn nhau cái này tan lãng vốn là cái đọc sách hạt giống tốt nhưng không biết sao liền bệnh ngày ngày ho ra máu gầy gò một trận ác bệnh xuống tới sách cũng đọc không xong rồi thẩm kinh ngữ đem tan lãng bệnh tình ghi ở trong lòng không chút biến sắc gật gật đầu được ta biết ta đi trước ngươi nhớ kỹ muốn trở về a à? cung ô ô mập nữ nhân con chó vàng cái đuôi đảo quanh mong đợi nhìn chầm chầm thẩm kinh ngữ bóng lưng thịt xương ta muốn thịt nhiều thẩm kinh ngữ khóe miệng giật một cái tăng tốc bước chân. Nàng bỗng nhiên lý giải tan uyển nhi vì cái gì như thế ghét bỏ con chó kia, nàng hiện tại cũng có chút ghét bỏ nó. Thẩm kinh ngữ về nhà thu thập mấy khối thịt xương ném ở không gian bên trong, lại thu thập một điểm nhìn qua thể diện chút hư khối thịt, cầm rổ chứa đi gặp trẻ lão đại phu. Trẻ lão đại phu trông thấy thẩm kinh ngữ tới hơi kinh ngạc, thẩm thị, làm sao ngươi tới? Thẩm kinh ngữ cười đem rổ buông xuống, trì lan trung cứu lương đóng, hạ gia nhà nghèo không bỏ ra nổi cái gì tiền xem bệnh, vừa lúc hôm qua lên núi đánh đầu hưu trở về, ta liền cầm mấy khối hưu thịt đưa cho trẻ lão đại phu, trẻ lão đại phu lắc đầu, ăn ngay nói thật, cái kia ngược lại là không cần. Lương đống sống sót cùng ta quan hệ không lớn, là chính hắn cầu sinh ý chí kịch liệt nguyên nhân, vô công bất thụ lộc, ngươi đem mang tới đồ vật lấy về đi, thẩm kinh ngữ mỉm cười, kỳ thật lương đống có thể còn sống sót cùng chính hắn quan hệ cũng không lớn, hơn phân nữa là bởi vì nàng chi kia penicillin nguyên nhân. Chỉ là lời này khó mà nói, thẩm kinh ngữ cũng không muốn bởi vì một điểm công lao xoắn suýt cái không xong, trẻ lão đại phu vẫn là thu cất đi, ngài trạch tâm nhân hậu, hẳn là nhận lấy những thứ này, đôi bên nhún nhường liên tục, trẻ lão đại phu vặn chẳng qua thẩm kinh ngữ, thở dài, thôi được, vậy ta liền nhận lấy. Nhìn đoán không ra, thẩm nha đầu ngươi ngược lại là rất để ý lương đóng thân thể, trì tuyết kiều vừa ra khỏi cửa liền nghe tổ phụ nói như vậy, sắc mặt không khỏi âm âm. Chương 42, Thông tây người ta có ho lao, Thẩm Kinh Ngữ liếc Trì Tuyết Kiều liếc mắt, mỉm cười, "Lương Đống là phu quân ta để ý người, phu quân ta để ý người chính là ta để ý người, ta đương nhiên muốn đối bệnh tình của hắn phá lệ để bụng một điểm mới đúng." Trì Tuyết Kiều trong lòng hừ lạnh, đem nước trà phóng tới Thẩm Kinh Ngữ trước mặt, bất âm bất dương cười, "Thẩm tỷ tỷ trạch tâm nhân hậu, thật là một cái người tốt. Chỉ là ta lúc trước làm sao nghe nói, người ở nhà thường xuyên cùng Lương Đống cãi nhau." còn nguyền rủa qua hắn sớm đi đi chết, dừng một chút, trì tuyết kiều bỗng nhiên đưa tay che miệng, một mặt kinh ngạc, xin lỗi thẩm tỷ tỷ, ta, ta không phải cố ý nhắc tới chút. Ngươi đừng để ý, trẻ lão đại phu nghe được nhíu nhíu mày, thẩm kinh ngữ hơi kinh ngạc quay đầu, trì tuyết kiều đang đắc ý đâu, chỉ nghe thấy thẩm kinh ngữ hỏi ngược lại, chuyện khi nào, chính ta làm sao đều không nhớ ra được rồi. Lại nói, trẻ nhà muội tử ngươi là thế nào biết đến chuyện này? Trì Tuyết Kiều khuôn mặt có một nháy mắt cứng đờ, Thẩm Kinh Ngữ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trì Tuyết Kiều, giống như cười mà không phải cười, nên nói không nói, trẻ nhà muội tử ngược lại là thật quan tâm trong nhà của ta sự tình, liền ta nói cái gì đều tâm lý nắm chắc, trẻ lão đại phu nghe vậy cũng nhíu mày nhìn về phía Trì Tuyết Kiều, đúng vậy a à, Tuyết Kiều, ngươi quan tâm chuyện này để làm gì? Gia ja, gia, ja, ta không có. Trì Tuyết Kiều vội vàng kêu oan, trẻ lão đại phu lắc đầu, thôi bất kể nói thế nào ngươi đi về trước đi, đừng ở chỗ này cùng khách nhân cãi nhau, là. Trì tuyết kiều lâm trước khi vào cửa oán hận quay đầu, ánh mắt âm lãnh rơi vào thẩm kinh ngữ trên thân, lại vừa lúc đối đầu thẩm kinh ngữ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, trì tuyết kiều kinh dưới, không cam lòng vào cửa, trẻ lão đại phu thở dài, đối thẩm kinh ngữ xin lỗi, nhà ta tôn nữ trẻ tuổi không hiểu chuyện, nàng nếu là nói sai lời gì. Thẩm thị ngươi chớ để ở trong lòng, Thẩm Kinh ngữ nâng chung trà lên thưởng thức dưới, không uống, làm sao lại thế, trẻ nhà muội tử tổng cộng nhà ta lui tới, còn lúc nào cũng chiếu cố ta hai cái hài tử, nhìn ra được nàng tâm là tốt, nhìn ra được trẻ lão đại phu đối Trì Tuyết Kiều vẫn là tương đối xem trọng, nàng cũng không muốn mắng to Trì Tuyết Kiều, đem trẻ lão đại phu cho đắc tội, trẻ lão đại phu gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói đến ta ngày bình thường đều khiến Tuyết Kiều học y, nàng cũng không chịu hung hăng muốn chạy ra đi, hóa ra là đi tìm nhà ngươi hai đứa bé chơi, ai? Cái này bất thành khí nha đầu, còn có chuyện này. Thẩm kinh ngữ ra vẻ kinh ngạc, lập tức đập bộ ngực, trẻ lão đại phu ngài yên tâm, về sau ta khẳng định câu lấy trong nhà hai đứa bé, không để bọn hắn đi quấy rầy tuyết kiều muội tử học y, trẻ lão đại phu vui mừng gật đầu, vậy liền đa tạ ngươi. Ta chỉ có tuyết kiều một cái công nữ, vẫn nghĩ để nàng kế thừa ta học y y bác, chỉ tiếc nàng ai ha ha còn có thu hoạch ngoài ý muốn xem ra trì tuyết kiều tiếp xuống một đoạn thời gian phải vì như thế nào tiếp cận hạ tinh cùng hạ nguyệt nha mà phiền não thẩm kinh ngữ câu môi cười một tiếng dường như chợt nhớ tới cái gì bộ dáng đối trì lan trung ta vừa rồi nghe nói thôn tây có một gia đình sinh bệnh còn giống như là được ho lao trẻ lão đại phu thân thể chấn động ngươi là thế nào biết đến quả nhiên là ho lao thẩm kinh ngữ ánh mắt có chút thu vào sớm tại nghe nói sinh bệnh nam hài không ngừng ho ra máu thời điểm, trong nội tâm nàng liền có đại khái suy đoán, chỉ là nghe nói, thêm một chút nhi suy đoán thôi. trẻ lão đại phu nhẹ nhàng thở ra, thì ra là thế, thẩm thị, ngươi đoán ra cái này không quan trọng, về sau nhất định phải thủ khẩu như bình mới là, thẩm kinh ngữ hỏi, vì cái gì, còn có thể là vì cái gì? Ai? Trẻ lão đại phu thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng đứng dậy, đầu năm nay, ai có thể không e ngại ho lao. Người trong thôn nếu là biết tan lãng phải chính là ho lao, bọn hắn đoạn không thể chứa, ta nhìn hắn ngày giờ không nhiều, vẫn là để hắn thành thành thật thật trong nhà đi đến cuối cùng đoạn đường đi. Nguyên lai trẻ lão đại phu là vì cái này đang suy nghĩ, thẩm kinh ngữ đối với hắn đổi lòng tôn kính, vẫn là trẻ lão đại phu suy nghĩ chu đáo, thầy thuốc nhân tâm, trẻ lão đại phu lắc đầu, thầy thuốc nhân tính nhẫm không lên, chỉ có thể nói là hết sức giúp hắn một chút thôi thẩm kinh ngữ trong mắt cười yếu ớt, muốn hỏi thăm tin tức đã thám thính đến, thẩm kinh ngữ cũng không có lại nhiều chậm trễ, cưỡng ép đem hưu thịt lưu lại liền rời đi, trì tuyết kiều đi ra thu thập hưu thịt, da da, tan lãng hắn. Phải chính là ho lao, làm sao ngươi biết, ngươi cũng nghe thấy rồi. Trẻ lão đại phu nhíu hoa râm lông mày, ngươi nghe thấy không sao, tuyệt đối đừng ra bên ngoài đi nói, biết không, trì tuyết kiều nhếch môi nhẹ gật đầu, ta biết, có biết hay không là một chuyện. Về phần, muốn hay không án lấy trẻ lão đại phu ý tứ đi thủ khẩu như bình. Đó chính là một chuyện khác, thẩm kinh ngữ một đường về đến nhà, Hà Yến Thành đã trở về, nhìn xem thẩm kinh ngữ nhíu mày, ngươi đi đâu vậy rồi, thẩm kinh ngữ cười nói, ta đi đưa chút hưu thịt cho trẻ lão đại phu, dù sao hắn cứu lương đóng. Hà Yến Thành yên lặng nhìn xem thẩm kinh ngữ hồi lâu, nhíu mày, ngươi không phải không thích lương đóng sao? Đã như vậy, vì cái gì còn muốn đi vì lương đóng? ta đích xác không thích lương đóng, chẳng qua ai bảo hắn là phu quân ngươi để ý người đâu. Chúng ta vợ chồng vốn là một thể đồng tâm, ngươi để ý ai ta liền để ý ai, dưới ánh mặt trời, thẩm kinh ngữ thanh thanh sở sở trông thấy Hạ Yến Thành hơi nhíu nhíu mày, biểu lộ căm ghét lại hoài nghi. Nờ tờ tờ ps, căm ghét cũng không cần gấp, chỉ cần hai người bọn hắn có thế bình an vô sự là được, kia phu quân, ta trước hết chuẩn bị ăn cơm chiều A, thẩm kinh ngữ không có chút nào để ý lên tiếng chào liền tiếng trong phòng, trở lại trong phòng, thẩm kinh ngữ tiếng không gian, nàng tại không gian công cụ trong phòng nhỏ tìm kiếm một chút, tìm tới một cái khác thú dùng thuốc, dị khói tỉnh phiến tề, dị khói tỉnh đối rất nhiều động vật đều có kịch độc, thứ này vốn là vì giết chết một chút ốm đau thí nghiệm động vật, nhưng nó cũng là bệnh lao phổi đặc hiệu thuốc, thẩm kinh ngữ đem dị khói tỉnh đặt ở trong tay áo, ra không gian, vừa ra không gian, nàng đã nghe đến một cổ mùi thịt. Hạ Yến Thành hôm nay cho thẩm kinh ngữ cùng hai đứa bé hầm thịt, về phần lương đóng bên kia, vẫn là một bát để hắn mau chóng khôi phục thân thể cháo thịt, thẩm kinh ngữ thật vui vẻ ngồi xuống, đa tạ phu quân, phu quân tay nghề thật là tốt, Hạ Tinh cùng Hạ Nguyệt Nha đã đối mẫu thân nói ngọc sớm có dự cảm, từng cái biểu lộ bình thường tiếp tục ăn cơm, lương đóng lại mở to hai mắt nhìn, giống như muốn đem tròng mắt cùng một chỗ trừng ra ngoài giống như, thẩm thị. Ngươi ngươi ngươi, ngươi nổi điên làm gì? Thẩm Kinh Ngữ ngọt ngào cười, ta nổi điên làm gì đều là phu quân ta sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi. Lương Đống tức giận đến không được, quay đầu đi cùng Hạ Yến Thành tố cáo, tướng quân, nàng quá mức. Hạ Yến Thành quay đầu nhìn Thẩm Kinh Ngữ liếc mắt, ánh mắt mang theo từng tia từng tia cảnh cáo, đủ rồi, không muốn cùng một bệnh nhân nói chút có không có. Thẩm Kinh Ngữ nhún nhún vai, thơm ngào ngạt ăn thịt hầm, nàng tướng ăn sạch sẽ lại làm cho người xem xét đã cảm thấy nàng ăn đồ vật rất thơm rất thơm. Lương Đống lập tức cảm thấy cháo thịt không có thơm như vậy, chua xót nói, hừ, ăn nhiều như vậy thịt, khó trách ngươi béo. Chương 43, lại tới đòi tiền, Hà Yến Thành lại sẽ cảnh cáo ánh mắt ném đến Lương Đống trên thân, im miệng, Lương Đống một ngạnh, trong lòng vẫn cảm thấy bất bình. Nữ nhân kia coi là thật không phải cái gì tốt, thừa dịp mình sinh bệnh khe hở, thế mà còn cần cho súc sinh dùng kim tiêm đâm chính mình. Hắn trước kia liền nghĩ cùng Hạ Yến Thành nói, để tướng quân rời cái này cái nữ nhân ác độc xa một chút. Chỉ là, lương đống không nói gì thêm nữa, yên lặng cúi đầu ăn cơm, Hạ Gia Nhục Hương lại trôi giạt đến sát vách phong trường Minh nhà. Phong Trường Minh vừa ăn xong một cái mì chay bánh lấp bao tử, nghe thấy tới cổ này mùi thơm, bụng lại ùng ục kêu lên. Ngày trước thư viện phu tử vừa mới đã cảnh cáo hắn, nói hắn thành tích không đủ ưu tú, hoàn toàn không đủ để miễn trừ thuốc tu. Nói cách khác, nếu là hắn lại thu thập không đủ thuốc tu, vậy hắn liền không có cách nào tự tiếp tục tại thư viện đọc sách, phong trường minh oán bên trên thẩm kinh ngữ, cái này đáng chết thẩm thị. Nếu không phải nàng không chịu cho tiền mình, hắn như thế nào lại luôn lạc tới chật vật như vậy tình trạng, con ngươi đảo một vòng, một cái ý nghĩ nổi lên trong lòng, phong trường minh cười lạnh một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, hướng sát vách đi đến, thẩm kinh ngữ trở lại trong phòng, chuyển chính mình chuẩn bị kỹ càng vật, kết hạch thuốc kim tim, còn có đủ loại đồ chơi nhỏ, chuẩn bị xuống lần tới núi dùng, còn có từ lão đại phu viết sổ, thẩm kinh ngữ đã lưng cái thuộc lầu, lần sau vào thành mặt kệ từ lão đại phu hỏi cái gì, đều có thể một đáp một cái chuẩn, thẩm kinh ngữ vừa đem tất cả mọi thứ đều chỉnh lý tốt, đối mặt với ngoài viện bên kia cửa sổ bỗng nhiên một tiếng cọt kẹt xốc lên, lộ ra vết nứt khe hở. Phong trường minh gương mặt kia xuất hiện tại khe hở bên trong ở giữa, thẩm muội ngô, thẩm kinh ngữ lấy làm kinh hải, vô ý thức liền đưa trong tay đồ vật xông cửa sổ hung hăng đập tới phong trường minh cũng không có nghĩ đến nàng sẽ bỗng nhiên ra tay kêu trên âm thanh thân thể bỗng nhiên ngã xuống đất phát ra bịch một tiếng hạ tinh giọng nghi ngờ truyền đến là động tĩnh gì hỏng bét nếu là hạ tinh trông thấy phong trường minh kia chẳng phải xong rồi thẩm kinh ngữ mí mắt nhảy một cái giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ a à, là nương không cẩn thận làm lật đồ vật tinh nhi đừng lo lắng ngươi ngươi nói cái gì hạ tinh hung hăng sạch dưới ta mới không có lo lắng ngươi tiểu gia hỏa nải hung nải hung thẩm kinh ngữ cười cười thuận hạ tinh câu chuyện đổi miệng được ngươi không có lo lắng ta mặc dù thẩm kinh ngữ thuận hắn nói chuyện nhưng chẳng biết tại sao hạ tinh vẫn cảm thấy có chút ấm ức hắn trùng điệp hừ một tiếng và phòng không vui lòng lại phản ứng thẩm kinh ngữ lúc này trong viện không ai thẩm kinh ngữ vội vàng thừa cơ chạy đến ngoài viện trông thấy phong thư sinh hai mắt trắng giả nằm trên mặt đất không khỏi nhếch nhếch miệng Nàng còn giống như thật sự là đem phong thư sinh cho nện đến không nhẹ đâu Có điều, ai bảo hắn không thông báo một tiếng liền đến vén mình cửa sổ Gieo gió gạt bão, thẩm kinh ngữ nhẹ nhàng hừ một tiếng Một cái dụng lực đem phong trường minh sách tới mình trên vai Về sát vách nhà hắn Phong trường minh trong nhà có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường Nghèo rất mồng tơi Nhưng bút mực giấy nghiên phẩm chất thế mà cũng không tệ lắm Tại nguyên thân trong trí nhớ Nàng không ít làm oan loại cho phong trường minh tiền đại khái hắn mua thư phòng tiền đều là từ nguyên thân nơi này vơ vét đến A, à, A à đúng, mà lại dựa theo phong trường minh thuyết pháp, nguyên thân dường như còn cho phong trường minh tính vật gì tới, thẩm kinh ngữ tìm kiếm một chút nguyên thân ký ức, phát hiện nguyên thân đích thật là đã cho phong trường minh tiến áp sát người xuyên lộ trắng trái yếm nhỏ, không khỏi nâng tráng, nên nói không nói, đây thật là quá buồn nôn, thừa dịp phong trường minh hôn mê công phu, thẩm kinh ngữ cấp tốc tìm kiếm một chút, nhưng mà nàng cũng không có tìm được nguyên thân lưu lại cái yếm, gia hỏa này, đến cùng đem đồ vật giấu đến địa phương nào đi, thẩm kinh ngữ đối phong trường minh cũng không có hảo cảm gì, ngẫm lại lúc trước bị uy hiếp càng là có khí, thô bạo đạp hắn một chân, ôi, phong trường minh rên rỉ một tiếng, tỉnh, hắn mộng nửa ngày mới chú ý tới thẩm kinh ngữ ngay tại bên cạnh, tê một tiếng hút một ngụm khí lạnh, mới, mới ngươi, mới ngươi bỗng nhiên chạy đến ta ngoài cửa sổ, ta làm sao lại biết ngươi là ai. Thẩm kinh ngữ hỏi lại, phong thư sinh, nói trắng ra chuyện này vẫn là phải trách ngươi, phong trường minh kém chút không có bị tức chết, nếu không phải hắn còn muốn để thẩm kinh ngữ ra thúc tu, nhất định sẽ trực tiếp để thẩm kinh ngữ biết cái gì là giáo huấn. phong trường minh miễn cưỡng cười cười, thẩm muội muội nói chuyện với ta thật sự là càng phát ra xa lạ, người ta ở giữa có cái gì trách tội không trách tội. Trước kia chúng ta cũng từng ưng thuận lời thề, ta chính là của ngươi, ngươi chính là ta thẩm kinh ngữ không mặn không lạc nói, ngươi lại là tới tìm ta muốn thúc tu a à. Ngượng ngùng ta không có tiền, tha thứ không phụng bồi, nói, liền phải quay người rời đi, ngươi chờ một chút. Phong trường minh cắn răng gọi lại thẩm kinh ngữ, khập khiển đứng dậy, thẩm muội muội ngươi cũng chớ gấp lấy đi, ngươi coi là thật không có tiền sao, hồi trước ta cũng trông thấy trong nhà ngươi khai hỏa ăn thịt sự tình, chính ngươi ăn thịt, nếu là liền chút thúc tu cũng không chịu cho ta. Vậy ta thật là muốn hoài nghi, giữa chúng ta tình cảm đến cùng giá trị bao nhiêu?" Thẩm Kinh Ngữ cười ha ha, "Tình cảm? Phong thư sinh ngươi thật đúng là hiểu lầm, giữa chúng ta nào có cái gì tình cảm?" Mắt thấy Thẩm Kinh Ngữ thật muốn đi, "Phong Trường Minh gấp, chờ một chút, ngươi dừng lại." Thẩm Kinh Ngữ ngoái nhìn không có chút rung động nào nhìn Phong Trường Minh liếc mắt, "Thật sự dừng lại." Phong Trường Minh nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí âm tàn mấy phần, "Thẩm muội muội, ta nguyên bản không nghĩ lấy ra chuyện này đến uy hiếp ngươi." chỉ là ngươi bây giờ biểu hiện càng phát ra gọi ta trái tim băng giá ngươi phải biết ngươi đồ vật còn lưu tại ta chỗ này ta nếu là lấy ra đối ngươi danh dự không phải là không một loại tổn hại thẩm kinh ngữ hiếp hiếp mắt cười cho nên ngươi là thật muốn hỏi ta muốn thúc tu tự nhiên là phong trường minh nhìn thẩm kinh ngữ ngữ khí hơi có buông lỏng không khỏi nhẹ nhàng thở ra ngươi yên tâm ta thúc tu chỉ cần năm lượng bạc thẩm muội muội ta làm sao lại hướng ngươi công phu sư tử ngoạm đâu Thẩm kinh ngữ gật gật đầu, năm lượng bạc, trong nhà của ta thật là có. Phong trường minh hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi tham lam, kia. Thẩm kinh ngữ thản nhiên nói, chỉ là nhà ta bạc đều tại phu quân ta nơi đó, ta hiện tại không tốt lấy cho ngươi. Phong trường minh vội vàng vỗ ngực, thế thì cũng không ngại, chỉ cần ngươi tại trong vòng 10 ngày góp đủ năm lượng bạc giao cho ta là được. Thẩm muội muội, ta phong trường minh có thể cam đoan với ngươi, ta nếu là thi đậu tú tài về sau định không phụ ngươi đến lúc đó ngươi chính là tú tài nương tử lời nói này phải thật là nhẹ nhàng linh hoạt nghe xong liền biết là tại họa bánh nướng đâu thẩm kinh ngữ không có kéo căng ở thổi phù một tiếng toàn bộ kháo sơn thôn người đều biết ta là hạ yến thành nương tử ta nếu là một lần nữa gả cho ngươi đối ngươi thanh danh sợ cũng không tốt a à. phong trường minh thật sâu nhìn xem thẩm kinh ngữ con mắt sợ nàng không chịu tin tưởng lời của mình lời lẽ chính nghĩa nói làm sao lại như vậy Ta phong trường minh không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa, coi như liều mạng thanh danh không tốt, ta đến lúc đó cũng nhất định sẽ cưới ngươi. Thẩm kinh ngữ giả ra một mặt vui mừng, cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Ta rời đi quá lâu sợ Hà Yến Thành phát hiện, về trước đi, chương 44, cho ngươi đệ đệ chữa bệnh. Phong trường minh đương nhiên không có khả năng bốc lên để thẩm kinh ngữ bị phát hiện nguy hiểm, tốt, thẩm muội muội ngươi đi về trước đi, ngươi phải nhớ kỹ, Ngươi hôm nay làm hết thảy đều là vì tương lai của chúng ta." Thẩm Kinh Ngữ có thâm ý khác cười một tiếng, "Đúng vậy a, à, vì ngươi tương lai, ta nhất định sẽ thật tốt cố gắng." Phong Trường Minh không nghe ra Thẩm Kinh Ngữ trong lời nói có hàm ý, còn tưởng rằng mình thật đem Thẩm Kinh Ngữ cho cầm chắc lấy, thế là đêm đó hắn liền làm giấc mộng, mộng thấy Thẩm Kinh Ngữ chủ động giao ra trong nhà tất cả tiền tài cung cấp mình đọc sách, một đường mang theo mình lên như diều gặp gió, cuối cùng thành trạng nguyên còn công chúa về phần thẩm kinh ngữ đâu nói đùa cái gì chỉ là một cái bề ngoài không đẹp thô bỉ nông nữ mình chịu để nàng lấy thông phòng nha đầu thân phận phụng dưỡng mình cũng đã là nàng tổ tiên tích đức cái này một đêm phong trường minh không ít nói chuyện hoang đường bỏ chết tất cả đều nhớ kỹ nhảy nhót nhảy nhót chạy đến thẩm kinh ngữ trước mặt đi mật báo thẩm kinh ngữ nghe được chấn kinh nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại ngươi nói đều là thật phong trường minh thật nói không biết xấu hổ như vậy chi chi ta mới sẽ không nói với ngươi lời nói dối đây kiếp. bỏ chép nhún nhảy một cái ngữ khí đắc ý ngươi nhìn ta vẫn là tương đương hữu dụng đúng hay không đừng nói thật đúng là thẩm kinh ngữ gật gật đầu có thâm ý khác cười không nghĩ tới phong trường minh đối nàng chờ mong thế mà như thế lớn đáng tiếc hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn đâu lúc này hạ yến thành đã đi ra cửa xây thành tường thẩm kinh ngữ liền tới đến ngoài cửa sau khi rửa mặt căn dặn hạ tinh thật tốt chăm sóc Nguyệt Nha Nhi, mình mang theo cái cùi ra cửa, vừa ra cửa không bao lâu, thẩm kinh ngữ liền gặp được sách rổ hướng hạ gia phương hướng đi trì tuyết kiều, trì tuyết kiều ánh mắt nhất động, nhu nhu nhược nhược mở miệng, thẩm tỷ tỷ tốt, tuyết kiều gặp qua thẩm tỷ tỷ, nói liền phải nửa ngồi xuống tới, làm ra cho thẩm kinh ngữ thỉnh an dáng vẻ. Thẩm Kinh Ngữ xem xét trì tuyết kiều bộ dáng liền nhịn không được cả người nổi da gà lên, tức giận nói, được rồi, Bên cạnh không ai, ngươi coi như thật cho ta hành lễ cũng không ai chú ý đạt được. Trì Tuyết Kiều trong mắt lướt qua một vòng không vui, giả cười âm thanh, tỷ tỷ nói đùa, Tuyết Kiều đối tỷ tỷ là thật tâm sùng kính, coi như bên cạnh không ai cũng như thường sẽ cho tỷ tỷ hành lễ nha. Lời tuy như thế, Trì Tuyết Kiều động tác lại rất nhanh nhẹn, một chút liền đứng lên thân, xem ra Trì Tuyết Kiều là thật lấy chính mình làm đồ đần, lúc trước các nàng rõ ràng đã từng xảy ra khó coi như vậy khập khiển hiện tại trì tuyết kiều thế mà còn có thế như cái người không việc gì đồng dạng, thẩm kinh ngữ cười lạnh một tiếng, đi hạ gia làm cái gì, tự nhiên là đi xem lương đóng, ta cũng là giúp tỷ tỷ ngươi giải quyết phiền phức nha. Trì tuyết kiều phát huy ba tất không nát miệng lưỡi, cố gắng muốn lắc lư thẩm kinh ngữ, hạ đại ca để ý như vậy lương đại ca, hắn tinh thần khẳng định tất cả đều đặt ở lương đại ca trên thân, nếu là lương đại ca xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ quay đầu tìm ngươi phiền phức ta à, cũng là vì thẩm tỷ tỷ ngươi có thế sớm ngày cầm thư bỏ vợ rời đi nơi này, mới có thể đi chủ động chiếu cố lương đại ca nha, nếu là ở chỗ này chính là nguyên thân, vẫn thật là bị nàng cho lừa gạt, nhưng thẩm kinh ngữ cũng không có nguyên thân ngu xuẩn như vậy, lạnh lùng thốt, ngươi cái chủ ý này còn rất tốt, đáng tiếc ta đã không muốn cùng Hạ Yến thành tách ra, cái gì? Trì tuyết kiều một nháy mắt kinh hãi. Tiện nhân này nếu là không bị hạ đại ca đừng vứt bỏ, nàng làm sao có thể gả cho hạ đại ca không được, nàng nhất định phải đi. Trì tuyết kiều khổ khuyên thẩm kinh ngữ, thẩm tỷ tỷ ngươi đừng ngẩn người, ta biết hồi trước ta nói sai lời nói, ngươi buồn bực ta, thế nhưng là ta hạ đại ca hắn chẳng qua là cái xây thành tường tội nhân A, à. ngươi đường đường một cái kinh thành đến kim chi ngọc diệp, nếu là cùng hắn, đó không phải là lãng phí sao. Ngươi, thẩm kinh ngữ bỗng nhiên nhìn về phía trì tuyết kiều sau lưng, đầy mặt sinh đất vụ xuân cười, A, à, phu quân, ngươi tới rồi, hạ đại ca trì tuyết kiều con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ hoảng sợ bất an quay đầu nếu là mình vừa rồi nói những lời kia bị hạ yến thành nghe qua nàng chẳng phải hết à hạ đại ca ta không có ý tứ kia ta chỉ là trì tuyết kiều nói đến một nửa lúc này mới trông thấy phía sau mình căn bản không ai nàng sững sờ dưới tức giận quay đầu nhìn về phía thẩm kinh ngữ ngươi gạt ta thẩm kinh ngữ mỉm cười gật đầu đúng ta lừa ngươi ngươi trì tuyết kiều cả giận nói Thẩm Tỷ tỷ, ngươi cũng quá không biết nhân tâm tốt, ta đều là vì giúp ngươi." Thẩm Kinh Ngữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, giống như vừa nghe rõ Trì Tuyết Kiều ý tứ trong lời nói đồng dạng, "A, à, là như thế này a. À. Vậy ta cảm ơn ngươi." Dứt lời, Thẩm Kinh Ngữ đánh bất ngờ sốt lên Trì Tuyết Kiều rổ bên trên vải, tuyết trắng bánh bao lớn, bên cạnh phối một chút dưa muối, thế mà còn có một bát canh trứng, tô mì bên trên điểm suyết lấy tinh tế hành hoa hoa, xem xét liền hương thẩm tỷ tỷ ngươi trì tuyết kiều vội vàng che rổ sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận ngươi cho lương đóng tặng chính là tốt như vậy ăn uống thẩm kinh ngữ bật cười vật như vậy các ngươi trẻ nhà mình có thế ăn nên làm ra chính mình cũng không kịp ăn còn muốn tăng cường đi cho lương đóng đưa ngươi đây không phải phạm tiện sao trì tuyết kiều gắt gao cắn môi nhìn về phía thẩm kinh ngữ trong ánh mắt quán độc đã không che giấu được thẩm kinh ngữ ý tứ sâu xa khoát khoát tay trì tuyết kiều ta đưa ngươi một câu, làm người đừng quá lấy lại, lấy lại không có kết quả tốt, dứt lời, thẩm kinh ngữ không tiếp tục nhìn trì tuyết kiều liếc mắt, lúc này là thật đi, trì tuyết kiều tức giận đến hung hăng dậm chân một cái, liền cơm cũng không kịp đưa liền đi theo thẩm kinh ngữ sau lưng, nàng ngược lại muốn xem xem, cái này thẩm kinh ngữ rốt cuộc muốn làm gì, thẩm kinh ngữ một đường đi vào tan gia, gõ vang tan gia đại môn, chó vàng uông ô một tiếng, mập nữ nhân, ngươi lại tới. Ta thịt xương đâu, thẩm kinh ngữ liếc mắt đi một bên hung ô chó vàng u oán nằm xuống nữ nhân xấu ngươi cùng ta nữ chủ nhân đồng dạng hung tang uyển nhi rất hung thẩm kinh ngữ nhíu mày cũng không cảm thấy bất ngờ toàn bộ tang gia cũng chỉ còn lại có tang uyển nhi cùng tang lãng hai cái tang uyển nhi nếu là lại không hung điểm sợ là liền xương vụn đều muốn bị người nhai ăn cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra một mặt không vui nữ nhân đứng tại cửa chính ai vậy không có gì bất ngờ xảy ra nàng chính là tang uyển nhi tang uyển nhi ngũ quan coi như thanh tú nhưng làn da vàng như nến khí sắc không tốt biểu lộ cũng là dữ dằn thẩm kinh ngữ vẻ mặt tươi cười chỉ chỉ buồn trong đi vào nói chuyện đi không cần tang uyển bên trên hạ dò xét thẩm kinh ngữ một phen ngươi là thôn đông hạ gia béo nàng dâu có lời gì ở đây nói là được thẩm kinh ngữ vì cái gì tất cả mọi người nhấc lên nàng đều muốn nói một cái béo chữ giảm béo, nhất định phải tiếp tục giảm béo, thẩm kinh ngữ hít sâu một hơi, ta là tới cho ngươi tích 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 chữa bệnh, tan uyển nhi giật mình, nhìn từ trên xuống dưới thẩm kinh ngữ, cho ta đệ đệ chữa bệnh. Chỉ bằng ngươi, thẩm kinh ngữ cười cười, đúng, chỉ bằng ta, tan uyển nhi mặt lạnh đem thẩm kinh ngữ đẩy ra phía ngoài, không cần. Đệ đệ ta bệnh bao nhiêu lan trung đến xem qua, bọn hắn đều trị không hết, ta lúc trước đều không nghe nói ngươi có thể chữa bệnh, ngươi làm sao có thể chương 45, Cần Thiên Sơn Tuyết Liên, thẩm kinh ngữ quá béo, Tan Uyển Nhi một chút không có thôi động, mình ngược lại là một cái lão đảo, Tan Uyển Nhi con mắt trừng lớn, đang muốn nổi giận, bỗng nhiên nghe thấy buồn trong truyền đến một trận tan nát cõi lòng ho khan, khụ khụ, khụ khụ khụ, a lãng, Tan Uyển Nhi rít lên một tiếng, không để ý tới thẩm kinh ngữ, quay đầu lại hướng vào bên trong ở giữa, thẩm kinh ngữ nhíu nhíu mày, đi theo Tan Uyển Nhi cùng một chỗ tiếng. Phòng trong mùi thuốc nồng đậm nứt mũi, một cái sắc mặt xanh lét cho người trẻ tuổi nằm ở trên giường, ho đến thở không ra hơi. Tang Uyển Nhi giúp hắn đập nửa ngày phía sau lưng, người trẻ tuổi tiếng ho khang không những không gặp tốt, ngược lại càng ngày càng nhanh, giống như muốn đem ngủ tạng lục phủ đều ho ra đến đồng dạng. Tan Uyển Nhi hoảng hốt sợ hãi, nước mắt lốc bốc đến rơi xuống, "A Lãng, a Lãng ngươi phải kiên trì lên, tỷ, tỷ tỷ." Tang Lãng miễn cưỡng lắc đầu, rất nhanh lại ho khang, liền âm thanh đều không phát ra được còn như vậy khục xuống dưới coi như người bình thường cũng chịu không được huống chi là tan lãng dạng này bị móc sạch thân thể đâu thẩm kinh ngữ thở dài đẩy ra tan uyển nhi để cho ta tới nàng tại hiện đại phòng thí nghiệm thời điểm liền cho thí nghiệm động vật dừng qua ho khang đổi được trên thân người ân hẳn là cũng không có vấn đề đi tan uyển nhi đang muốn nổi giận ngươi đến cái gì ngươi có thể làm gì thẩm kinh ngữ vuốt ve một chút tan lãng phía sau lưng tại huyệt vị của hắn bên trên dùng mấy phần lực đạo, tan lãng rung rẩy dưới, thật sự không còn ho khang. Tang Uyển Nhi hung hăng sững sờ, ánh mắt kinh ngạc, nguyên bản muốn ngăn cản thẩm kinh ngữ tay cũng rũ xuống. Cái này tướng mạo thường thường không có gì lạ mập nữ nhân, nàng thật có thể chữa bệnh, hay là nói, đây hết thảy chẳng qua đều là trùng hợp, là thẩm thị mèo mù gặp cá rán mà thôi. Triệt để ngừng lại tan lãng ho khang về sau, thẩm kinh ngữ nhẹ nhàng thở ra, nghiêm mặt nhìn về phía tan Uyển Nhi, mặc dù đệ đệ ngươi hiện tại không ho khan, nhưng bệnh của hắn cũng không chỉ là ho khan mà thôi, phổi bên trong còn có bệnh tình. Tan Uyển Nhi cao chặt lông mày, thẩm thị, ngươi thật có thể trị đệ đệ ta bệnh, ta có thế. Thẩm Kinh Ngữ thản nhiên nhìn xem nàng, ngươi có thể không tin bản lãnh của ta, nhưng đệ đệ ngươi bệnh đã chậm trễ không dậy nổi, cho nên ngươi tốt nhất nhanh lên hạ quyết định này. Tan Uyển Nhi trừng mắt Thẩm Kinh Ngữ, ngươi tại sao phải cứu ta đệ đệ? ngươi cùng hắn không có đóng không có liên, ta nhìn ngươi cũng không giống là đặc biệt nhiệt tâm người A, à. thẩm kinh ngữ nhún vai, thực không dám giấu dếm, ta là nghe nói ngươi muốn bán ruộng mới tới. Chúng ta hạ gia tình huống như thế nào ngươi cũng biết, ta muốn ngươi kia hai mẫu ruộng, thì ra là thế, cái này nói thông được, tan uyển nhi nhẹ nhàng thở ra, trong ánh mắt lo nghĩ thiếu một chút, ngươi, thật có thể chữa bệnh, thẩm kinh ngữ thản nhiên nói, ta coi như lại giải thích, ngươi cũng sẽ không trực tiếp tin tưởng, không bằng ngươi trước thật tốt cân nhắc một chút lợi và hại hai người đối mặt thật lâu tan uyển nhi mặc dù biểu lộ phức tạp ngữ khí lại không lạnh như vậy ngươi đi ra ngoài trước đi ta suy nghĩ thật kỹ suy xét được ngươi suy xét cốt liền đến tìm ta thẩm kinh ngữ cũng không dài dòng gật gật đầu đáp ứng trước khi đi nàng tìm cơ hội cho tan lãng trên thân đâm một châm châm này thuốc hoàn toàn không đủ để để tan lãng bệnh lao phổi chuyển biến tốt đẹp nhưng có thế thoáng tăng lên thân thể tố chất của hắn Thẩm kinh ngữ sau khi đi, Tang Uyển Nhi vừa đóng cửa lại, liền lại nghe thấy có người tại bên ngoài gõ cửa. Thẩm thị, ngươi lại tới làm gì? Ta không phải nói qua ta phải thật tốt suy nghĩ một chút. Tang Uyển Nhi nhíu mày, mở cửa trông thấy người đối diện đến cùng là ai, lập tức chính là hung hăng sững sờ, Trì Tuyết Kiều, tại sao là ngươi? Trì Tuyết Kiều giọng thành khẩn, Tang tỷ tỷ, ta ở ngoài cửa cái gì đều nghe thấy. Thẩm thị nói nàng có thể trị tang lãng bệnh, đúng hay không giả dạ, nàng đang gạt ngươi tan uyển nhi ánh mắt mãnh liệt ngươi nghe lén tan Tỷ Tỷ, ta chỉ là lo lắng tan lãng thân thể a à. trì tuyết kiều vội vàng giải thích tất cả mọi người là hương thân hương lý tan lãng cũng coi là ta từ xem thường lớn hắn sinh bệnh ta nhìn cũng không đành lòng a à. đây cũng nói còn nghe được dù sao trì tuyết kiều đích thật là có tiếng tâm địa tốt tan uyển nhi là cái mặt lạnh mềm lòng nghe xong trì tuyết kiều giải thích sắc mặt quả nhiên liền hòa hoãn không ít, ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi đi đi. Trì Tuyết Kiều ánh mắt chớp lên, "Tang tỷ tỷ ngươi đừng vội để ta đi, ta có thể trị tan lãng bệnh, ngươi nói cái gì?" Tang Viễn Nhi giật mình, Trì Tuyết Kiều dối trá cười yếu ớt một chút, "Là thật, ta được gia gia của ta chân truyền, nàng không có nói láo, trẻ lão đại phu hoàn toàn chính xác đem một thân y thuật đều dạy cho nàng, trẻ nhà đời thứ ba đơn truyền, truyền đến trì tuyết kiều phụ mẫu thế hệ này càng là chỉ có một đứa con gái, trẻ lão đại phu liền đem cháu gái này xem như cháu trai đến bồi dưỡng. Tang Uyển Nhi nghi ngờ nhìn xem trì tuyết kiều, thế nhưng là gia gia ngươi lần trước đến xem A lãng thời điểm, đều nói A lãng bệnh đã không chữa được, ngươi sao có thể, trì tuyết kiều kinh dưới, kém chút cắn đến đầu lưỡi, vội vàng giải thích, gia gia hắn nói cái này bệnh không thể trị, chỉ là bởi vì khuyết thiếu một vị thuốc. Tang tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, chỉ cần có thể tìm đến cái này vị thuốc, ta nhất định có thể đem tan lãng chữa lành. Tan Uyển Nhi ánh mắt sáng lên, thuốc gì? Trì tuyết kiều nắm lấy Tan Uyển Nhi tay, từng chữ nói ra, thiên sơn tuyết liên. Tan Uyển Nhi vẫn là lần đầu nghe thấy cái tên này, thiên sơn. Cái gì sen? Trì tuyết kiều ánh mắt thành thẩn, ta cũng là ngẫu nhiên từ trong nhà truyền thừa sách thuốc bên trong nhìn thấy cái tên này. Nghe nói nó có thể y người chết, mọc lại thịt từ xương, càng là trị liệu ho lao thuốc hay cho nên tang tỷ tỷ ngươi yên tâm đi chỉ cần có cái này vị thuốc tan lãng bệnh nhất định có thế tốt tang uyển nhi tâm động kia ta tin ngươi thẩm kinh ngữ từ tang gia trở về liền trở lại nhà mình lương đống đang ở nhà bên trong thiên phòng dưỡng thương thẩm kinh ngữ lay một chút cái gùi liền phải lên núi đi hái thuốc tục ngữ nói lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước lần trước lên núi về sau thẩm kinh ngữ phát hiện tháo sơn thôn bên cạnh ngọn núi lớn này hoàn toàn chính xác khắp nơi đều là bảo thu thập xong cái gùi Thẩm Kinh Ngữ vừa muốn xuất phát, lại phát hiện Hạ Nguyệt Nha đứng tại cổng mắt lom lom nhìn chính mình. Nguyệt Nha Nhi, Thẩm Kinh Ngữ sững sờ. Hạ Nguyệt Nha lung la lung lay đi đến Thẩm Kinh Ngữ bên người, tay nhỏ giữ chặt Thẩm Kinh Ngữ váy. Thẩm Kinh Ngữ ngồi xổm xuống, ôm ôm nhu nhu hỏi, Nguyệt Nha Nhi làm sao vậy? Là đói bụng vẫn là, mặc kệ Thẩm Kinh Ngữ hỏi thế nào, Hạ Nguyệt Nha vẫn luôn là lắc đầu. Hạ Tinh lặng lẽ nhìn, bỗng nhiên lớn tiếng, Nguyệt Nha Nhi là muốn cùng ngươi cùng đi ra thẩm kinh ngữ sững sờ a à, ngươi nếu là không vui lòng thì thôi hạ tinh bị tức giận lớn tiếng còn tưởng rằng mình là cái dương nanh múa vuốt lão hổ trên thực tế chỉ là nải hung nải hung ta biết ngươi không không thích nguyệt nha nhi cũng không thích ta ngươi nếu là không muốn cùng nguyệt nha nhi cùng đi ta chỉ có một người trong nhà mang theo hắn thẩm kinh ngữ yên lặng nhìn hạ tinh một lát bỗng nhiên mỉm cười nàng đưa tay xoa xoa hạ tinh đầu ai nói mẫu thân không muốn mang ngươi cùng đi ra rồi cái gì Lúc này đến Phiên Hạ Tinh sửng sốt, "Ngươi, ngươi nguyện ý mang bọn ta cùng đi ra?" Chương 46, Hạ Tinh nói xin lỗi, Thẩm Kinh Ngữ sảng khoái cười gật đầu, "Đương nhiên, chúng ta đi." Thẩm Kinh Ngữ kéo Hạ Tinh liền hướng bên ngoài đi. Hạ Tinh biểu lộ trù trừ lên, do dự không biết nên không nên nói. Thẩm Kinh Ngữ kéo hắn một chút không có kéo động, kinh ngạc quay đầu, "Làm sao Tinh Nhi, không phải nói muốn đi ra ngoài sao?" "Là đổi chủ ý sao?" "Ta, ta không có không muốn ra ngoài." hạ tinh giật nảy mình liền vội vàng lắc đầu ta ta chỉ là muốn nói một câu thật xin lỗi thẩm kinh ngữ sững sờ ánh mắt bình tĩnh rơi vào hạ tinh trên thân thật xin lỗi nàng cùng hạ tinh ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy cái này đầu củ cải vẫn là lần đầu chủ động nói với nàng ra thật xin lỗi ba chữ này đâu hạ nguyệt nha trông thấy thẩm kinh ngữ sững sờ bộ dáng có chút lo âu lôi kéo một chút góc áo của nàng mẹ mẫu thân không muốn cùng ca ca so đo Hạ Nguyệt Nha gấp đến độ đều mở miệng nói chuyện, Thẩm Kinh ngữ hai mắt tỏa sáng, một cái ôm lấy nàng, Nguyệt Nha Nhi yên tâm, Nương làm sao lại cùng ngươi ca ca so đo những cái này đâu? Nương là mẹ của các ngươi, bất cứ lúc nào cũng sẽ không giống như các ngươi so đo, hiểu chưa? Hạ Nguyệt Nha hai mắt tỏa sáng, dùng sức gật đầu, ừm ừm. Vừa rồi Hạ Nguyệt Nha đã mở qua một lần miệng, hiện tại lại muốn mở miệng, là thời cơ tốt nhất. Thẩm Kinh ngữ giả vờ như lơ đảng, đồ nàng. Mẫu thân đáp ứng Nguyệt Nha Nhi yêu cầu, Nguyệt Nha Nhi có nên hay không đối mẫu thân nói câu tạ ơn nha. Hạ Nguyệt Nha trịnh trọng kỳ sự nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đích thật là hẳn là đối thẩm kinh ngữ nói lời cảm tạ, nhưng nàng nhất thời còn nói không ra lời nói, ngẹn đỏ khuôn mặt nhỏ. Hạ Tinh đứng ở bên cạnh thấy đau lòng muội muội, nhịn không được mở miệng, nếu không thì thôi, không được. Thẩm kinh ngữ thấp giọng lại kiên quyết, Tinh Nhi, muội muội của ngươi thực chất bên trong là cái rất kiên cường người nàng sẽ không muốn tính hạ tinh nghe được ánh mắt xúc động dưới đứng tại chỗ không lên tiếng hai người đồng loạt nhìn xem hạ nguyệt nha một hồi lâu sau hạ nguyệt nha rốt cục lắp ba lắp bắp mở miệng cám cám ơn thẩm kinh ngữ hai mắt tỏa sáng rốt cục có hiệu quả tạ ơn ai tạ ơn mẫu thân một câu nói kia bị hạ nguyệt nha nói ra thời điểm sẽ phải ăn khớp được nhiều hạ tinh vui vẻ đến không được ông thẩm kinh ngữ vòng eo nhảy nhót reo hò mẹ nguyệt nha nhi nói chuyện nàng lại nói, thẩm kinh ngữ mỉm cười bảo trụ hạ tinh, cũng là vui mừng lại nhẹ nhàng thở ra, hạ tinh cao hứng hơn nửa ngày, bỗng nhiên ý thức được mình cự nóng ôm lấy thẩm kinh ngữ, hắn bỗng nhiên đỏ mặt, lập tức đẩy ra thẩm kinh ngữ, lắp ba lắp bắp, ngươi, ngươi ngươi, ta, phản ứng này, có thể hay không quá lớn một chút, thẩm kinh ngữ bị hạ tinh chọc cười, làm sao? Nguyệt Nha Nhi thật vất vả không cà lâm, hôm nay cà lâm người liền đổi thành ngươi, đúng không? Ta 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 không có, Hạ tinh thật vất vả mới tìm về thanh âm của mình, giữ dằn nói, ngươi chớ nói nhảm, ta nói chuyện nói hay lắm tốt, thẩm kinh ngữ cười gật gật đầu, được, vậy ngươi liền hảo hảo nói chuyện, ta, ta đương nhiên sẽ thật dễ nói chuyện. Cái này ngươi không cần lo lắng. Hạ tinh nộ trừng thẩm kinh ngữ liếc mắt, quay đầu một chân thấp một chân cao điểm đi, thẩm kinh ngữ bất đắc dĩ gọi lại hắn, tinh nhi, ngươi chờ một chút, hạ tinh mặc dù dừng bước lại không dám quay đầu, làm sao rồi. Thẩm kinh ngữ thở dài, ngươi phương hướng sai. Chúng ta là muốn lên núi đi, ngươi quên à nha. Hạ tinh xám xịt một đầu chạy trở về, ngẫm lại lại về trong phòng cầm cái cá sọc, cổng lên người liền phải đi ra ngoài. Hạ tinh thả cái gùi gian phòng là tạp vật phòng, cũng chính là hiện tại lương đóng ở tạm căn này. Lương đóng ngực vết thương cũ còn tại đau, vừa nói liền đau. Mặc dù trẻ lão đại phu đặc biệt dặn dò qua hắn ít nói chuyện, nhưng nhìn thấy hạ tinh muốn ra cửa, lương đống nhịn không được che ngực hỏi, ngươi, ngươi coi là thật muốn đi theo cái kia ác nữ người cùng đi ra. Khụ khụ, lương đống nói nói chính là một trận ho khan, hạ tinh liền vội vàng tiến lên, như cái tiểu đại nhân giống như chiếu cố hắn, lương thúc thúc, ngươi thương phải nặng như vậy, đừng nói là lời nói, không được, lời này không phải nói không thể. Lương đống gắt gao bắt lấy hạ tinh tay, tóm đến hạ tinh khớp xương đau nhất, ngươi không thể đi ra ngoài không thể đi theo cái này ác nữ người cùng một chỗ nếu không có trời mới biết cái này ác nữ người rốt cuộc muốn làm ra cái gì tới lương thúc thúc ý của ngươi là mẫu thân nàng phải giống như lúc trước đối với ta như vậy đem chúng ta ném tới trên núi đi hạ tinh mờ mịt lắc đầu sẽ không nàng không có khả năng làm như vậy lương đóng cắn răng ngươi trước kia còn không phải như vậy ý nghĩ lúc này mới cho cái này ác nữ người đem các ngươi ném ra bên ngoài cơ hội không được các ngươi không thể cùng đi ra thẩm kinh ngữ mang theo ý cười thanh âm bỗng nhiên tại cửa ra vào xuất hiện vậy nếu là ta không phải để bọn nhỏ cùng ta cùng đi ra đâu thẩm kinh ngữ trợn nhìn lương đóng liếc mắt hài tử là của ta ngươi ngăn cản cũng vô dụng ngươi ác nữ người ngươi cái này ác nữ người lương đóng lại bị tức đến che ngực nhe răng trợn mắt thẩm kinh ngữ lạnh lùng nhìn xem lương đóng lấy thương thế của ngươi cưỡng ép động khí chính là tại không muốn sống tại chơi đùa lung tung, ngươi cần phải biết rằng, vì ngươi cái mạng này, nhà ngươi tướng quân đến cùng hoa bao nhiêu khí lực mới tìm về luyện dược dùng dược liệu, cho nên lương đóng, ngươi tốt nhất đừng cho ta thật tốt còn sống, bình tâm tĩnh khí, đừng phụ lòng các ngươi tướng quân một mảnh tâm, thẩm kinh ngữ dứt lời, quay đầu mang theo hai đứa bé cùng đi, trên đường, hạ tinh có chút thấp thỏm nhìn xem thẩm kinh ngữ, hắn mấy lần muốn mở miệng nói, mẫu thân, kỳ thật ngươi hiểu lầm, kỳ thật lương thúc thúc là người tốt. Thế nhưng là, hắn mở không được cái này miệng, thẩm kinh ngữ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, đang suy nghĩ gì, tại sao không nói chuyện, không, không có gì. Hạ tinh nháy mắt đeo lên phòng ngự của mình mặt nạ, giữ dằn lắc đầu, thẩm kinh ngữ cười hiếp mắt hỏi, thật không có cái gì, thật, không có gì. Hạ tinh xem xét thẩm kinh ngữ khuôn mặt tươi cười, ngữ khí lập tức liền không có như vậy hung ác, hắn có chút thấp thỏm dừng một chút, hỏi thẩm kinh ngữ, ngươi, ngươi không tức giận thẩm kinh ngữ nhíu mày ta tại sao phải tức giận hạ tinh xoa gốc áo lương thúc thúc hắn như vậy hiểu lầm ngươi hiểu lầm kỳ thật liền nguyên thân làm những cái này phá sự cũng không thể nói là hiểu lầm thẩm kinh ngữ cười cười không quan trọng sự tình thôi sớm muộn có một ngày tinh nhi ngươi sẽ biết ồ tinh nhi nguyệt nha nhi các ngươi mau nhìn đó là cái gì thẩm kinh ngữ một tay một cái ôm lấy hai đứa bé hai nha một tiếng khiên bọn hắn đối mặt một cái cây gốc cây kia bên trên kết không ít đỏ rực quả, xem xét liền tươi non ăn ngon. Hạ tinh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, có quả, hắn rất ít có thể ăn vào quả đâu. Thẩm kinh ngữ cười gật đầu, là đâu? Đi, mẫu thân mang theo tinh nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đi hái quả. Hạ tinh con mắt kìm lòng không đặng khẽ cong, tốt, mẹ con ba người đi vào trước đại thụ đầu, phát hiện quả tầng tầng lớp lớp treo đầy cành cây. Thẩm kinh ngữ vừa mới bắt đầu tìm tới quả cây thời điểm còn vào xem lấy cao hứng, suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại nhíu nhíu mày. Căn cứ thẩm kinh ngữ tại hiện đại học được tri thức, cái này thân cây lớn hẳn là quả mận bắt cây, thế nhưng là thật tốt một viên quả mận bắt cây, trái cây làm sao lại rơi xuống không ai hái tình trạng. Chương 47, đạo bên cạnh khổ lý, thẩm kinh ngữ hái được viên quả bỏ vào trong miệng, một giây sau vốn nhờ chua sót mà nhăn lại mặt, hận không thể miệng sùi bọc mép. Hạ Nguyệt Nha lập tức khẩn trương lên, y y nha nha nắm kéo thẩm kinh ngữ ống quần, trong tay khoa tay, Hạ tinh bỗng nhiên cà lâm hạ, ngươi, ngươi không sao chứ, thẩm kinh ngữ vẻ oải khoát khoát tay, biệt xuất mấy chữ, ta. Không có việc gì, hạ tinh nhìn xem thẩm kinh ngữ dáng vẻ, lo lắng xông lên đầu, thật không có việc gì, thật không có sự tình. Chính là bị chua đổ răng, khụ khụ khụ. Thẩm kinh ngữ đấm đấm ngực, chợt nhớ tới một cái điển cố, ta xem như minh bạch cái gì gọi là đạo bên cạnh khổ lý, trách không được không ai hái những cái này quả mận bắt nguyên lai like mọi người đều biết bọn chúng trông được không trúng ăn hạ tinh cùng hạ nguyệt nha từng cái ngây thơ mà nhìn xem thẩm kinh ngữ không biết nàng đến cùng đang nói cái gì thẩm kinh ngữ xem xét hai đứa bé biểu lộ liền minh bạch lôi kéo hắn êm tai nói đạo bên cạnh khổ lý nói là tại rất rất xa quốc gia bên trong có một đám tiểu hài tử trông thấy một gốc lý cây muốn lên đi đem lý cây quả hái xuống duy chỉ có một đứa bé đứng không nhúc nhích nhìn xem những người khác hái quả hạ tinh nghi hoặc hắn vì cái gì không đi là hắn không thích ăn quả mận sao thẩm kinh ngữ mỉm cười không phải ngươi suy nghĩ lại một chút hạ tinh tiếp lấy lại suy đoán mấy lần đều đoán sai nhỏ sữa bao rất nhanh nhục chí thở phì phò trừng mắt thẩm kinh ngữ ngươi cố ý ngươi cảm thấy gạt ta chơi vui đúng hay không không phải làm sao lại như vậy thẩm kinh ngữ bật cười lắc đầu đem hạ tinh ôm vào trong ngực ngữ khí ôn hòa nói cho hắn đồ ngốc hắn không chịu đi hái quả mận là bởi vì hắn trước kia liền biết quả mận là khổ ngươi suy nghĩ một chút gốc cây kia bên trên quả mận nếu là ăn ngon làm sao lại chống đến bị bọn hắn phát hiện thời điểm hạ tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu ngẫm lại mình vừa rồi chất vấn thẩm kinh ngữ dáng vẻ mặt đỏ lên hạ nguyệt nha chưa từng nghe qua dạng này thú vị cố sự khuôn mặt nhỏ đều phát sáng lên vỗ tay khẩn cầu mà nhìn xem thẩm kinh ngữ muốn để nàng nói lại một cái hai con nhỏ sữa bao bộ dáng để thẩm kinh ngữ mềm lòng mềm, làm sao như thế hiếm lạ. Chẳng lẽ các ngươi cha không cho các ngươi nói qua cố sự sao? Hạ Tinh mặt đỏ lên, mạnh miệng, cha hắn. Hắn là người làm đại sự, làm sao lại nói những cái này nhàm chán đồ vật? Thẩm Kinh ngữ cười khúc khích, làm đại sự, làm cái gì đại sự? Hạ Yến thành hiện tại luân lạc tới Tây Bắc, nhiệm vụ hàng ngày chỉ có xây thành tường mà thôi, xây thành tường tính là gì đại sự? Ngươi Hạ Tinh có chút căm tức mở to hai mắt, trừng mắt thẩm kinh ngữ, thẩm kinh ngữ vội vàng khoát khoát tay, tốt tốt, ta biết hắn là trong lòng ngươi anh hùng, ta không ra hắn trò đùa. Chúng ta tiếp tục đi vào trong đi, ta nhớ được bên trong có phiến rừng trúc, mùa này măng đang lúc lệnh, nếu có thể đào được măng, liền để Hạ Yến Thành làm một đạo măng xào thịt ba chỉ. Tư vị kia, khẳng định đẹp, thẩm kinh ngữ nhịn không được liếm liếm khóe miệng, mang theo hai đứa bé đi vào rừng trúc trong rừng trúc hoàn cảnh thanh u măng hoàn toàn chính xác có không ít thẩm kinh ngữ đào nửa giỏ măng lau lau mồ hôi ngồi xuống nghỉ ngơi măng ăn ngon còn có thể làm thành măng chua trường kỳ bảo tồn đáng tiếc nàng không biết măng chua đến cùng nên làm như thế nào liền không đào quá nhiều trở về tây bắc cũng không thừa thải măng nếu không phải lần trước thẩm kinh ngữ lên núi lúc phát hiện như thế một mảnh nhỏ rừng trúc chỉ sợ nàng cũng không biết nơi này còn có măng hạ tinh cho tới bây giờ đều chưa thấy qua măng hắn ngồi tại thẩm kinh ngữ bên người, nhìn không được lặng lẽ ngắm nàng giỏ bên trong măng mấy mắt. Hạ Nguyệt Nha liền không có hạ tinh như vậy thận trọng, nàng đào lấy cái gùi không ngừng đi đến nhìn nha nhìn nha, giống như là muốn nhìn ra đóa hoa tới. Làm sao vậy, Nguyệt Nha nhi? Thẩm kinh ngữ đem hạ Nguyệt Nha ôm đến trong ngực, chưa thấy qua vật này sao? Hạ Nguyệt Nha đàng hoàng lắc đầu, chưa thấy qua, mẫu thân dạy ngươi. Thẩm kinh ngữ chỉ vào măng tử, cái này nha, gọi là măng, nó lớn lên về sau chính là bên cạnh cây trúc thứ này tại phương nam thấy nhiều tại tây bắc thế nhưng là rất hiếm thấy đâu đến nguyệt nha nhi đi theo mẫu thân niệm cây trúc trúc tử hạ nguyệt nha nghiêm túc mà nhìn xem thẩm kinh ngữ đi bô tập nói thẩm kinh ngữ ánh mắt sáng lên không chút nào keo kiệt tán dương chính là như thế niệm nương bảo bối nguyệt nha nhi thật là thông minh hạ nguyệt nha bị thổi phồng đến mức vui vẻ lạc lạc cười lên Hạ tinh nhìn một chút thẩm kinh ngữ, biểu lộ phức tạp, nương ba nghỉ ngơi một hồi, thẩm kinh ngữ đứng dậy, lau lau mồ hôi trên trán, đi, chúng ta lên núi, nương mang các ngươi lại quen biết một chút núi này bên trên đồ vật, ừm ừ. Hạ Nguyệt Nha nghe xong con mắt lập tức sáng, không ngừng gật đầu, ba người tiếp tục hướng trên núi đi một đoạn đường, trên đường đi nhìn thấy không ít dược liệu, đây là cẩu kỹ, ngọt ngào có thể ăn. Đến, mẫu thân hái cho các ngươi nếm thử, ngọt không ngọt loại này hoa lại hương lại đẹp một năm bốn mùa đều nở hoa gọi là nguyệt quý đúng rồi chính là chúng ta nguyệt nha như tháng kia còn có cái này thẩm kinh ngữ mang theo nụ cười ôn nhu từng loại đem mình biết đồ vật báo cho bọn nhỏ hạ nguyệt nha cùng hạ tinh con mắt đều sáng sáng đi theo thẩm kinh ngữ bên người thời điểm dáng vẻ đều càng thân cận mấy phần vì hai đứa bé an toàn thẩm kinh ngữ một mực chỉ chịu mang theo bọn hắn tại sơn lâm bên ngoài đi đợi đến cây rừng dần dần dày đặc liền dừng lại tốt đến nơi này liền nên dừng lại thẩm kinh ngữ lau lau mồ hôi lại đi đến cũng quá không an toàn chúng ta về nhà đi hạ tinh cùng hạ nguyệt nha liếc nhau một cái đều có chút không muốn trở về nhà bọn hắn hôm nay tại bên ngoài chơi đến thật là vui có rất ít vui vẻ như vậy thời điểm thẩm kinh ngữ cười hỏi hai đứa bé tinh nhi nguyệt nha nhi tại sao không trở về nhà chúng ta không thể lại đi vào trong nha kỳ thật cũng không phải không thể hạ tinh lề mề hồi lâu bỗng nhiên mở miệng càng đi đến địa phương ta trước kia cũng không phải không tiến vào qua thẩm kinh ngữ sửng sốt một chút nụ cười dần dần phai nhạt đi hạ tinh trong miệng đi qua hẳn là bị nguyên thân đưa đến trên núi muốn nhân cơ hội vứt bỏ một lần kia hạ tinh xem xét thẩm kinh ngữ biểu lộ liền biết tâm tư của nàng gấp đến độ cà lâm ta ta không có phải nhớ thù ý tứ ngươi đừng hiểu lầm thẩm kinh ngữ trấn an cười cười tinh nhi yên tâm mẫu thân biết ngươi ý tứ sự tình trước kia là mẫu thân làm sai ngươi yên tâm nương về sau sẽ không lại để các ngươi vượt qua như thế thời gian khổ cực hạ tinh miếng môi một cái ngẩng đầu nhìn thẩm kinh ngữ liếc mắt ánh mắt là cái tuổi này không nên có phức tạp thẩm kinh ngữ than nhẹ âm thanh kéo qua hai đứa bé thanh âm ôn hòa đi thôi chúng ta nên xuống núi hạ tinh cùng hạ nguyệt nha ngoan ngoãn theo sát thẩm kinh ngữ xuống núi trên đường đi hạ tinh một mực giật mình lo lắng thẩm kinh ngữ trên đường hái được chút ấm bổ dược liệu, còn có trị liệu bệnh lao phổi thảo dược, cái sau tự nhiên là chuyên môn cho tan lãng dự bị hạ, về phần ấm bổ dược liệu lương đóng cùng tan lãng đều có thể dùng, ước chừng đến chân núi, hạ tinh cuối cùng vẫn là nhịn không được trong lòng nghi hoặc, nhỏ giọng mở miệng, ngươi, ngươi biến, chương 48, cho tan lãng sắc thuốc, thẩm kinh ngữ nghe thấy, ta biến rồi, hạ tinh vừa ngoan tâm cắn răng một cái, thừa nhận, đúng, ngươi biến, Ngươi trước kia đối ta rất hung, nhưng là bây giờ ngươi vì cái gì lại đối ta tốt như vậy? Ta không rõ, hắn là thật không rõ thẩm kinh ngữ biến hóa nguyên nhân. Khoảng thời gian này thẩm kinh ngữ như vậy hiền lành tốt như vậy, cho dù là trong thông tính tình tốt nhất nương tử, tại hạ tinh trong mắt đều kém xa tiếp tấp thẩm kinh ngữ tới ôn nhu. Thế nhưng là tốt đẹp như vậy mẫu thân, thật là hắn xứng với sao? Rõ ràng mấy tháng trước đó thẩm thị còn tại đối với hắn nói, hắn là khắp thiên hạ này xấu nhất hài tử, không xứng với tất cả đồ tốt. Hạ tinh trừng mắt thẩm kinh ngữ, ngoài mạnh trong yếu, ngươi nếu là nghĩ đối ta làm cái gì, vậy ngươi cứ việc nói thẳng. Ta sẽ phối hợp ngươi, thế nhưng là ngươi đừng gạt ta cùng muội muội ta. Chúng ta đã lớn lên, sẽ không lại bị ngươi lừa gạt. Thẩm kinh ngữ kinh ngạc nhìn xem hạ tinh, tâm bỗng nhiên có chút chua. Đứa nhỏ này nên trải qua bao nhiêu cực khổ, mới có thể tại chỉ là 3-4 tuổi liền sống được như cái con nhím. Thật tốt một đứa bé dày vào thành dạng này, nguyên thân quả nhiên là không làm người, thẩm kinh ngữ thở dài, nghiêm túc nhìn xem hạ tinh, yên tâm đi, mẫu thân trước kia là không nghĩ thông suốt mới có thể đối các ngươi kém như vậy, thế nhưng là bây giờ mẫu thân đã nghĩ thông suốt, chúng ta cuộc sống sau này đều sẽ tốt. Hạ tinh nhìn chầm chầm thẩm kinh ngữ, thật, thẩm kinh ngữ gật gật đầu, thật, hạ tinh vành mắt đỏ lên. Thẩm Kinh Ngữ vừa muốn ngồi xổm xuống ôm một cái hắn, Hạ Tinh bỗng nhiên hừ một tiếng, ta vậy mới không tin đâu. Cha nói qua ngày, lâu ngày khả năng trông thấy. Trông thấy cái gì tới, nhìn Hạ Tinh cà lâm nửa ngày cũng nói không nên lời hoàn chỉnh nguyên thoại đến, Thẩm Kinh Ngữ buồn cười lắc đầu, gọi là đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người, phản, dù sao chính là như vậy, không cho phép ngươi chế dễu ta. Hạ Tinh nhịn không được cà lâm, ta hiện tại mới sẽ không tùy tiện liền tin tưởng ngươi ta muốn chờ một đoạn thời gian về sau mới có thể tin tưởng ngươi thẩm kinh ngữ buồn cười ngươi muốn đợi về sau liền chậm rãi chờ không có việc gì hạ tinh xẹp xẹp miệng một bên ngạo kiều một bên nhưng lại nhịn không được quay đầu nhìn thẩm kinh ngữ đi vào chân núi thẩm kinh ngữ bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa rễ cây phát xuống ra ngao ô một tiếng là lúc trước đã cứu con kia sói cái thanh âm nàng bỗng nhiên quay đầu lại trông thấy một con sói hướng về phía trong rừng cây chạy như bay rễ cây vạt áo lấy một con bị sói cắn chết con thỏ con thỏ da lông sạch sẽ chỉ có trên cổ hai cái huyết động còn tại cốt cốt ra bên ngoài bốc lên máu tươi hạ tinh cũng trông thấy kinh ngạc phải không được là con thỏ làm sao lại có con thỏ đúng nha là ăn ngon con thỏ đâu thẩm kinh ngữ cười đi qua đem con thỏ nhặt lên bỏ vào cái gùi bên trong tinh nhi coi như cái này con thỏ là mẫu thân trên đường tiện tay nhặt đi. Hạ tinh biểu môi, ta vậy mới không tin. Thẩm kinh ngữ từ thôn Tây bên cạnh trở lại trong thôn, đi ngang qua tan lãng nhà. Nàng nghĩ nghĩ, dặn dò hạ tinh cùng hạ nguyệt nha tại ven đường chờ lấy. Mình đi vào trước chuẩn bị tìm tan uyển nhi nói chuyện. Ai ngờ này sẽ tan uyển nhi không tại. Trong nhà chỉ có tan lãng một người. Tan lãng ngồi tại trên ghế dài, mặc một thân giặc hồ trắng bệt trường bào. Hắn không ho khang thời điểm là cực an tĩnh một người, con mắt cũng sáng sáng giống như chấm nhỏ, phối hợp một tấm gầy đến thoát tướng mặt càng có vẻ gầy trơ xương linh đinh, thẩm nương tử, ngươi là tới tìm ta tỷ tỷ sao? Nàng đi ra cửa, thẩm kinh ngữ khoát khoát tay, đã ngươi tỷ tỷ đi ra ngoài, vậy ta tới tìm ngươi cũng giống như vậy, tan lãng hơi kinh ngạc, thẩm nương tử tìm ta, thẩm kinh ngữ cười nói, ta lên núi cho ngươi tìm dược liệu, chuyên trị bệnh phổi của ngươi, thẩm nương tử. Tan lãng con mắt hơi sáng sáng, đa tạ thẩm nương tử, hắn thân thể xác thực không tốt, trừ tan uyển, gần như tất cả mọi người đã bỏ đi hắn bệnh, khách khí, trị bệnh cứu người chính là thầy thuốc bổn phận, thẩm kinh ngữ lưu loát nói một câu, vào cửa cầm cái sắc thuốc dùng lò ra tới, đơn giản bào chế một chút dược liệu liền cho tan lãng nấu thuốc, nàng hôm nay dùng dược liệu đều không cần cái gì đặc thù xử lý, đơn giản sắc sắc chính là một phần dưỡng sinh thảo dược, mùi thuốc tại tan gia trong tiểu viện từ từ bay lên, thẩm kinh ngữ hết sức chuyên chú ngồi xổm ở lò bên cạnh cầm cây quạt từng cái vỗ khống chế hỏa hầu tan lãng yên lặng nhìn thẩm kinh ngữ hồi lâu hầu kết trên dưới lăng lăn, khàn giọng nói thẩm nương tử xin lỗi cái gì thẩm kinh ngữ liền giật mình ngươi có cái gì xin lỗi ta sao tan lãng thở dài lúc trước gia tỷ đối thẩm nương tử thái độ không tốt còn mời thẩm nương tử thứ lỗi nàng cũng là vì bệnh của ta quá mức nhọc lòng phí công mới có thể như thế nơm nớp lo sợ thảo một giai binh, hóa ra là vì tan uyển nhi đến nói xin lỗi, thẩm kinh ngữ mỉm cười, yên tâm đi, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, lời tuy như thế, tan lãng vẫn vẫn là mang theo ấy nấy, thẩm kinh ngữ nhịn không được nhìn nhiều tan lãng vài lần, cùng là người đọc sách, hắn bản tính ngược lại là so phong trường minh tốt hơn nhiều, thậm chí nói một trời một vực cũng không đủ, thẩm kinh ngữ vừa đem sắc cốt thuốc rót vào trong chén, liền nghe sữa hô hô lại kỳ quái thanh âm, ngươi, ngươi tại sao vẫn chưa ra, thẩm kinh ngữ nghe xong liền cười, tinh nhi tới rồi, ngươi chờ ở bên cạnh các loại, mẫu thân đã đem thuốc sắc tốt, chờ tan gia tiểu ca ăn xong chúng ta liền trở về, hạ tinh nắm hạ nguyệt nha tay đi vào tiểu viện, hơi nghi hoặc một chút, sắc thuốc, mắt thấy hai đứa bé muốn hướng bên cạnh mình đi, tan lãng giật mình, vội vàng gọi lại bọn hắn, liền đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, cẩn thận đừng đem bệnh khí qua cho các ngươi. Hai đứa bé ngoan ngoãn dừng lại thẩm kinh ngữ liếc tan lãng liếc mắt ngươi cũng không nghĩ liên lụy người tan lãng cười khổ nói ta bị bệnh là bất hạnh nếu là liên lụy những người khác cùng một chỗ sinh bệnh kia chính là ta làm người không tốt thẩm kinh ngữ gật gật đầu đối với hắn ấn tượng lại tốt mấy phần nàng đem chén thuốc xa xa đặt ở bên cạnh bàn hướng tan lãng bên kia đẩy một cái nghe nói ngươi lúc trước là cái thư sinh tan lãng uống thuốc gật gật đầu chỉ là cái đồng sinh thôi còn không có thi đậu tú tài thẩm kinh ngữ cười một tiếng chờ ngươi khỏi bệnh, nói không chừng rất nhanh liền có thể thi đậu tú tài đâu." Tang Lãng thở dài, hắn cũng hy vọng bệnh mình càng, nhưng lành bệnh hy vọng lại có mấy thành đâu, ta đi bên ngoài cầm chút bào chế tốt dược vật tới, một ngày một lần. Thẩm Kinh Ngữ đơn giản xong là cái kia lãng giao phó một câu, đứng dậy ra cửa, Tang Lãng thấy Thẩm Kinh Ngữ đi, quay đầu nhìn về phía Hạ Tinh, mẫu thân ngươi nàng, thật là người tốt." Hạ Tinh mím môi một cái, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu đúng vậy a à. hôm nay thẩm kinh ngữ biểu hiện đích thật là rất tốt rất tốt lần đầu hắn cảm thấy mình có dạng này một cái mẫu thân dường như cũng là rất đáng được kiêu ngạo sự tình thẩm kinh ngữ tại bên ngoài nhìn chung quanh một chút thấy bên cạnh không ai liền đem dị khói tỉnh nghiền nát gia nhập bào chế tốt ấm thuốc bổ vật bên trong nàng đem dược thảo điều bên trên một chút mật đường xoa thành viên thuốc đặt ở bình bên trong đưa cho tan lãng một ngày một lần một lần một viên tăng thêm ta đưa cho ngươi bổ thân thảo dược cùng một chỗ phục dụng, bệnh của ngươi liền sẽ tốt, chương 49, thẩm thị gầy, tan lãng mắt sáng trực lên, tiếp nhận bình thuốc, đa tạ thẩm nương tử, chỉ là tiền thuốc, thẩm kinh ngữ mỉm cười, tiền thuốc sự tình, ta đã cùng tỷ tỷ ngươi thương lượng qua, ngươi yên tâm đi, tan lãng gật đầu, đa tạ, tan gia sự tình có một kết thúc, thẩm kinh ngữ quay đầu gào to một tiếng, các bảo bối, chúng ta về nhà. Hạ Tinh lôi kéo Hạ Nguyệt Nha tay, đi theo Thẩm Kinh Ngữ bên người cùng một chỗ đi về nhà trên đường Thẩm Kinh Ngữ một mực cười hít mắt tính toán mình nếu là cầm tới kia hai mẫu ruộng nên tại trong ruộng loại thứ gì suy nghĩ suy nghĩ Thẩm Kinh Ngữ trong lúc lơ đảng vừa quay đầu lại trông thấy Hạ Tinh dúng gió như có điều suy nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được cười Tinh Nhi làm sao một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng đây là làm sao rồi Hạ Tinh kinh dưới vội vàng phủ nhận ta không có mặt mày ủ rũ đừng mạnh miệng a à ta đều trông thấy nữa nha. Thẩm kinh ngữ cười tủm tỉm tới gần hạ tinh, muốn hay không cùng nương nói một chút, hạ tinh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta mới không muốn, thẩm kinh ngữ bị cự tuyệt cũng không giận, ngươi xác định không muốn cùng mẫu thân nói. Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, kia tan lãng cũng nói ta là người tốt đâu, hạ tinh một chút nhớ tới mình vừa rồi yên lặng gật đầu dáng vẻ, nãy hung nãy hung ngao ô một tiếng, ngươi mới không phải người tốt. Ngươi là người xấu, ta vậy mới không tin, thẩm kinh ngữ sững sờ, mắt thấy đằng trước chính là hạ gia, hạ tinh vội vàng kéo hạ nguyệt nha chạy về trong nhà, tiểu tử này, ai, thẩm kinh ngữ mắt choáng váng, bất đắc dĩ lắc đầu, gặp qua ngạo kiều, chưa thấy qua như thế ngạo kiều, nàng nhấc lên váy đang muốn đi trở về, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng dồn dập chi chi vang động, mập nữ nhân. Xấu thư sinh đến, ngươi cẩn thận một chút, là bỏ chết thanh âm, thẩm kinh ngữ run lên, tấp tốc lấy xuống cái gùi hướng hạ gia trong viện ném một cái, mình xoay người một cái hướng phương hướng ngược nhau đi đến, phong trường minh thấy thế, tranh thủ thời gian đi theo thẩm kinh ngữ cùng một chỗ hướng đồng ruộng đi đến, thẩm kinh ngữ đi vào một chỗ đất cao lương bên trong mới dừng lại bước chân, phong trường minh đi vào theo, gấp không thể chờ hỏi, tiền đâu, thẩm kinh ngữ nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, tiền, tiền gì, phong trường minh trông thấy thẩm kinh ngữ vô vị bộ dáng, tâm đầu hỏa vèo luồn lên, thẩm thị, ngươi đừng giả bộ ngốc. Ngươi lúc trước rõ ràng đã đáp ứng ta, muốn đem thúc tu năm lượng bạc cho ta, thẩm kinh ngữ cười lạnh một tiếng, ta là đáp ứng ngươi không giả, nhưng ta cũng đã nói, phải chờ tới 10 ngày sau khả năng đem tiền cho ngươi. Húng chi ta cho ngươi thúc tu là tình cảm, mà không phải bổn phận, phong trường minh, ngươi nếu là cảm thấy ta trả giá chính là chuyện đương nhiên. Vậy ta thà rằng một đồng tiền cũng không cho ngươi. Văn học 1-2, ta... Phong Trường Minh sững sờ dưới, giật mình mình đem thẩm kinh ngữ bức cho quá gấp, khẩu khí cũng quá cứng, cũng là hắn quá mức hất tất, quên đầu này heo mập là cái ăn mềm không ăn cứng. Phong Trường Minh lập tức buông xuống tư thái, ôn nhu thì thầm lên, thẩm muội muội, ngươi đừng oán bên ta mới nói quá gấp, ta cũng là vì chúng ta về sau dự định. Nếu là không có thuốc tu, ta làm sao kiểm tra ân khoa, nếu là ta kiểm tra không được ân khoa, ngươi làm sao có thể trở thành tú tài nương tử nở mày nở mặt trở lại kinh sư lại là một bộ này họa bánh nướng trò xiết thẩm kinh ngữ có chút muốn cười ngươi nếu là đổi ý ta làm sao bây giờ phong trường minh vội vàng vỗ ngực ta làm sao lại đổi ý đâu thẩm muội muội ngươi phải biết ta hiện tại là mười dặm tám hương duy nhất người đọc sách nhất ngôn cửu đỉnh thẩm kinh ngữ công công môi thật sao ta biết ta mấy ngày nay thử xem cố gắng từ trong nhà làm ít tiền ra tới ngươi tạm chờ lấy đi thẩm kinh ngữ dứt lời gật gật đầu liền trở về. Phong Trường Minh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà ngẫm lại vừa rồi thẩm kinh ngữ lãnh đạm thái độ, tóm lại vẫn là có chút không yên lòng. Cái này bà nương thái độ không được tốt lắm, hắn có phải là nên nghĩ cách, bảo đảm nàng có thể vì chính mình sử dụng mới được. Trở lại hạ gia, hạ nguyệt nha lập tức con mắt lóe sáng lập lòe bổ nhào vào thẩm kinh ngữ bên người. Thẩm kinh ngữ ai một tiếng, cúi đầu bảo trụ hạ nguyệt nha, bảo bối thật ngoan. Hạ Yến Thành lúc này đã trở về, cao mày hỏi nàng, ngươi mang theo hai đứa bé đi trên núi rồi thẩm kinh ngữ nhíu mày quay đầu rất thẳng thắn nhìn thẳng hạ yến thành đúng vậy a à. bốn mắt nhìn nhau thẩm kinh ngữ không có một chút muốn ý lùi bước hạ yến thành nhìn chăm chú nàng thật lâu thu tầm mắt lại lãnh đạm nói chuẩn bị ăn cơm đi xem ra tại hạ yến thành trong lòng nàng là qua ải thẩm kinh ngữ vui sướng một phát miệng từ cái gùi bên trong móc ra cái con thỏ đưa cho hạ yến thành được rồi phu quân ngươi tối hôm nay liền làm cái này con thỏ được chứ lại là ở đâu ra con thỏ hà yến thành nhíu mày tiếp nhận ánh mắt quét qua liền trông thấy con thỏ bên trên hai cái bốc lên máu răng động là ngươi nói đầu kia sói thẩm kinh ngữ gật gật đầu đúng vậy a à. hà yến thành không khỏi thật sâu nhìn nàng một cái ngày ấy hắn nguyên lai like tưởng rằng nữ nhân này chỉ là miệng đầy nói bừa hiện tại xem ra nàng nói hẳn là cũng có mấy phần chân thực hà yến thành không nói gì nữa quay đầu tiến phòng bếp bắt đầu xử lý con thỏ, thẩm kinh ngữ bỗng nhiên a à một tiếng, lấy cùng hình thể không phù hợp nhanh nhẹn nhảy vào phòng bếp, đúng, phu quân. Ngươi xử lý thỏ thời điểm lại chú ý đến chút da lông, tuyệt đối đừng đem nó da lông làm hỏng mới là, Hà Yến thành lãnh đạm ừ một tiếng, ngươi muốn con thỏ da làm cái gì, thẩm kinh ngữ cười hắc hắc, bí mật nhỏ thôi, già mồm, Hà Yến thành kinh thường cười lạnh, cúi đầu tiếp tục xử lý con thỏ. Mặc dù hắn dáng vẻ bên trên đối thẩm kinh ngữ 10 phần kinh thường, nhưng động tác trên tay không có chút nào mập mờ, một tấm con thỏ da hoàng hoàng chỉnh chỉnh lột xuống dưới, còn mang theo một chút máu tươi nóng hổi khí, đa tạ phu quân. Thẩm kinh ngữ cười hiếp mắt cầm qua con thỏ da, quay người đắc ý về trong phòng mình, hầm thịt thỏ mùi thơm rất nhanh tại hạ gia trong viện tứ tán, sát vách phong trường minh nghe được mùi vị này càng là khó chịu, ngẫm lại mới thẩm kinh ngữ đã nói, Phong Trường Minh sắc mặt càng là hung ác nham hiểm, luôn miệng nói trong lòng có hắn, lại ngay cả thịt hầm đều không vui lòng đưa cho hắn ăn. Hắn quả nhiên là không thể tin nàng, làm người không vì mình, trời tru đất diệt, hắn còn phải nghĩ cách bảo đảm Thẩm Thị đem tiền cầm tới trên tay hắn mới được. Thẩm Kinh Ngữ cũng không rõ ràng Phong Trường Minh tâm tư, nàng trong nhà ăn không ít thịt thỏ, được hoan nghênh vui vẻ tâm, Lương Đống nhìn xem Thẩm Kinh Ngữ ăn thịt, thấy thế nào liền thế nào cảm giác không vui vẻ trầm trầm nói, cũng không nhiều cho hai đứa bé lưu chút thịt, ngươi cái này bà nương cẩn thận càng ăn càng mập, thẩm kinh ngữ nghe lời này ngược lại là không có gì phản ứng, nhưng mà cái khác ba người nghe xong, sắc mặt lập tức đều biến, Hạ Yến Thành nghe vậy nhíu nhíu mày, lương đóng, ngươi nói cẩn thận, Hạ Nguyệt Nha kéo căng lương đóng ống quần, nở nang mấy phần trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết bất mãn, Hạ Tinh càng là cẩn thận mà nghiêm túc nói, lương thúc thúc đừng nói như vậy, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, mẫu thân gần đây đã gầy rất nhiều, lương đóng bị nhiều như vậy người đổi, kinh ngạc sau khi còn có chút ủy khuất, ta chẳng qua là nói câu lời nói thật mà thôi, mà lại, thẩm thị cái này bà nương làm sao có thể gầy. Ai không biết nàng bữa bữa từ hai đứa bé miệng bên trong dành ăn ăn, chương 50, không có tiền đến, Hạ Yến Thành thấp mắt kẹp một miếng thịt cho Hạ Nguyệt Nha, lương đóng, thẩm kinh ngữ là thê tử của ta, lương đồng hà to miệng yên lặng một lát liền minh bạch. Vợ chồng một thể đồng tâm, bất kể là ai mất mặt một người khác tình cảnh khẳng định cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào cho nên hạ yến thành là tại gõ hắn để hắn đối thẩm kinh ngữ khách khí một điểm lương đóng trầm mặt một hồi tâm không cam tình không nguyện gật đầu ta tốt a à. đã tướng quân là nói như vậy vậy ta biết thật không nghĩ tới hạ yến thành thế mà lại đứng tại phía bên mình thẩm kinh ngữ một trận vui vẻ xong hạ yến thành cười trừng mắt nhìn hạ yến thành nhắm mắt làm ngơ quay đầu đi chỗ khác không có nhìn nhiều thẩm kinh ngữ liếc mắt mà là hỏi hạ nguyệt nha một câu muốn hay không ăn thêm chút nữa hạ nguyệt nha lắc đầu trái lại cho hạ yến thành kẹp khối thịt tiểu cô nương con mắt lóe lên lóe lên như là ngôi sao đáng yêu đến muốn mạng thẩm kinh ngữ nhìn xem cũng không khỏi cong cong môi dạng này thời gian mặc dù kham khổ nhưng cũng thật tốt tan lãng liên tiếp ăn mấy ngày thẩm kinh ngữ cho dược hoàng một thân bệnh dần dần chuyển biến tốt đẹp một chút hắn nguyên bản thể lực kém đến đều không cách nào xuống giường nhưng ở thẩm kinh ngữ dược vật điều trị phía dưới, dần dần cũng có thế viện vách tường đi tới cửa. Tang Uyển Nhi thấy thế vừa mừng vừa sợ, liên tục lôi kéo Tang Lãng tay hỏi, A Lãng, thân thể ngươi thật biến tốt rồi. Tang Lãng ngượng ngùng cười cười, vâng, về sau nếu là có thể cho dù tốt chuyển một điểm, cũng không cần tỉ tỉ vì ta vất vả, quá tốt. Thật sự là quá tốt. Tang Uyển Nhi vui đến phát khóc, nếu là kia thẩm kinh ngữ thật có thể cho Tang Lãng chữa khỏi bệnh, coi như trong nhà hai mẫu ruộng đều cho nàng, cũng đáng. Tang Lãng đột nhiên hỏi Tang Uyển Nhi, "Thẩm nương tử tại sao phải giúp ta chữa bệnh? Tỷ tỷ, ngươi đáp ứng thẩm nương tử điều kiện gì?" "Cái gì?" "Cái này." Tang Uyển Nhi ánh mắt lóe lên, lắc đầu, "A Lãng, ngươi đừng quản những cái này, đây đều là tỷ tỷ nên nhọc lòng sự tình, không phải ngươi." Tang Lãng nhíu mày, chân thành nói, "Thế nhưng là nếu như không phải ta sinh bệnh, tỷ tỷ như thế nào lại vì chuyện này mà nhọc lòng?" a à lãng ngươi tan uyển nhi cuối cùng không lay chuyển được Tang lãng vẫn là đem mình cùng thẩm kinh ngữ trao đổi điều kiện báo cho hắn tan lãng nghe được ánh mắt ảm đạm đi kia hai mẫu ruộng là chúng ta tan gia sau cùng sản nghiệp tổ tiên tan uyển nhi ôm lấy tan lãng chỉ cần nàng thẩm thị có thể trị hết thân thể của ngươi số tiền kia liền xài đáng giá đúng vậy a à. tan lãng thở dài đã a tỷ đã đáp ứng thẩm nương tử vậy những này ruộng đồng tự nhiên là nên cho nàng nhưng nếu là có thế có cái biện pháp có thể để cho chúng ta lưu lại một điểm sản nghiệp tổ tiên vậy nên tốt bao nhiêu a à? tan uyển nhi miễn cưỡng cười cười Tang lãng nói không phải là không chính nàng ý nghĩ thật tình không biết tan uyển nhi cùng tan lãng đối thoại tất cả đều bị bên ngoài qua đường trì tuyết kiều nghe được nghe thấy Tang lãng bệnh có chút chuyển biến tốt đẹp trì tuyết kiều giật nảy cả mình ai có thể nghĩ tới thẩm kinh ngữ cái này không đáng chú ý sủng mập nữ nhân thế mà thật có thể để tan lãng bệnh có chút chuyển biến tốt đẹp, chẳng qua nghĩ lại, liền thẩm kinh ngữ đều có thể chữa khỏi bệnh, nàng tự nhiên càng có thể trị hết, trì tuyết kiều đưa tay vừa gõ cửa, thanh âm kiều kiều mềm mềm mở miệng, viễn nhi tỷ tỷ, lãng ca ca, là ta, tuyết kiều, trì tuyết kiều đến rồi. Tan viễn nhi kinh dưới, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống tới, nàng cao mày đi tới cửa, nhìn từ trên xuống dưới trì tuyết kiều, ngươi tới làm gì, là ai để ngươi tới. Trì tuyết kiều một mặt thuần chân mà nhìn xem nàng, ta cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, tan tỷ tỷ, ta vừa rồi nghe thấy lãng ca ca bệnh tình dường như có chút chuyển biến tốt đẹp, nghĩ đến hắn bệnh lao, nữ nhân này thế mà tại cửa chính, cứ như vậy lẫm lẫm liệt liệt nói ra bệnh lao, hai chữ, đây chính là muốn mạng sự tình a. À. Tan Uyển Nhi hung hăng giật mình, một cái ngăn chặn trì tuyết kiều thủ đoạn hướng phòng bên trong túng, khẽ quát một tiếng, ngậm miệng trì tuyết kiều lão đảo hạ mới đứng vững thân thể, khóc mắt đỏ đỏ, vĩ khuất xoa thủ đoạn, tan tỷ tỷ, ngươi làm đau ta, kỳ thật ta cũng là hảo ý. Ta chỉ là muốn nói, thẩm thị thuốc chưa chắc là thật sự hữu hiệu, ngươi nếu là nghĩ triệt để chữa khỏi lãng ca ca bệnh, không bằng tới tìm ta, tan uyển bên trên hạ đánh giá trì tuyết kiều, tìm ngươi, đúng, chính là tìm ta. Trì tuyết kiều đối với chuyện này tràn đầy tự tin, ta nghe nói thẩm tỷ tỷ căn bản liền không có học qua bao nhiêu y thuật, nàng cho các ngươi kê đơn thuốc, các ngươi thật có thể yên tâm a. À. chẳng bằng để cho ta tới. tan uyển nhi nhíu mày, thế nhưng là nàng cho thuốc để a à lãng thân thể biến tốt, tan lãng cũng do dự. thấy người của tan gia chần chờ, trì tuyết kiều dứt khoát đoạt lấy, nhắm mắt lại tinh tế phân biệt đương quy, cây tế tân, dày phát, a à nha, ta còn tưởng rằng những dược liệu này là cái gì lớn không được đồ đâu nguyên lai like chỉ là một chút bình thường có thể thấy được ấm thuốc bổ tài mà thôi, tan tỷ tỷ, ngươi bị lừa, tan quyển nhi nghe vậy cắn cắn môi, tâm phòng một điểm điểm tại sụp đổ, trì tuyết kiều cho ra một kích cuối cùng, ta nghe nói, thẩm thị còn hỏi các ngươi muốn các ngươi tổ tiên cho hai mẫu ruộng, đúng hay không? Nàng thật sự là quá mức, ta nếu để cho lãng ca ca xem bệnh, nhất định không lấy một xu. Mà lại, lần này cũng không cần cái gì thiên sơn tuyết liên. Câu nói này triệt để để tan lãng khuynh hướng trì tuyết kiều, sinh bệnh nhiều năm, hắn đã sớm cảm thấy, mình tồn tại là liên lụy tỷ tỷ hiện tại thật vất vả có cơ hội có thế không cần liên lụy tỷ tỷ liền khỏi hẳn, hắn làm sao có thể bỏ qua, tan lãng khẩn cầu nhìn về phía tan uyển nhi, tỷ cứ dựa theo trì cô nương ý tứ làm đi, kia tốt. Tan uyển nhi khẽ cắn môi, người không tính mà không lập, ta sẽ đem ngươi ăn để thừa dược vật, còn có tiền bạc cùng một chỗ cầm đi đưa cho thẩm kinh ngữ. Tang lãng cũng là đồng ý gật đầu, tốt, nên cho đồ vật vẫn là muốn cho, nhà ta không chiếm người tiện nghi, làm thẩm kinh ngữ thu được người của tang gia cho tiền bạc, còn có mười mấy miếng không ăn xong dược hoàng lúc, nàng có chút kinh ngạc cũng có chút khó hiểu, làm sao không tiếp theo uống thuốc rồi. Nghe nói hồi trước thẩm thị vừa cùng trì tuyết kiều ở trên núi ầm ỉ một trận, vẫn là đừng đem chuyện này báo cho thẩm thị tốt. Tan Nguyễn Nhi trần chừ một lúc, nói cho thẩm kinh ngữ, A lãng bệnh tình đã trở nên khá hơn không ít, những dược vật này chỉ sợ đã không cần lại ăn. Thẩm kinh ngữ nhíu mày, đều nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, tan lãng hiện tại bệnh tình xa xa không trị tận gốc, chỉ là giá trị tiêu mà thôi. Không uống thuốc sao có thể trừ bệnh cây, cái này. Cũng không cần ngươi lo lắng, tan quyển nhi cắn môi, cuối cùng vẫn là đem tiền bạc cưỡng ép nhét vào thẩm kinh ngữ trong tay, quay người lại chạy, thẩm kinh ngữ muốn đuổi theo đi qua, nhưng cổ thân thể này quá béo, vừa chạy hai bước liền hồng hộc mang thở lên, thật không cố gắng, nàng tức giận đấm đấm chân, nhất định phải nhanh lên giảm béo mới được. Hạ Tinh lôi kéo Hạ Nguyệt Nha tay tại bên cạnh nhìn xem, thấy thẩm kinh ngữ trở về, hỏi nàng, tan gia người, không nghĩ để ngươi cho tan lãng chữa bệnh rồi, thẩm kinh ngữ nhún vai, đại khái là vậy, vì cái gì? Hạ Tinh không rõ, bọn hắn không nở tiền, thẩm kinh ngữ gật gật đầu, tựa như là có chút, nhưng giống như lại không hoàn toàn là. Hạ Tinh bị làm hồ đồ, kia rốt cuộc là vì cái gì? Thẩm Kinh Ngữ nhìn xem nhỏ Bao Tử nâng lên quay hàm một mặt hoang mang bộ dáng, nhịn không được bật cười. Năm 51, bệnh của hắn lại phạm, nàng nửa ngồi xuống tới, nghiêm túc nhìn xem Hạ Tinh, "Tinh nhi, ngươi ghi nhớ mẫu thân. Người sống một đời không thể bị những người khác ý nghĩ cùng hành động trái phải, chỉ cần chúng ta kiên trì làm tốt chính mình sự tình, liền tốt." Hạ Tinh mở to hai mắt nhìn xem Thẩm Kinh Ngữ, nắng sớm mờ mờ thẩm kinh ngữ hình dáng bỏ rơi một chút thịt mỡ, tại ánh nắng lộ ra phải như vậy ôm nhu như vậy. Mà lại, thế mà còn có chút mỹ lệ, hạ tinh cắn môi một cái, hiếm thấy không có phản kháng cùng kinh thường, mà là nghiêm túc gật đầu, mẫu thân, ta ghi nhớ, ghi nhớ liền tốt. Thẩm kinh ngữ mỉm cười, kéo hạ tinh tay đi về nhà, chúng ta đi, đi làm cái gì nha, đi mang ngươi muội 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 nàng trong nhà, không phải rất tốt sao. Tinh Nhi muốn nghe hay không thấy muội muội nói chuyện, đương nhiên nghĩ, vậy chúng ta đi, nương đi thật tốt cho ngươi muội muội giảng mấy cái cố sự, nói không chừng nàng liền sẽ nói lời nói nữa nha. Hai mẹ con thân ảnh bị kéo đến thật dài, về đến nhà, Thẩm Kinh Ngữ cho hai đứa bé kiên nhẫn giảng mấy cái cố sự, nhìn hai đứa bé đều đối Tây Du Ký Tôn Hầu tử cố sự cảm thấy hứng thú, Thẩm Kinh Ngữ liền hắng giọng một cái, bắt đầu căn cứ ký ức giảng thuật, Tây Du Ký, Đông Thắng Thần Châu Hải ngoại có một mảnh quốc thổ gọi là Ngạo Lai Quốc, Ngạo Lai Quốc tiếp cận Đại Hải, Lương Đống thoạt đầu đối thẩm Kinh Ngữ đồ chơi khịt mũi coi thường, cảm thấy cái này bà nương có thể nói ra vật gì tốt tới, nhưng mà dần dần, hắn cũng nghe được nhập mê, ước chừng giảng đến Tôn Hầu Tử Bái Sư thời điểm, thẩm Kinh Ngữ khoát khoát tay, không giảng không giảng, hôm nay liền đến chỗ này, Hạ Tinh cùng Nguyệt Nha Nhi mở to hai mắt nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đồng loạt viết lên thất vọng, Lương Đống cũng không nhịn được hỏi, vì cái gì không giảng? đây không phải nói hay lắm tốt sao. Ngẫm lại lại nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu, nên không phải ngươi cái này bà nương nhìn hai đứa bé thích, liền cố ý làm khó dễ bọn hắn, không nghĩ giảng đi, thẩm kinh ngữ nghe được im lặng, nhìn không được liếc mắt, nhìn lời nói này phải. Nàng nếu là thật có ý làm khó dễ hai đứa bé, từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng cho bọn hắn nói cái gì cố sự, ngươi giảng nửa ngày cố sự, miệng chẳng lẽ sẽ không làm chi. Lương Đống ngươi nếu là cảm thấy ta kể chuyện xưa không tốt ngươi liền tự mình đến a à, lương đóng mặt đỏ lên ấp úng ta ta không có cảm thấy ngươi giảng được có cái gì không tốt nhưng ngươi không nên không có cảm thấy không tốt liền ngậm miệng thẩm kinh ngữ tức giận sặc lương đóng một tiếng nàng cũng không phải cái gì thánh mẫu bị lương đóng đổi một trận nàng không cãi lại liền trách hạ tinh trừng mắt nhìn cùng hạ nguyệt nha một trái một phải tới gần thẩm kinh ngữ trẻ thơ thanh âm nghiêm túc vô cùng mẫu thân ngươi đừng nóng giận lương thúc thúc hắn chỉ là không biết nói chuyện, không phải cố ý, thẩm kinh ngữ mỉm cười, tốt, nương không chấp nhặt với hắn, lương đóng, nhìn xem thời gian gần giữa trưa, thẩm kinh ngữ để hai đứa bé chiếu cố lương đóng, mình tại lò con mắt cho bên trong chôn một chút khoai lang, chờ một lúc đào ra tới cho người một nhà cùng lương đóng ăn, ăn cơm trưa, thẩm kinh ngữ dàn xếp hai đứa bé nằm ngủ, mình ra ngoài đi tản bộ, tan gia tỷ đệ là không có, nếu là bây giờ bất thành, Nàng dự định mình mở hai mẫu đất ra tới loại, kỳ thật đất cát cũng không phải không tốt, chỉ là cái này thời đại, có rất ít người biết đến cùng hẳn là tại đất cát bên trên trồng cái gì. Thẩm Kinh ngữ nhìn một vòng, trong lòng đại khái nắm chắc, nàng gật gật đầu về trong nhà mình, một mèo eo tiếng không gian, tại trong phòng nhỏ bốn phía tìm kiếm lên hạt giống. Nếu là nàng nhớ không lầm, kiếp trước nàng đồ thuận tiện, tại trong phòng nhỏ thả không ít làm thí nghiệm dùng hạt giống, nhiều như vậy hạt giống muốn tìm ra thích hợp tại đất các bên trên trồng hẳn là cũng không khó a à. thẩm kinh ngữ tìm một vòng cuối cùng tìm tới hai loại hạt giống một loại là củ cải một loại khác là khoai tây thân cũ nàng lập tức hai mắt tỏa sáng thỏa mãn nhẹ gật đầu củ cải cùng khoai tây hai loại cây trồng sản lượng cũng không nhỏ qua trận mở ra một mảnh đất hoang đến lại muốn là trồng bọn chúng về sau hạ gia thời gian liền không lo mặc dù dưới mắt còn không có cái gì tinh tế đồ ăn nhưng vạn sự dù sao cũng phải có cái mở đầu không phải về sau lại đi cửu lý pha thời điểm nàng mới hảo hảo nhìn xem còn có cái gì hạt giống có thế loại cũng chính là hạ gia về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt thẩm kinh ngữ vui sướng hài lòng cầm hạt giống rời khỏi không gian ai ngờ vừa ra không gian chỉ nghe thấy một trận gấp qua một trận gọi thẩm nương tử thẩm nương tử ở đâu tiếng kêu hoảng loạn phải đổi giọng lờ mờ có thế nghe ra là nữ nhân thanh âm thẩm kinh ngữ vội vàng ra phòng ta ở chỗ này là ai gọi ta thẩm nương tử là ta tang uyển nhi nước mắt chảy ngang khóc đến không ra bộ dáng trông thấy thẩm kinh ngữ ra tới nàng một phát bắt được thẩm kinh ngữ tay liền phải hướng nhà mình phương hướng kéo thẩm nương tử ngươi mau tới xem một chút đi đệ đệ ta a à lãng hắn bệnh của hắn lại phạm ngươi nói cái gì thẩm kinh ngữ giật mình bước nhanh hơn nàng cho tan lãng phục dụng dị khói tỉnh cùng ấm bổ dược vật, theo lý thuyết tan lãng ổ bệnh cũng đã trở nên khá hơn không ít, thể chất cũng tới thăng một chút mới đúng nha, theo lý thuyết tan lãng thân thể coi như đoạn thuốc, muốn chuyển biến xấu cũng là qua một hồi sự tình, làm sao hôm nay lại, chờ chút. Còn có một loại khả năng, thẩm kinh ngữ bỗng nhiên quay người lại, mang theo nộ khí hỏi tan uyển nhi, ngươi tìm người khác tới cho tan lãng chữa bệnh, có phải là, thẩm nương tử, ta, ta. Tang Uyển Nhi khóc đến khóc thúc thích, hoàn toàn không có bình thường cường thế bộ dáng, ta, ta đúng là tìm trì cô nương cho Tang Lãng xem bệnh, chỉ là ta không nghĩ tới A Lãng bệnh thế mà lại chuyển biến xấu phải nhanh như vậy. Hoang đường, thật sự là hoang đường, thẩm kinh ngữ bị tức cười, tại nguyên thân trong trí nhớ, trì tuyết kiều căn bản ăn không được học y cái này khổ, mặc dù trên danh nghĩa cùng trẻ lão đại phu học y, trên thực tế lại là cái ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới hạng người, dạng này người, tang Viễn nhi làm sao dám đem tan lãng giao phó cho nàng trị đi mau không bao giờ cũng không thể chậm trễ hiện tại liền đi nhìn tan lãng thẩm kinh ngữ thúc giục một tiếng không chút biến sắc từ không gian bên trong lấy ra một mảnh dị khói tỉnh tăng tốc bước chân hướng tan gia chạy vừa tới đến tan gia cổng thẩm kinh ngữ đã nhìn thấy một đám người vây quanh ở nơi đó từng cái nghị luận ầm ĩ ôi tan lãng có phải là không sống quá ngày hôm nay à ta nhìn thấy bên trong bưng ra một chậu một chậu huyết thủy Nghe nói hồi trước tan lãng thân thể rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, hôm nay tại sao lại biến thành dạng này rồi? Không phải là cái gì hồi, hồi quan phản chiếu, đám người chính nói đến ra sức, bỗng nhiên có người chú ý tới tan uyển nhi đến, lập tức kéo không che đậy miệng thôn nhân một cái, suyệt, tan uyển nhi trở về. Ngươi quên nàng là cái gì tính tình rồi? Dám ở trước mặt nàng nói cái gì hồi quan phản chiếu, ta nhìn ngươi là sống chán dính, thật đúng là cái cọp cái. Ai, về sau ai cưới nàng, ai nhưng là muốn không may. Tang Uyển Nhi tức giận đến phát trung, nàng tức giận trừng thôn nhân liếc mắt, mang theo thẩm kinh ngữ xông vào tang lãng trong phòng. Chương 52, có lẽ hắn là ho lao, lúc này trẻ lão đại phu ngay tại vì tan lãng chẩn bệnh, vừa mở thuốc một bên trách cứ quay đầu nhìn trì tuyết kiều liếc mắt, ngươi sao có thể cho tan lãng mở nhục quế đâu. Nhục quế mặc dù có thể dùng để trị liệu khục đàm, nhưng tang lãng bệnh tình hiển nhiên đã không chỉ là khục đàm mà thôi, ngươi cái này một tề ấm áp dược vật xuống dưới, không phải thôi hóa hắn bệnh, muốn mệnh của hắn sao, gia gia, ta. Trì tuyết kiều xoắn lấy hai tay đứng ở một bên, lệ quan oánh nhiên ủy ủy khuất khuất, ta không nghĩ tới bệnh của hắn nghiêm trọng như vậy, ta thật không nghĩ tới, ngươi. Ai, trẻ lão đại phu trưởng tháng một tiếng. Ngẫm lại đây là hắn sủng ái nhất tôn nữ, trẻ lão đại phu cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể trầm thống mà nói, chuyện này qua đi, ta nhất định phải thật tốt dạy dỗ ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi, vâng. Trì tuyết kiều lau lau nước mắt, thuận theo đứng dậy ra ngoài, nàng lúc ra cửa, vừa lúc cùng thẩm kinh ngữ Tang Uyển Nhi đụng cái đầy cõi lòng. Tang Uyển Nhi xem xét trì tuyết kiều, lập tức giận không chỗ phát tiết, là ngươi. Ngươi thế mà còn không biết xấu hổ đến, Tang tỷ tỷ, ngươi, ngươi đừng nóng giận nha. Trì tuyết kiều còn muốn chống chế, có lẽ lãng ca ca thân thể chuyển tiếp đột ngột cũng không phải ta cho thuốc nguyên nhân đâu. Thẩm kinh ngữ đi đến nhỏ dược lô bên cạnh hít hà cặn thuốc, hồi ức một chút từ lão đại phu sổ đã nói nội dung, trực tiếp chọc thủng trì tuyết kiều trò xiết. Ta nghe được một cổ cây quế cùng cây tế tân hương vị, cái này hai vị thuốc là tuyệt đối không thể cho tan lãng phục dụng, người dùng dạng này dược vật, chẳng khác nào là thôi phát hắn bệnh tình, để hắn bệnh càng thêm bệnh, cho nên trì tuyết kiều, tan lãng hiện tại bệnh thành cái dạng này đều là bởi vì duyên cớ của ngươi. Trì tuyết kiều nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sắc mặt tái nhợt. thẩm thị nói ra, vậy mà cùng giống nhau như đúc, như thế nào như thế. Cái này nữ nhân ngu xuẩn làm sao có thể biết những cái này, trì tuyết kiều rung động đến cơ hồ chết lặng, chỉ có thể không ngừng lắc đầu thì thầm, ta không có, Tang uyển nhi muốn trách cả mí mắt, tiện nhân này hại tan lãng, hiện tại còn tới nơi này giả vô tội, nàng cắn răng một cái, trực tiếp chính phản tay hung hăng rút trì tuyết kiều mấy cái cái tác, trì tuyết kiều. Đệ đệ ta nếu là chết rồi, ta bắt ngươi là hỏi, trì tuyết kiều bị đánh cho bưng lấy gương mặt, yếu đuối khóc ra tiếng, ta. Ô ô ô, thẩm kinh ngữ lắc đầu, được rồi, cùng với nàng so sánh cái gì lực. Vào xem một chút đi, Tang Uyển Nhi dùng sức lau đi khóe mắt nước mắt, đi vào, thẩm kinh ngữ không có nhìn nhiều trì tuyết kiều, cũng đi vào, trì tuyết kiều bưng lấy mặt, trong mắt thầm hận dần sinh. Hai cái này nàng ngày bình thường chướng mắt nữ nhân, hôm nay thái độ đối với nàng, cư nhiên như thế ác liệt, coi như nàng trùng hợp không có thể trị tốt tan lãng, nhưng kia lại có thể thế nào đâu. Chẳng lẽ khắp thiên hạ lan trung, từng cái đều có thể chữa khỏi tất cả bệnh nhân sao? Nói trắng ra, nàng vốn là không sai, đã tan thị cùng thẩm kinh ngữ tiện nhân kia bất nhân, cũng đừng trách nàng bất nghĩa, trì tuyết kiều con ngươi nhất chuyển đi vào ngoài cửa, bụng mặt thương tâm khóc nức nở, một bộ thụ thiên đại dáng vẽ ủy khuất, người hiểu chuyện vây quanh, tuyết kiều mùi tử, ngươi đây là thế nào đúng không? Trì tuyết kiều nhỏ giọng khóc thúc thiết, không có, ta. Ta chỉ là có chút khó chịu thôi, ta chỉ là hảo ý cho tan lãng ca ca chữa bệnh, không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Thông nhân nhịn không được hỏi, tan lãng đến cùng làm sao rồi? Hơn một năm nay đến, tan lãng một mực đang tan gia phòng trong ở lại, người ngoài coi như muốn nhìn hắn liếc mắt đều sẽ bị tan uyển nhi cho đánh ra cửa bọn hắn thật đúng là không biết tan lãng đến cùng là chuyện gì xảy ra ta học nghệ không tin không nhìn ra bệnh của hắn đến cùng là thế nào thế nhưng là ta cảm thấy trì tuyết kiều dừng một chút như nước trong veo con ngươi nhất chuyển thấy tất cả mọi người đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý nghe chính mình nói chuyện khóe môi vén bôi bí ẩn nụ cười hắn có lẽ là ho lao cái gì ho lao thế mà là ho lao không thể nào ho lao nhưng là muốn nhân mạng bệnh gặp qua người nghe thấy mọi người chung quanh bỗng nhiên hấp khí một trận trì tuyết kiều khóe môi nụ cười càng phát ra vui vẻ thanh âm lại yếu đuối mà e ngại ta cũng không biết đến cùng phải hay không ho lao ta chẳng qua là cảm thấy có chút giống thôi đám người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát sắc mặt nghiêm túc nếu như tan lãng thật sự là ho lao vậy chúng ta đoạn không thể chứa hắn tiếp tục đợi ở trong thôn để dạng này một cái chờ trẻ lão đại phu ra tới, chúng ta nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Lúc này trong phòng, tan lãng đã nửa hôn mê, trẻ lão đại phu trông thấy thẩm kinh ngữ tới, hơi có chút kinh ngạc, trên dưới dò xét thẩm kinh ngữ một chút, nghe nói lúc trước tan lãng là ăn ngươi thuốc mới biến tốt, thẩm kinh ngữ thở dài, ta trong thành bái cái lão đại phu vi sư, hắn vừa lúc truyền ta một cái phương thuốc có thể trị loại này bệnh phổi, ta liền cho tan lãng ăn, thì ra là thế. Trẻ lão đại phu lập tức liền minh bạch, Hắn nguyên lai tưởng rằng thẩm kinh ngữ y thuật đột nhiên tăng mạnh, bây giờ xem ra, nàng cũng chỉ là trùng hợp nắm giữ một cái thần kỳ bí phương mà thôi. Nguyên bản tan lãng dựa vào cái kia bí phương có thể sống sót, đáng tiếc bây giờ, trẻ lão đại phu nặng nề thở dài, ai, hy vọng tan lãng có thế chịu đựng được. Tan Uyển Nhi đè nén khóc nức nở, trì lan trung, đệ đệ ta bệnh của hắn, thật không có chuyển biến tốt đẹp hy vọng sao, trẻ lão đại phu trầm mặt một hồi, viễn chuyển nói, hết thảy đều nhìn mệnh số tại sao có thể như vậy? Ô ô! Tan Uyển Nhi một chút ngã hoặc xuống tới, bỗng nhiên khóc nức nở lên tiếng, thẩm kinh ngữ mượn tay áo che chắn đem một hạt dị khói tỉnh đúc cho nửa hôn mê tan lãng, nhìn xem tan lãng vô ý thức đem thuốc nuốt xuống, nhíu nhíu mày, nếu là tại hiện đại trong bệnh viện, tan lãng hiện tại liền nên bên trên hô hấp cơ duy trì sinh mạng dấu hiệu, nhưng là bây giờ, hết thảy chỉ có thể nhìn tan lãng mạng của mình có đủ hay không cứng rắn, có thể hay không rất xuống tới. Thẩm kinh ngữ chính cầm trên mặt bàn vải thô khăn tay sát tay, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài ồn ào lên. Chúng ta kháo sơn thôn luôn luôn sạch sẽ, tuyệt đối không cho phép quỷ bị lao hại chúng ta. Để quỷ bị lao lăn ra ngoài, đừng để hắn hại chúng ta toàn bộ làng. Khu trục quỷ bị lao, còn làng an bình. Tang Uyển Nhi nghe xong phủi đất đứng lên, sắc mặt có chút trắng bệch. Thẩm kinh ngữ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn làm sao lại biết Tang lãng là ho lao. Ta không biết, tang uyển nhi sắc mặt trắng bệch tức giận đến không được là ai đem chuyện này báo cho bọn hắn thật sự là bẩn tâm can ta làm sao không biết ho lao qua người sẽ xảy ra chuyện cho nên đã qua một năm ta một mực đem liền a lãng câu ở trong nhà chưa hề để hắn từng đi ra ngoài những người này bây giờ lại đến bỏ đá xuống giếng thẩm kinh ngữ không giống tang uyển nhi tức giận như vậy nhìn khắp bốn phía nàng đang nghĩ đến cùng là ai đem tang lãng bệnh lao bệnh tình cho truyền ra ngoài hiện tại biết tan lãng bệnh tình người chỉ có tan gia tỷ đệ chính nàng còn có trẻ lão đại phu cùng trì tuyết kiều mà thôi năm người biết tan lãng bệnh bốn người đều tại trong phòng này đã như vậy đem tan lãng bệnh tình nói ra người chính là không trong phòng cái kia thẩm kinh ngữ ánh mắt nặng nề lướt qua là trì tuyết kiều đem chuyện này nói ra trẻ lão đại phu khớp xương đột xuất tay run rẩy nắm chặt gậy chống hắn cùng thẩm kinh ngữ hiển nhiên là muốn đến cùng một chỗ đi tuyết kiều Tuyết Kiều nàng ngày bình thường không phải cái tính tình này, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Chương 53, chuyện gấp phải tòng quyền, cốt A, thật là các ngươi trễ nhà. Tang Nguyễn Nhi phủi đất đứng dậy, ánh mắt như lửa trừng mắt trẻ lão đại phu, trẻ nhà cùng chúng ta tan gia đến cùng có cái gì thù, nhất định phải làm ra dạng này hại người sự tình đến, ta. Lão phu coi là thật không biết. Trẻ lão đại phu có chút ấy nấy, quay đầu lại, các ngươi. Tang Nguyễn Nhi còn muốn nói điều gì? Thẩm kinh ngữ cao mày đưa tay ngăn lại. Tang Nương Tử đừng nói, hiện tại cần gấp nhất vấn đề không phải truy cứu trễ nhà khuyết điểm, mà là nên làm như thế nào mới có thể đem chuyện này cho tròn đi qua. Tang Nguyễn Nhi suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, liền nhìn về phía thẩm kinh ngữ, ngữ khí tràn ngập khẩn cầu, thẩm nương tử, ngươi giúp ta một chút. Ngươi như giúp A lãng vượt qua lần này kiếp nạn, ta Tang Nguyễn Nhi sau này làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp đại ân đại đức của ngươi trẻ nhỏ bé nói bây giờ có thể giúp đỡ tan gia giúp đỡ tan lãng sợ cũng chỉ có thẩm kinh ngữ thẩm kinh ngữ không có gật đầu cũng không có lắc đầu như có điều suy nghĩ nhíu mày nói đến tan uyển nhi giấu giếm tan lãng bệnh tình xác thực không chính cống nhưng các thôn dân chỉ biết bệnh lao phổi đáng sợ nhưng lại không biết chỉ có số ít bệnh lao phổi có truyền nhiễm tính đa số bệnh lao phổi người là không có truyền nhiễm lực mà tan lãng lao chứng chính là không thể truyền nhiễm kia một loại chỉ là muốn để cái niên đại này thôn dân tin tưởng tan lãng lao chứng không cách nào truyền nhiễm, vậy đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Thẩm kinh ngữ nghĩ nghĩ, hỏi trẻ lão đại phu, trì lan trung, ngày trước kia liền không có lo lắng qua ho lao qua người vấn đề sao, trẻ lão đại phu nhíu lại hoa râm lông mày, thầy thuốc nhân tâm A, mặc kệ bệnh của hắn có thể hay không qua người, ta đều phải cứu, thẩm kinh ngữ gật gật đầu, vậy ta liền nói thẳng, ngài cho hắn nhìn nhiều lần như vậy bệnh, ngài đều vô sự người trong thôn lại càng không có sự tình trẻ lão đại phu nghe được kinh hạ bệnh của hắn coi là thật chẳng qua người chẳng qua người thẩm kinh ngữ kiên định gật đầu nếu ngươi không tin nhìn xem tang nương tử liền biết nếu là cái này bệnh qua người tang nương tử hiện tại chỉ sợ là đã sớm không được tang uyển nhi nguyên bản mất hết can đảm lúc này nghe xong thẩm kinh ngữ trên mặt lại có ánh sáng vậy chúng ta nhanh đi bên ngoài đem chuyện này báo cho các thôn dân Tang Uyển Nhi quăng lên Thẩm Kinh Ngữ tay liền phải chạy, Thẩm Kinh Ngữ không nhúc nhích, tỉnh táo đứng tại chỗ. Tang Uyển Nhi kéo một cái không có túng động, ngược lại đem mình mang cái lão đảo, Thẩm Nương Tử, ngươi, ngươi làm sao không đi? Thẩm Kinh Ngữ thở dài, Tang Nương Tử, không phải ta không muốn cùng ngươi cùng đi, ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ, coi như ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi ra đem chuyện này báo cho mọi người, mọi người lại có tin hay không? Ta. Tang Uyển Nhi nhất thời nghẹn lời nàng vẫn là lần đầu ý thức được vấn đề này, trẻ lão đại phu cũng là chậm rãi gật đầu, nhưng cũng. Các thôn dân chỉ sợ là sẽ không tin tưởng tan nương tử, tan uyển nhi sắc mặt trắng bệch, vậy chúng ta nên làm cái gì? Thẩm kinh ngữ quay đầu nhìn trẻ lão đại phu liếc mắt, ta nhìn mới trì lan trung trong lời nói ôn hòa nho nhã rất có quân tử phong thái, không bằng mời ngài cùng chúng ta diễn xuất một tuần kịch đi. Trẻ lão đại phu hỏi, thẩm nương tử muốn làm gì? Thẩm kinh ngữ cười cười, ghé vào trẻ lão đại phu nhĩ vừa nói vài câu, ngài thoáng phối hợp một chút liền tốt, trẻ lão đại phu nghe được có chút khó khăn, cái này không tốt lắm đâu, thẩm kinh ngữ thở dài, ta biết ngài không thích nói dối, chỉ là chuyện gấp phải tòng quyền, tan lãng nếu là thật bị đuổi ra làng, hắn liền không sống được, trẻ lão đại phu suy nghĩ kỹ một chút, cắn răng, lời này của ngươi có lý, một người có thể sống sót so cái gì đều trọng yếu. Tới đi, lão phu giúp tan lãng lần này chính là thẩm kinh ngữ gật gật đầu, tan nương tử, còn không đa tạ trễ lão đại phu, tan quyển nhi đưa tay xoa xoa nước mắt, phúc thân, cảm ơn trì lan trung, trì tuyết kiều ở ngoài cửa châm ngòi thổi gió, các thôn dân càng phát ra đánh trống treo hò, tô đại nương cũng tới, sợ hãi hỏi, làm sao bây giờ, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem cái này tai tinh đem làng cho hủy đi, một cái khác thôn dân lớn tiếng nói, đương nhiên không thể. Chúng ta hiện tại liền đi vào, đem tan gia tỷ đệ đuổi đi đám người nhao nhao hưởng ứng, tốt. Xông đi vào, trì tuyết kiều thấy thế nhẹ nhàng thở ra, trên mặt toát ra vẻ hài lòng, chỉ cần tan lãng bị đuổi đi, không có chứng cứ, về sau trong thôn còn có ai có thể nói nàng y thuật không tin, xem mạng người như cỏ rác, các thôn dân hò hét ầm ĩ vọt tới tan gia trước cổng chính, mở cửa. Nếu không mở cửa, liền phá cửa, tan gia thấp bé phá ốc bên trong không có gì động tĩnh. Các thôn dân không phải có thể đợi, không nói hai lời liền phải phá cửa. ai ngờ đúng lúc này đại môn bỗng nhiên mở. trẻ lão đại phu bưng một bát thuốc đứng tại cổng, có chút không hiểu nhìn xem đám người. các ngươi đây là đang làm cái gì? đám người xem xét trẻ lão đại phu đến, vội vàng kéo lại hắn. trì lan trung, ngươi cũng không thể cùng tang lãng cái kia tai tinh lại nhiều tiếp xúc. hắn, hắn có ho lao à? trẻ lão đại phu nghe vậy có chút không hiểu thấu, ho lao, ai nói tan lãng bệnh là ho lao? trì tuyết kiều ánh mắt lấp lóe hẳn là tan lãng bệnh không phải ho lao nếu là mình thật xem bệnh sai lấy da da tính tình nhất định là sẽ tức giận nàng vừa định chạy đi bên cạnh đám người lại nhao nhao đưa tay chỉ hướng nàng tan lãng bệnh tình nếu như tôn nữ nói cái gì nàng lại còn nói như vậy trẻ lão đại phu rất là ngoài ý muốn trừng mắt về phía trì tuyết kiều tuyết kiều ta dạy qua ngươi không nên đánh lừa dối trì tuyết kiều sắc mặt có chút trợn nhìn trắng miễn cưỡng nói da da ta không có nói sai, tan lãng bệnh tình rất rõ ràng, chính là ho lao, thẩm kinh ngữ thanh âm bỗng nhiên tại cửa ra vào vang lên, thế nào lại là ho lao? Trì tuyết kiều, ngươi thật sự là ăn nói bừa bãi, thẩm kinh. Trì tuyết kiều kém chút thốt ra, lấy lại tinh thần sắc mặt tái nhật dưới, thẩm tỷ tỷ, ngươi không muốn thay tan lãng che lấp, hắn mạch tượng phù phiếm bất lực, rõ ràng chính là trong phổi có lao trùng biểu hiện, lao trùng chính là cái niên đại này người đối bệnh lao phổi khuẩn thuyết pháp, thẩm kinh ngữ trong lòng rõ ràng mặt ngoài lại không chút biến sắc a à, có đúng không ta làm sao không nhìn ra cái gì lao trùng đến tan lãng bệnh rõ ràng là vất vả quá mức phổi khí hao tổn chính khí suy yếu tan uyển nhi trừng mắt trì tuyết kiều ánh mắt khiếp người phản phất muốn đưa nàng cho một mụn cắn chết ăn thẩm nương tử nói đúng a à, lãng hắn là đọc sách quá mức khắc khổ mới có thể sinh bệnh đến trong miệng ngươi lại thành muốn qua người ác bệnh trì tuyết kiều ngươi yên tâm ta nếu như bị đuổi ra làng ngươi cũng không có khả năng tốt sống trì tuyết kiều bị giật nảy mình lui về sau mấy bước thẩm kinh ngữ bất động thanh sắc nói nếu như tan lãng bệnh coi là thật có thế quả nhiên như vậy trì tuyết kiều ngươi cũng không thể tránh đến lúc đó tan lãng tất cả vật phẩm đều muốn bị đốt sạch sẽ phàm là tiếp xúc qua tan lãng người đều muốn bị cùng nhau đuổi ra thôn đi những người này trong đó có ngươi đương nhiên cũng có ta thẩm thị ngươi Trì tuyết kiều rốt cuộc che giấu không được tức hỗn hển bộ dáng, sắc mặt có một nháy mắt vặn vẹo. Tang Uyển Nhi cảm kích nhìn thẩm kinh ngữ liếc mắt, nói giúp vào, không sai, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Các thôn dân nhìn xem trẻ lão đại phu, thẩm kinh ngữ cùng Tang Uyển Nhi ba người đối đầu trì tuyết kiều một cái, nguyên bản hoảng sợ tâm dần dần trở nên mê man. Chương 54, Lý Chính kiểm tra, cái này, Tang lãng đến cùng có hay không bệnh a? À? trẻ lão đại phu vì sao không có đứng tại cháu gái của mình bên này trẻ lão đại phu từ trước đến nay làm người đoan chính lần này sợ là trì tuyết kiều coi là thật nói sai đi ngươi không nhìn thẩm thị cũng nói tan lãng bệnh không phải ho lao thế nhưng là trẻ nhà nha đầu nhân phẩm từ trước đến nay không sai nếu như nàng thật sự là nói sai làm sao lại biểu hiện được như thế lẽ thẳng khí hùng đám người ngay tại xì xào bàn tán cổng bỗng nhiên một trận ồn ào có người dắt cuốn họng hô một tiếng Lý Chính đến rồi, thẩm kinh ngữ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trì tuyết kiều, ngươi thế mà còn mời đến Lý Chính. Tâm tư của nữ nhân này không khỏi cũng quá độc, không phải là muốn đem tan lãng đuổi ra thôn đi mới bằng lòng bỏ qua a. À. trì tuyết kiều trong mắt huyên thuyên loạn chuyển, thề thốt phủ nhận, ta không có, không phải ta, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nàng giải thích lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Trẻ lão đại phu hung hăng trừng trì tuyết kiều liếc mắt, hướng Lý Chính bên kia sải bước đi đi, chắp tay, Lão huynh hôm nay làm sao tới, Lý Chính sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nghe nói tan lãng sinh ác bệnh, ta lúc này mới tới. Trễ huynh đệ, ngươi cho ta giao cái đấy, tan lãng bệnh đến cùng phải hay không ho lao, trẻ lão đại phu đời này cực kỳ ít nói láo, nghe xong Lý Chính nghiêm túc như thế chất vấn mình, lập tức lại trù trừ, thẩm kinh ngữ ánh mắt có chút giật giật, cười tiếng lên phía trước nói một tiếng, Lý Chính ngài đừng có gấp A. Kỳ thật phải không có ho lao, ngài xem xét liền có thể biết lý chính cao mày nhìn về phía thẩm kinh ngữ lão phu cũng không phải đại phu lão phu làm sao lại biết thẩm kinh ngữ con mắt đi lòng vòng lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi hẳn nghe nói qua được ho lao thân thể bên ngoài đều có không trôi chảy đồ vật a à. lý chính thật đúng là chưa nghe nói qua chẳng qua nàng đầu tiên là một đỉnh mũ cao cho lý chính đeo lên đi lý chính sắc mặt tự nhiên cũng liền hòa hoãn ba phần ý của ngươi là tan lãng nếu là thật sự được ho lao trên thân liền sẽ có một mảng lớn u cục Thẩm kinh ngữ cười gật đầu, chính là chuyện như vậy, cho nên ta nói ngài đi xem một chút liền biết. Lý chính không có vội vã đáp ứng, mà là nhìn về phía trẻ lão đại phu, lời này là thật sao? Trẻ lão đại phu còn chưa mở miệng, một bên các thôn dân đã xì xào bàn tán mở, giống như xác thực có như thế cái thuyết pháp. Vâng, trượng phu ta nhà biểu huynh đã từng qua được ho lao, nghe nói trước khi chết trên thân chính là một mảnh u cục. Có người còn nói, khi là lao trùng tất cả đều vọt tới mặt ngoài thân thể dấu hiệu, xem ra thẩm nương tử nói đúng, tan lãng đến cùng phải hay không ho lao, vừa nhìn liền biết, thẩm kinh ngữ chỉ chỉ trong phòng, vậy liền mời lý chính ngài đi xem một chút đi, tan uyển nhi dùng sức nhẹ gật đầu, sắc mặt rét run, lý chính, thẩm nương tử lời nói này đối với. Nếu là cưỡng ép muốn để A lãng rời đi làng, cùng động thủ giết hắn kỳ thật cũng không có gì khác biệt, không bằng chính ngài đi xem một chút A lãng tốt. Lý Chính sờ sờ râu dê, chậm rãi gật đầu, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy lão phu liền đi nhìn xem, trẻ lão huynh mời, trẻ lão đại phu gật gật đầu, ngài mời, hai người một trước một sau đi vào, thẩm kinh ngữ cũng cùng theo vào cửa, các thôn dân thấy thế liếc nhau, có không sợ chết cũng muốn đi vào, tan uyển nhi lại ngăn tại cổng, ánh mắt hung ác trừng mắt một đám thôn dân, các ngươi cũng đừng đi vào. Chúng ta tan gia miếu nhỏ, cung cấp không dậy nổi các ngươi bọn này đại Phật, các thôn dân biểu lộ ngượng ngùng, Từng cái lại vẫn không chịu đi. Trì Tuyết kiều gắt gao miến chặt bờ môi, nhịn không được ở trong lòng cầu nguyện. Tan lãng nhất định phải là bệnh lao, trên người hắn nhưng nhất định phải có quỷ bị lao đặc thù mới được a. Nhất định. Lý Chính đi vào gian phòng bên trong, vừa nhìn thấy tan lãng mặt trắng như tờ giấy bộ dáng liền nhịn không được nhíu mày. Thật tốt một người trẻ tuổi, làm sao biến thành cái dạng này? Hồi trước ta liền nghe nói hắn thân thể không được, ta còn làm có người đang nói mê sản không nghĩ tới lời đồn đại này thế mà là thật. Thẩm kinh ngữ thở dài, hắn đây là khí huyết hai thua thiệt, nghe nói hắn cũng là người đọc sách. Có thể là sớm đi thời điểm quá mức dụng công nguyên nhân đi. Lý Chính bắt đầu kiểm tra tan lãng trên thân có hay không u cục lốn đốn, tan lãng đích thật là đang đi học, nhưng hắn cho tới bây giờ không có đi trong thư viện tiến vào học, liền cái đồng sinh tư cách đều không có, mà lại, lúc trước hắn thân thể còn tốt thời điểm cho tới bây giờ đều không có chậm trễ qua hạ điền, cho nên chúng ta cũng không có cảm thấy hắn có thể trúng tú tài, không giống không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách Thánh Hiền Phong thư sinh, thẩm kinh ngữ vẫn là lần đầu nghe nói tin tức này, khi không có đi thư viện đọc sách, liền không thể đi thi sao, khi tự nhiên không phải. Lý Chính kiểm tra xong tan lãng hai tay, lại bắt đầu cách quần áo kiểm tra chân của hắn, nếu là chiếu ngươi nói như vậy, những cái kia không có tiếng thư viện người đọc sách chẳng phải là đều không cần đến kiểm tra rồi. Thẩm kinh ngữ ngựa ngùng cười một tiếng, ta một cái phụ đạo nhân gia, cũng không rõ ràng những chuyện này. Ừm, ngươi nói đúng, ngươi không biết cũng là có thể thông cảm được. Lý Chính gật gật đầu đứng dậy, đi tới cửa cao giọng tuyên bố, tan lãng trên thân không có những cái kia u cục. Các vị hương thân phụ lão có thể yên tâm, hắn không phải bệnh lao, thông nhân nghe xong nhao nhao gật đầu, nhìn về phía tan gia tỷ đệ ánh mắt một lần nữa thân mật lên, trì tuyết kiều sắc mặt trắng bệch, nàng làm sao cũng nghĩ không thông tan lãng làm sao lại không phải bệnh lao đây lý chính gia gia ngài ngài là không phải nhìn lầm rồi hắn chính là bệnh lao nha có lẽ có lẽ sinh bệnh lao trên thân người cũng không nhất định có cái gì u cục đâu lý chính cao mày tốt ngươi tiểu cô nương đừng lẫn vào những cái này trở về đi ngươi không nghe thấy vừa rồi người trong thôn đều nói phàm bệnh lao người trên thân tất có u cục trì tuyết kiều dùng sức lắc đầu biểu lộ khẩn thiết không có khả năng không có khả năng hắn nhất định là bệnh lao ngài nhất định kiểm tra phải không đủ cẩn thận ngài lại trở về nhìn xem a à, trì tuyết kiều quá mức vô lễ lý chính nghe được sầm mặt lại đủ ý của ngươi là ta đem lân cận thôn nhân an toàn bỏ đi không thèm để ý liền vì bao che một cái tan lãng thật sao trì tuyết kiều bỗng nhiên ý thức được mình vừa rồi không nên nói như vậy sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhật, ta ta không phải ý tứ kia ta chẳng qua là cảm thấy tan lãng hắn thật là bệnh lao, đủ rồi, tuyết kiều. Trễ lão đại phu thở dài, lấy chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem nàng, ngươi còn ngại mất mặt không có ném đủ sao. Đừng nói, trì tuyết kiều gần như muốn khóc lên, một chút xíu cúi đầu, lý chính lại hướng về phía người chung quanh khoát tay chặn lại, các ngươi cũng có thể đi. Về sau cũng đừng nghe gió chính là mưa, thật sự là dày vò, thông nhân ngượng ngùng sờ sờ mũi, phần phật tan tác như chim muông lý chính xông tan uyển nhi nhẹ gật đầu mình cũng đi tất cả mọi người rời đi về sau thẩm kinh ngữ nhẹ nhàng thở ra nàng mới vừa rồi không có nói dối sinh ho lao trên thân người đích thật là sẽ hiện ra một chút u cục kia là kết hạch khuẩn lây nhiễm cái khác khí quan, tạo thành làn da kết hạch hạch bạch huyết hạch loại hình kết quả bệnh lao phổi biểu hiện chia làm bên trong kết hạch cùng bên ngoài kết hạch hai loại tan lãng hiển nhiên là bên trong kết hạch Đầu này ở trên người hắn cũng không áp dụng Tang Uyển Nhi cảm kích kéo thẩm kinh ngữ tay Thẩm nương tử Lần này nhờ có ngươi Chương 55 Chó ngoan không cản đường Thẩm kinh ngữ cười cười Việc rất nhỏ Trẻ lão đại phu nhíu mày nói Tan lãng bệnh coi như chẳng qua người Đó cũng là ho lao a à. Về sau nếu là có người bất ngờ biết được bệnh lao bệnh nhân Cũng không nhất định có ưu cục sự tình kia tan lãng hắn Thẩm kinh ngữ lắc đầu Ta có cái phương tử đặc biệt thấy hiệu quả đã cho tan lãng ăn được, chỉ cần tan lãng có thế chống nổi cửa này, bệnh của hắn liền sẽ một cách tự nhiên tốt. Tất cả mọi người là hương thân hương lý, tan lãng bệnh một tốt, ai còn sẽ lại đi so đo hắn có phải là bệnh lao, không có người sẽ nguyện ý bốc lên đắc tội người của tan gia nguy hiểm, liền vì vạch trần tan lãng lúc trước phải bệnh đến cùng là cái gì bệnh, vậy là tốt rồi. Trẻ lão đại phu thở dài, sửa sang một chút quần áo, hướng về phía tan uyển nhi vái chào tới đất, tan nương tử lần này quả nhiên là xin lỗi. Là lão phu giáo tôn vô phương, mới có thể để các ngươi hôm nay nhận dạng này kinh hãi. Tang Uyển Nhi lắc đầu, trì tuyết kiều là trì tuyết kiều, ngài là ngài, chúng ta tan gia đối với ngài mang ơn. Lời này chủ yếu có hai tầng ý tứ, một tầng là tan gia cảm kích trẻ lão đại phu, mà đổi thành một tầng, chính là tan gia đối trì tuyết kiều vẫn có oán hận. Trẻ lão đại phu trong lòng rõ rõ ràng ràng nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao lần này quả nhiên là trì tuyết kiều đã làm sai trước hắn xông tan uyển nhi chắp tay tâm tình phức tạp quay người rời đi thẩm kinh ngữ nhìn xem trẻ lão đại phu bóng lưng nhịn không được lắc đầu cảm khái trẻ lão đại phu đi cả một đời y trước khi đi lại ngay cả trên tay nàng có thể trị bệnh lao thần kỳ phương thuốc đều không có hỏi có thể thấy được là thật bị trì tuyết kiều sự tình cho bực mình lấy tang uyển nhi lau lau một đầu mồ hôi xong thẩm kinh ngữ nói lời cảm tạ thẩm nương tử sự tình hôm nay đa tạ ngươi, ta. Không nghĩ tới chúng ta tan gia đổi ý về sau, ngươi thế mà còn nguyện ý xuất thủ cứu A Lãng, thẩm kinh ngữ lắc đầu, không có việc gì, thầy thuốc nhân tâm, ta cứu hắn là hẳn là, tan uyển nhi cười khổ, thầy thuốc nhân tâm. Ai, ngươi cùng trẻ lão đại phu tự nhiên là thầy thuốc nhân tâm, thế nhưng là trì tuyết kiều nàng lại, thẩm kinh ngữ bình tĩnh nói, có người học rất nhiều y thuật, lại không phải thầy thuốc, tan uyển nhi khẽ giật mình nàng ngay tại suy nghĩ thẩm kinh ngữ ý tứ, gian phòng bên trong bỗng nhiên vang lên một trận tiếng ho khang, khụ khụ, tỷ tỷ, a lãng, tan uyển nhi giật mình, cấp tốc chạy về trong phòng, tan lãng nằm ở trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt một mảnh, tinh thần đầu cũng đã trở nên khá hơn không ít, a tỷ, ta lần này choáng bao lâu, tan uyển nhi lại khóc lại cười, muốn bảo trụ tan lãng nhưng lại không dám, ngươi, ngươi không có choáng bao lâu, đã hắn không có choáng bao lâu, tang uyển nhi tại sao lại kích động như thế tang lãng hồ đồ không hiểu nhìn xem tang uyển an ủi nàng a tỷ ngươi đừng khóc thẩm kinh ngữ đứng tại cổng nhàn nhạc giải thích ngươi vừa rồi bệnh đến kịch liệt nhã không ít máu tang nương tử là tại may mắn ngươi chuyển nguy thành an cái gì còn có chuyện như vậy tang lãng hậu tri hậu giác xoa lên ngực nơi này xác thực rất đau nhưng thế nhưng là theo lý thuyết không nên như thế ta đã ăn trì cô nương thuốc a Tang Uyển Nhi hung hăng bay sượt nước mắt, ngữ khí căm hận, đừng đề cập cái kia trì tuyết kiều. Nàng mắt thấy mình thuốc trị không hết ngươi, liền chạy tới thôn dân trước mặt nói ngươi được bệnh lao, muốn để người trong thôn đem chúng ta cho đuổi đi ra. Nếu không phải thẩm nương tử liên hợp trẻ lão đại phu giúp chúng ta một cái, chúng ta liền thật muốn bị đuổi ra làng. Tan lãng nghe vậy giật nảy cả mình, trì cô nương nàng làm sao lại như vậy? Nàng ngày bình thường không phải rất thiện chí giúp người sao, Tang Uyển Nhi mím môi, dù sao ngươi ghi nhớ, về sau thiếu sách nàng, tan lãng sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu, được, tan gia tỷ đệ trầm mặt một hồi, tan uyển nhi thở dài nhìn về phía thẩm kinh ngữ, a lãng cái mạng này, thật muốn đa tạ thẩm nương tử. Thẩm nương tử hôm nay trọn vẹn cứu A lãng hai lần, chúng ta trước kia liền đáp ứng đồ tốt cũng nên cho ngươi, tan lãng cũng yên lặng nhẹ gật đầu, đúng vậy a, lẽ ra như thế, lúc trước bọn hắn tỷ đệ nếu là không có tiết trẻ cái này hai mẫu ruộng khế đất, hắn cũng sẽ không kém điểm bị trì tuyết kiều cho dày vò chết. Mắt thấy khế đất liền phải đến tay, thẩm kinh ngữ lại cự tuyệt. Được rồi, phần này khế đất nếu là thật để các ngươi như thế khó xử, ta cũng không phải không thể không cần, không được. Tang Nguyễn Nhi ngoài ý muốn kiên trì, người không tính mà không lập, nếu là đáp ứng tốt muốn cho thẩm nương tử đồ vật, vậy làm sao có thế không cho, thẩm kinh ngữ nhíu mày, nhưng các ngươi đã như vậy quan tâm phần này ruộng đất, vậy nó đối với ngươi mà nói hẳn là cũng rất quý giá a. À. Tan Uyển Nhi kiên định nói, ruộng đất xác thực quý giá, nhưng đây không phải chúng ta tỷ đệ tri ân không báo lý do, Thẩm Nương Tử, ngươi nhất định phải cầm mới được. nàng đem khế đất tìm ra, dùng sức nhét vào Thẩm Kinh Ngữ trong tay. đã Tan Uyển Nhi đều nói đến đây cái phân thượng, Thẩm Kinh Ngữ cũng liền nhẹ gật đầu, vậy ta liền nhận lấy. Tan Uyển Nhi ra vẻ kiên cường cười cười, yên tâm đi Thẩm Nương Tử chỉ là một điểm khế đất còn khó bất tử ta. Ta cùng A lãng đều có tay có chân, về sau coi như không có cái này hai mẫu ruộng đất cằn, chúng ta cũng nhất định có thể nuôi sống chính mình. Thẩm kinh ngữ yên lặng nhìn nàng một cái, không nói chuyện, coi như tan gia tỷ đệ có thể nuôi sống mình, chắc hẳn quá trình cũng là vô cùng gian nan, về sau nàng nếu là có kiếm tiền đường đi, nhất định sẽ làm cho người của tan gia đến giúp đỡ. Thẩm kinh ngữ đem chuyện này ghi ở trong lòng, đứng dậy từ biệt tan gia tỷ đệ đi ngang qua cổng, con chó vàng ngao ô một tiếng, mập nữ nhân, cám ơn ngươi, thẩm kinh ngữ liếc mắt, ngươi thật muốn cám ơn ta, cũng đừng gọi ta mập nữ nhân, ung ô. Con chó vàng nghiêng sọ não nghĩ nghĩ, khó khăn phun ra một câu trái lương tâm lấy lòng, đại mỹ nữ, cám ơn ngươi, thẩm kinh ngữ. Ngươi vẫn là gọi ta mập nữ nhân đi, ngao ô ô ô, tóm lại cám ơn ngươi đã cứu ta tiểu chủ nhân con chó vàng nhào tới vây quanh thẩm kinh ngữ gót chân xoay quanh vòng ta có cái bí mật nhỏ hai ngày nữa nói cho ngươi thẩm kinh ngữ bật cười ngươi ngươi thế mà còn có bí mật nhỏ của mình một con chó có thế có cái gì bí mật đem xương cốt chôn ở chỗ nào sao con chó vàng không phục ta thật sự có bí mật ngươi nhưng chớ đem chó nhìn dẹp hai ngày nữa ngươi lại đến ta đem bí mật của ta nói cho ngươi thẩm kinh ngữ bật cười cái gì bí mật hôm nay còn không thể nói không phải hai ngày nữa nói con chó vàng quyết tâm không chịu nói cho thẩm kinh ngữ tóm lại ngươi hai ngày nữa đến chính là tốt a à, thẩm kinh ngữ sao cũng được nhún vai đi đi vào cửa nhà thẩm kinh ngữ liếc mắt trông thấy một đạo nhỏ yếu mỹ lệ thân ảnh tại cổng tre đến đây về trù trừ không phải trì tuyết kiều là ai trì tuyết kiều thẩm kinh ngữ nhịn không được cười lạnh ngươi thế mà còn dám tới ngươi da mặt này đúng là dày là ngươi trì tuyết kiều giật nảy mình phòng bị trừng mắt thẩm kinh ngữ, ngươi làm sao lại trở về? Ngươi không phải tại tan gia, thẩm kinh ngữ liếc mắt, lời này của ngươi thật là tốt cười, đây là nhà ta, ta còn không thể trở về rồi. Trì tuyết kiều như là chim sợ cành công một loại, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm kinh ngữ im lặng, làm gì? Ta muốn về nhà. Chó ngoan không cản đường, tránh ra, chương 56, Nguyệt Nha Nhi lại nói, trì tuyết kiều còn chưa kịp nói chuyện, Buồn trong lương đóng đã nghe thấy động tĩnh chống cái gậy chống liền ra tới, trông thấy trì tuyết kiều 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 yếu ớt, thẩm kinh ngữ hung thần ác sát, lương đóng giận không chỗ phát tiếp trừng mắt thẩm kinh ngữ, ác phụ, ngươi liền nhất định phải khi dễ trì cô nương không thể, lương đại ca. Ô ô, trì tuyết kiều gặp một lần lương đóng liền phản phất nhìn thấy cứu tinh, vĩ khuất sụt sùi khóc, lương đại ca ngươi giúp ta một chút, nàng không muốn bị gia gia truy cứu không muốn bị người trong thôn lấy ánh mắt khác thường đối đãi nàng đừng lương đống còn tưởng rằng trì tuyết kiều nói là thẩm kinh ngữ sự tình lòng đầy căm phẫn vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan ngươi yên tâm đi trì cô nương ta nhất định sẽ không để cho ngươi bị thẩm thị cái này nữ nhân ác độc khi dễ thật sao trì tuyết kiều nghẹn ngào lương đại ca ngươi thật tốt lương đống lớn tiếng cam đoan đương nhiên là thật thẩm kinh ngữ nhìn xem hai người bộ dáng không nói liếc mắt Lương đống gia hỏa này sợ là thật ngũ hành thiếu thông minh, nàng cũng lười cùng hắn lãng phí miệng lưỡi đi giải thích, ngươi tránh ra, ta muốn về nhà. Trì tuyết kiều khóc nức nở hạ, vậy liền để thẩm tỷ tỷ trở về đi, lương đại ca, ta sợ. Lương đống hỏa khí bị trì tuyết kiều câu tới, để thẩm kinh ngữ bả vai một cái, không nói rõ ràng không cho phép đi. Thẩm kinh ngữ bị hắn đẩy phải một lão đảo, lập tức chính là sững sờ, lương đống không khỏi cũng sững sốt một chút, cúi đầu nhìn xem mình tay thẩm kinh ngữ xoa xoa đau đớn bả vai cười lạnh một tiếng rất tốt lương đóng ngươi tại nhà ta vui chơi giải trí một hồi thể lực cuối cùng là khôi phục lại trước kia cũng coi như là có thể lực tới đối phó ta cái này ngươi đã sớm không quen nhìn người lương đóng sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận tiếng trầm giải thích ta ta không phải ý tứ này ngươi có phải hay không ý tứ này có khác nhau sao thẩm kinh ngữ mắt lạnh nhìn lương đóng ta đi vào trước ngươi tự tiện đi thẩm kinh ngữ dứt lời vừa nghiêng đầu liền vào cửa, trực tiếp đóng cửa lại, hai đứa bé nhìn lương đóng liếc mắt, cũng vào nhà, lương đóng nhìn xem thẩm kinh ngữ quay người rời đi thân ảnh, hồi lâu đều không thể lấy lại tinh thần, hắn nguyên bản không có muốn đối thẩm kinh ngữ ý tứ động thủ nha, vừa rồi làm sao liền khống chế không nổi tính tình của mình nữa nha, trì tuyết kiều mừng thầm, trong trà trà khí xoắn khăn tay, lương đại ca, các ngươi đều là vì ta mới lên xung đột, ta làm sao gánh chịu nổi trách nhiệm này. Lương Đống lắc đầu, không trách ngươi, làm sao lại không trách ta. Trì Tuyết Kiều khăng khăng, hôm nào ta sẽ tìm đến Thẩm Tỷ tỷ nói xin lỗi. Lương Đống nghĩ nghĩ, thuyết phục Trì Tuyết Kiều, vẫn là thôi đi, Thẩm thị kia chó tính tình ngươi cũng không phải không biết, ngươi nói xin lỗi nàng, cẩn thận nàng đối ngươi được đà lấn tới. Lại nói làm sai chuyện người là ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Làm sao không quan hệ? Trì Tuyết Kiều tội nghiệp nhẹ giọng, nếu như không phải ta sự tình liền sẽ không biến thành cái dạng này, mà lại lương đại ca ngươi không có sai, ngươi là vì bảo hộ ta, mới, ta, ta nguyện ý đi gặp hạ đại ca, cùng hắn thật tốt giải thích giải thích chuyện này là lỗi của ta. Lương Đống Kỳ quái mà nhìn xem Trì Tuyết Kiều, Tuyết Kiều muội tử, ta đều nói ta một mình gánh chịu chuyện này, ngươi làm sao còn mình tìm lên không được tự nhiên rồi. Quen biết khác nhau, chuyện này vẫn là ta đến nói thỏa đáng. Quen biết khác nhau, tốt một cái quen biết khác nhau. Thì tuyết kiều kém chút không có bị lương đóng cho tức chết, hết lần này tới lần khác vì hiền lương thuộc đức biểu tượng nàng còn nói không nên lời cái gì đến, cắn răng miễn cưỡng cười cười liền đi, phòng bên trong, thẩm kinh ngữ kiểm tra miệng vết thương của mình, nhíu mày, lương đóng xuống tay cũng quá hung ác, cái này một cái đẩy tới đến, trên người nàng nhiều một mảng lớn máu ứ động, dạng này tổn thương, vẫn là phải xác chút thuốc dầu tốt mới nhanh, thẩm kinh ngữ chính suy nghĩ muốn đi không gian lấy chút cái gì thảo dược làm thuốc dầu, cổng bỗng nhiên truyền đến thành khẩn hai tiếng, ai vậy, cổng không ai lên tiếng, thẩm kinh ngữ còn tưởng rằng là lương đóng đến, liếc mắt, liền nhìn đều không muốn đến bên ngoài nhìn một chút, ai ngờ trầm mặt một hồi về sau, ngoài cửa vang lên hạ nguyệt nha hì hục hì hục thanh âm, mẹ, mẫu thân, là nguyệt nha nhi, nguyệt nha nhi, thẩm kinh ngữ giật mình, vội vàng khoác lên y phục mở cửa, ông hạ nguyệt nha trái xem phải xem, hạ nguyệt nha nháy mắt gật đầu. Thẩm Kinh ngữ cúi đầu thân thiết Hạ Nguyệt Nha khuôn mặt, Nguyệt Nha nhi làm sao tới tìm mẫu thân à nha. Hạ Nguyệt Nha một tay cầm ra cái gốm sứ cái bình hướng thẩm Kinh ngữ trong tay tắt, ngón tay kia lấy thẩm Kinh ngữ bả vai, khoa tay hai lần, nguyên lai like nàng ý tứ, thật là một cái tri kỷ nhỏ áo bông. Thẩm Kinh ngữ bình tĩnh phải không được, nàng vốn là muốn đáp ứng, nhưng mà nghĩ nghĩ vừa rồi Hạ Nguyệt Nha mở miệng nói chuyện sự tình liền lại đổi cái ý nghĩ. Nguyệt Nha nhi muốn nói cái gì? Nương không rõ thẩm kinh ngữ khẽ mỉm cười biểu lộ có chút hiếu kỳ mà nhìn xem hạ nguyệt nha thật giống như nàng hoàn toàn không biết hạ nguyệt nha ý tứ như vậy hạ nguyệt nha vội vàng liên tiếp khoa tay hồi lâu thẩm kinh ngữ đều giả vờ như mờ mịt không biết bộ dáng không được dạng này không thể vạn nhất mẫu thân thương thế thật bởi vì không hiểu nàng ý tứ sẽ trở ngại nàng không liền ngay cả mệt mỏi mẫu thân chịu khổ sao hạ nguyệt nha gấp đến độ đỏ lên khuôn mặt nhỏ miệng lúc mở lúc đóng Dày vò hồi lâu rốt cục mở miệng, "Mẹ, mẫu thân." "Cho mẫu thân hoa thuốc bảy chữ." Hạ Nguyệt Nha nói bảy chữ, Thẩm Kinh Ngữ hai mắt tỏa sáng, không lo được bả vai đau đớn, trực tiếp một tay lấy Hạ Nguyệt Nha ôm xoay quanh vòng, "Mẫu thân Nguyệt Nha nhi thật tuyệt, thế mà một hơi liền nói nhiều lời như vậy." "Mẫu thân thật vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Hạ Nguyệt Nha che miệng, biểu lộ cũng có chút ngạc nhiên bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thẩm kinh ngữ dùng sức thân hạ nguyệt nha khuôn mặt nhỏ nhắn một hơi đi cùng mẫu thân vào nhà thoa thuốc đợi đến ban đêm nha mẫu thân cho ngươi thêm đi làm ăn ngon hạ nguyệt nha ánh mắt sáng lên mong đợi gật gật đầu thẩm kinh ngữ lại hướng dẫn từng bước mẫu thân muốn cho nguyệt nha nhi làm đồ ăn ngon nguyệt nha nhi nên đối mẫu thân nói cái gì hạ nguyệt nha nghiêng đầu nghĩ hồi lâu mới biệt xuất hai chữ tạ ơn thẩm kinh ngữ vui vẻ đến không được tạ ơn ai tạ tạ mẫu thân ai mẫu thân nguyệt nha nhi thật là tốt thẩm kinh ngữ bẹp thân hạ nguyệt nha khuôn mặt nhỏ nhắn một hơi đến cho mẫu thân thoa thuốc sơn thôn không có gì tốt đồ vật hạ nguyệt nha cầm rượu thuốc cũng chỉ là tầm thường nhất cái chủng loại kia còn tưởng rằng bảo tồn không nên có điểm biến chất vừa mới mở đóng thẩm kinh ngữ liền bị hung một té ngã được rồi thứ này mặc dù biến chất nhưng còn có thể sử dụng có liền so không có tốt thẩm kinh ngữ che mũi nhìn xem hạ nguyệt nha cho mình bôi thuốc nghiêm túc bộ dáng yên lặng quyết định mình ngày mai tiến không gian hái chút thuốc mình ngâm một ít dầu thuốc vừa lau xong thuốc lại có người đến gõ cửa tinh nhi thẩm kinh ngữ còn tưởng rằng là hạ tinh đến cười hít mắt tiến đến mở cửa ai ngờ vừa mới mở cửa đã nhìn thấy lương đóng tấm kia thật thà mặt vuông như thế nào là hắn thẩm kinh ngữ sắc mặt nháy mắt lãnh đạm xuống dưới trên dưới dò xét lương đóng một chút ngữ khí cũng lãnh đạm phải không được ngươi tới làm gì? Chương 57, hai mẫu đất là ngươi, ta. Lương đóng hì hụt hì hục hồi lâu, hồi lâu biệt xuất một câu, chuyện ngày hôm nay, xin lỗi, thẩm kinh ngữ rung lên, ánh mắt nhìn hắn đâu chỉ là trông thấy một con lợn dựng thẳng lên hai đầu chân trước, ngay tại khiêu vũ, ngươi thế mà xin lỗi rồi. Đối ta, lương đóng có chút tức giận, nắm 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 đấm lớn tiếng nói, chuyện này nguyên bản là ta sai, ta xin lỗi cũng là chuyện đương nhiên. Mời, xin ngươi tha thứ cho dứt lời lương đóng trực tiếp hai tay ôm quyền cúi đầu thẩm kinh ngữ không có vội vã nói chuyện mà là vòng quanh hắn đi một vòng lương đóng thân hình thẳng như tùng xem xét chính là nhiều năm tòng quân người cẩn thận nói đến hắn cũng không có gì ý đồ xấu chỉ là bị trì tuyết kiều cho hung hăng lợi dụng một trận còn không tự biết thôi thẩm kinh ngữ thản nhiên nói ngươi trở về đi lương đóng mừng rỡ tốt đa tạ ngươi thẩm thị về sau về sau ta nói chuyện làm việc đều sẽ cẩn thận chút hắn xông thẩm kinh ngữ chắp tay liền phải thập khiển xoay người trở về lời này của ngươi nói đến ngược lại là kỳ quái thẩm kinh ngữ gọi lại hắn hỏi lại ta lúc nào nói qua ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi rồi lương đóng sững sờ vậy ngươi thẩm kinh ngữ trực tiếp nói phải chăng phải tiếp nhận xin lỗi cũng không quyết định bởi ngươi phải chăng xin lỗi mà là quyết định bởi tại bị tổn thương người làm sao nghĩ cho nên lương đóng ta không muốn tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Lương Đống biểu lộ rất nhanh từ ban sơ kinh ngạc, biến thành ảm đạm. Hắn cúi đầu trầm mặt hồi lâu, cuối cùng thở dài, ta biết, mặc dù ta không tiếp thụ lời xin lỗi của ngươi, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta còn tại giận ngươi. Thẩm kinh ngữ nghĩ nghĩ, nói bổ sung, Lương Đống, ngươi trở về không ngại hảo hảo suy nghĩ một chút, trì tuyết kiều hôm nay ngôn ngữ đến cùng là tại, Lương Đống lúng ta lúng túng không nói thẩm kinh ngữ cũng không xem thêm hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Hạ tinh mang theo hạ nguyệt nha trở về phòng, lâm trước khi vào cửa còn lén lút trừng lương đóng liếc mắt, mặc dù lương thúc thúc đối với mình rất tốt, thế nhưng là hắn sao có thể đối nữ nhân kia hư hỏng như vậy đâu. Cha nói qua, đại nam nhân không thể đối với nữ nhân đánh, hắn nhất định sẽ tìm thời gian, để lương thúc thúc biết làm như vậy không đúng, hừ, hạ tinh hất đầu vào cửa. Lương Đống nhìn xem Hạ Tinh có chút thở phì phì bóng lưng, đột nhiên cảm giác được mình có chút không được hoan nghênh, hắn trầm mặt một hồi tử, ngẫm lại vừa rồi thẩm kinh ngữ, lại cảm thấy hoang đường buồn cười, coi như ta lần này hoàn toàn chính xác là một ít không nên làm. Lương Đống nhỏ giọng thầm thì, nhưng cái này cùng Trì cô nương có quan hệ gì? Trì cô nương rõ ràng chính là người tốt a, à. nói cho cùng chuyện này vẫn là hắn sai, đã thẩm thị không chịu tiếp nhận hắn xin lỗi, hắn liền phải thay đổi lề lối nghĩ cách, để nàng cảm nhận được thành ý của mình mới là đúng, cứ làm như thế, thẩm kinh ngữ vừa ra cửa, liền gặp phải tan uyển tan uyển nhi cầm trong tay đồ vật, chính bốn phía băng khoan lấy cái gì, gặp một lần thẩm kinh ngữ, trước mắt nàng lập tức chính là sáng lên, gọi một tiếng, thẩm nương tử, thẩm kinh ngữ dừng bước lại, tan nương tử làm sao tới, tan uyển nhi thở hồng hộc chạy đến thẩm kinh ngữ bên người, từ trong ngực móc ra mấy tờ giấy đưa cho nàng, đây là ta trước kia liền đáp ứng ngươi, bây giờ cũng nên cho ngươi, thẩm kinh ngữ cúi đầu xem xét, phát hiện kia là tan gia hai mẫu ruộng kém ruộng khế đất. Nếu không phải là bởi vì cái này hai mẫu đất, cũng sẽ không náo ra nhiều chuyện như vậy. Người của tan gia cũng là bởi vì trân quý cái này sản nghiệp tổ tiên hai mẫu đất, mới có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn, đến mức kém chút chôn vùi tan lãng tính mạng. Thẩm kinh ngữ lắc đầu, tan nương tử, quên đi thôi, ta cũng không phải nhất định phải cái này hai mẫu đất không thể. Tan Nguyễn Nhi nghe xong, gấp, không được. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền nói tốt, ngươi như trị đệ đệ ta bệnh, ta liền đem cái này hai mẫu đất chuyển tay cho ngươi, ngươi bây giờ làm sao còn hối hận đây, thẩm kinh ngữ bất đắc dĩ, thế nhưng là tan nương tử, các ngươi tỷ đệ không phải rất coi trọng mảnh đất này a, à, người không tính mà không lập. Tan Nguyễn Nhi từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt, ta đã nói muốn đem cái này hai khối cho ngươi, vậy liền nhất định phải cho ngươi mới được, tuyệt không thể đưa nó thu hồi, thẩm kinh ngữ nghe được một trận kinh ngạc, không nghĩ tới tan uyển Nhi thế mà là cái người đáng tin. Lời nói đã đến nước này, nếu là nàng kiên trì không thu tan uyển nhi địa, đối với tan uyển nhi đến nói, ngược lại là một loại vũ nhục, thẩm kinh ngữ gật đầu, vậy ta liền nhận lấy, đã ta thu ngươi địa, lúc trước ngươi cho ta bạc, ta vẫn là trả lại cho ngươi tốt. Tan uyển nhi nghe được hốc mắt một trận ướt ác, lần này nàng không có cự tuyệt, mà là nhẹ gật đầu, ta cũng không cùng thẩm nương tử ngươi khách khí, trong nhà vì chữa khỏi đệ đệ bệnh, đã chút xu bạc không dư thừa bây giờ ngươi đem kia bút bạc cho ta ta cũng có thế duy trì một hồi sinh hoạt thẩm kinh ngữ hỏi ngươi nhưng từng nghĩ tới sau đó phải lấy cái gì mà sống đi một bước nhìn một bước đi tang uyển nhi thở dài quay đầu hướng lý chính nhà phương hướng đi đến đi chúng ta đi đem ruộng đồng sang tên ta có tay có chân chẳng lẽ còn có thế chết đói không thành thẩm kinh ngữ nhịn không được nhìn nhiều tang uyển nhi liếc mắt tang uyển nhi cái này thái độ nàng thích nếu là về sau nàng có kiếm tiền biện pháp, lại vừa lúc cần một cái giúp đỡ, đến lúc đó nàng nhất định sẽ làm cho Tang Uyển Nhi đến giúp sấn mình một cái. Hai người tới Lý Chính nhà, nói rõ ý đồ đến. Lý Chính đã biết thẩm kinh ngữ xuất thủ cứu Tang Lãng sự tình, gặp lại Tang Uyển Nhi muốn đem sản nghiệp tổ tiên hai mẫu ruộng kém ruộng giao cho thẩm kinh ngữ, cũng liền không có kinh ngạc như vậy. Tang Thị, ngươi quan tâm nhất chính là cái này đệ đệ, chỉ là đệ đệ ngươi thân thể quá yếu, lý chính nhìn về phía tang uyển muốn nói lại thôi thở dài kỳ thật ngươi cũng là bị thân thể của hắn lôi mệt mỏi nếu không phải hắn thân thể không tốt lấy ngươi cái này chịu khổ nhọc sức lực muốn kiếm được một bút đồ cưới sợ là không khó tang uyển nhi cười lắc đầu ngài nói nơi đó lời nói ta vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy a lãng là gánh nặng cho ta lý chính thưởng thức nhìn tang uyển nhi liếc mắt từng quả thật là cái tốt lại quay đầu nhìn về phía thẩm kinh ngữ thẩm thị tan lãng bệnh tình như thế nào rồi, thẩm kinh ngữ nói cho Lý Chính, hiện tại tan lãng đã một chân phóng ra quỷ môn quan, chỉ cần lại ăn một hồi thuốc, bệnh của hắn liền có thể triệt để đoạn mất bệnh căng, đến lúc đó liền cùng người bình thường không khác, Lý Chính nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Tan lãng như đi trên trấn làm nhân viên thu chi, cũng có thể cung cấp người một nhà ăn uống, tan uyển nhi nghe vậy trù trừ dưới, Lý Chính xem xét tan uyển nhi biểu lộ, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, lão phu biết ngươi còn đang suy nghĩ để đệ đệ ngươi đi học tiếp tục thế nhưng là uyển nhi nha đầu ngươi phải biết khai ra cái người đọc sách không dễ a à. trong thôn duy nhất người đọc sách phong thư sinh những năm này cũng là đỡ trái hở phải liền những năm này thúc tu cũng không biết là chỗ nào góp đến chớ nói chi là các ngươi tan gia tan uyển hơi thấp đầu lau nước mắt thẩm kinh ngữ đi theo cúi đầu vụn trộn liếc mắt thúc tu ở đâu ra đương nhiên là oan đại đầu nguyên thân cho Lý Chính đối với mấy cái này sự tình cũng không tốt nhiều lời, chỉ nói đơn giản vài câu liền chậm dần ngữ khí, thời gian không còn sớm, lão phu cái này cho các ngươi lo liệu thủ tục đi. Chương 58, củ cải khoai tây, đại lương quốc ruộng đất sang tên thủ tục cũng không phức tạp, rất mau làm xong. Tang Uyển Nhi không đành lòng lại tức cảnh sinh tình, làm xong thủ tục liền về trước nhà, mà thẩm kinh ngữ ngược lại là không có đi vội vã, cùng Lý Chính ngồi đối mặt nhau nói lên lời nói. Lý Chính hấp miếng trà, ngẩng đầu dò xét thẩm kinh ngữ vài lần, lão phu ngược lại là không nghĩ tới, thẩm thị ngươi một tuần trước đó vừa nói muốn muốn một mảnh ruộng đồng, hôm nay thế mà liền đem ruộng đồng làm tới tay, ngược lại là cái nhanh nhẹn sảng khoái, thẩm kinh ngữ khách khí nói, chẳng qua là trùng hợp mà thôi, lý chính ngài quá khen, lý chính khoát khoát tay, thẩm thị ngươi cũng đừng khiêm tốn, đây cũng không phải là trùng hợp liền có thể giải thích sự tình. Trẻ lão đại phu đều trị không được bệnh, đến trên tay ngươi bỗng nhiên liền chữa khỏi, ai dám nói đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Thẩm kinh ngữ ánh mắt giật giật, nàng kiếp trước chuyên nghiệp liền cùng y học có quan hệ, tăng thêm nàng từ từ lão đại phu nơi đó học được không ít bản lĩnh, có thể nói nàng bây giờ so với phổ thông nông thôn lan trung đến, cũng không kém cái gì, đã như vậy, nàng sao không thay người xem bệnh. Nguyên thân tại 10 dặm tám hương đều là bị người khác khinh khỉnh nhân vật, điểm này dù cho mình xuyên qua tới về sau cũng không có đạt được quá nhiều cải thiện, nếu là mình thành lan trung có lẽ liền có thể có chút thay đổi nữa nha thẩm kinh ngữ thử thăm dò hỏi một câu lý chính ngài cũng biết ta biết trị bệnh sự tình ngài nhìn ta có thể hay không làm lan trung lý chính hơi kinh ngạc ngươi muốn làm lan trung cũng không phải không được chỉ là trên đời này nữ lan bên trong quá ít ngươi ra ngoài cho người ta chữa bệnh không khỏi đáng chú ý thẩm kinh ngữ cười nói thiếu tuy ít nhưng cũng không phải hoàn toàn không có a à chỉ cần ta có thể chữa bệnh cứu người, nghĩ đến cũng không cần gấp. Lý Chính gật gật đầu, lời này ngược lại là có lý, lão phu không ngăn cản ngươi. Xem ra Lý Chính cửa này qua, thẩm kinh ngữ nhẹ nhàng thở ra, Lý Chính ngài anh minh. Ta hiện tại chỉ là có chút lo lắng, nếu ta thật thành lang trung, có thể hay không ngăn người khác tài lộ. Lý Chính vuốt trâu trầm ngâm một lát, lo lắng của ngươi cũng là có lý. Chúng ta trong làng dù sao đã có cái trẻ lão đại phu, ngươi như thành đại phu, hắn khẳng định sẽ kiếm ít chút tiền bạc, chẳng qua ngươi không cần lo lắng, trẻ lão đại phu trạch tâm nhân hậu, hắn nhất định là sẽ không trách tội của ngươi, thẩm kinh ngữ cười nói, đã như vậy, ta cũng yên lòng, lý chính gật đầu, không quên gõ thẩm kinh ngữ vài câu, thẩm thị, ngươi gần đây thuận buồm xuôi gió, cũng nên nhìn ra một cái đạo lý, đó chính là trời phù hộ thiện tâm người. Về sau ngươi cần phải thiện chí giúp người mới là, nhất thiết không thể lại làm ra trước kia những cái kia chuyện hồ đồ tới thẩm kinh ngữ sớm thành thói quen bị người cầm nguyên thân sự tình đến gõ không có chút rung động nào gật đầu đa tạ lý chính nhắc nhở ta hiểu được lý chính thỏa mãn phất phất tay biết liền tốt đi thôi thẩm kinh ngữ nhàn nhạc hành lễ liền rời đi đi thôn tây nhìn một chút kia mảnh đất tan lãng năm nay bệnh phải nặng tan uyển nhi vào xem lấy chiếu cố đệ đệ vô tâm quản lý thổ địa cho nên nơi này hiện tại vẫn là một mảnh hoang vu dạng này hoang vu rơi vào thẩm kinh ngữ trong mắt để nàng cười đến càng phát ra thấy răng không gặp mắt, đất hoang tốt đất hoang diệu, đất hoang là cái bảo. Nàng trước kia chuẩn bị kỹ càng củ cải hạt giống cùng khoai tây thân cũ, rốt cục xem như có tác dụng, thẩm kinh ngữ khẽ hát vô cùng cao hứng cực đầu, kế hoạch ngày mai liền bắt đầu loại khoai tây, khoai tây là cái bảo, có thể làm món chính cũng có thể làm thực phẩm phụ, sản lượng còn lớn. Chỉ cần nàng ở đây nhiều loại một chút khoai tây, về sau cũng không cần lo lắng người nhà chịu đói. Thẩm kinh ngữ chính vui vẻ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ung ô, mập nữ nhân. Làm sao ngươi tới nhà ta trong ruộng rồi, mập nữ nhân? Xưng hô này! Thẩm kinh ngữ mặt tối sầm, quay đầu trừng mắt tan da đầu kia chó vàng. Ngươi nữ chủ nhân đã làm chủ, đem cái này hai mẫu đất đều cho ta, ngươi còn không biết sao? Con chó vàng nghe xong lập tức gấp, ung ô hai tiếng. Cái gì, nàng thế mà đem ruộng cho ngươi? Nàng! nàng không phải đem cái này hai mẫu đất thấy rất nặng sao, thẩm kinh ngữ liếc chó vàng liếc mắt, trọng yếu đến đâu, cũng không có tan lãng tính mạng trọng yếu a. À. con chó vàng nghe được sửng sốt một chút, đầu lập tức tiêu nghỉu xuống, nó thật dài uông một tiếng, toàn bộ chó nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, có chút ưu thương có chút quể oải, nhìn nó bộ dạng này, ngược lại tốt như chính mình là người xấu, thẩm kinh ngữ tức giận trừng con chó vàng liếc mắt, người lúc trước nói có chuyện gì muốn nói cho ta, là chuyện gì? con chó vàng rủ cục lấy lỗ tai ta đều nói nha hai ngày nữa sẽ nói cho ngươi biết thẩm kinh ngữ bất mãn còn học được thừa nước đục thả câu rồi không phải thừa nước đục thả câu huân ô ô nói hai ngày nữa chính là hai ngày nữa nhìn con chó vàng kiên trì không chịu nói thẩm kinh ngữ cũng không nghĩ buộc nó lắc đầu liền về nhà mình vừa về tới trong phòng mình bỏ chép tinh tế thanh âm liền từ trên giường truyền đến chi chi mập nữ nhân ngươi cuối cùng là trở về Thẩm kinh ngữ nghe được hung hăng kinh dưới, một mặt kinh dị trừng mắt giường, là ngươi. Ngươi lại dám bên trên giường của ta, chi chi. Ai nha, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Bỏ chết nhảy nha nhảy đi vào thẩm kinh ngữ trước mặt, ta vừa rồi trông thấy, có một nữ nhân đến tìm phong trường minh. Nữ nhân kia dường như rất chán ghét ngươi, còn nói muốn để phong trường minh đối phó ngươi đâu. Thẩm kinh ngữ nhíu mày, nữ nhân nào, là trì tuyết kiều. Bỏ chết đáp ứng một tiếng, ừm, giống như chính là cái tên này đi. Là ta lần trước đinh qua nữ nhân kia, quả nhiên là Trì Tuyết Kiều, Thẩm Kinh ngữ cười lạnh âm thanh, trong lòng dần dần chắc chắn, nàng ngồi xuống uống chén trà, Trì Tuyết Kiều đều cùng Phong Trường Minh nói cái gì rồi, ta, ta cũng không nghe rõ. Bỏ chết có chút ủy khuất, cái này cũng không nên trách ta a. À. Chủ yếu là nữ nhân kia trên thân mùi thuốc quá nặng, ta bị hung không được, không dám ở bên người nàng đợi lúc này mới chỉ là xa xa nghe thấy vài câu thẩm kinh ngữ gật gật đầu yên tâm đi không trách ngươi bỏ chết kích một tiếng lại cao hứng nhảy nhảy nhót nhót tại hạ gia trong viện tìm con gà hút máu thẩm kinh ngữ uống sạch nước trà nheo mắt lại trì tuyết kiều muốn đối phó chính mình sự tình đã là trong dự liệu nàng hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là phong trường minh có thể hay không cùng trì tuyết kiều đồng loạt ra tay đối phó chính mình theo lý thuyết đến tạm thời sẽ không dù sao hiện tại mình còn không có cho phong trường minh tiền tại phong trường minh trong mắt nàng vẫn là một khối rất có nhai đầu thịt mỡ nhưng nếu là trì tuyết kiều nói cái gì hoặc là phong trường minh bỗng nhiên động kinh thế thì cũng nói không chính xác thẩm kinh ngữ yên lặng đem chuyện này ghi ở trong lòng tiếng không gian phong trường minh ở trong mắt nàng chẳng qua là cái thối cá nát tôm thôi hay là mình trong nhà khẩu phần lương thực càng khẩn yếu hơn nàng hiện tại liền phải chuẩn bị ra thích hợp đất các hạt giống đến thừa dịp thời tiết vừa vặn tranh thủ thời gian gieo xuống, lúc trước thẩm kinh ngữ cũng đã nghĩ kỹ, nhóm đầu tiên trồng cây trồng là củ cải cùng khoai tây, trong đó củ cải hạt giống là có sẵn, khoai tây muốn trở thành hạt giống lại phải đi qua một chút xử lý mới được, thẩm kinh ngữ trong không gian tìm chút nảy mầm khoai tây, nhặt lục mầm có móng tay dài ngắn cầm tới không gian bên trong. Để không gian bên trong ánh nắng đưa nó thật tốt phơi bên trên nhất sái Tại hiện đại thẩm kinh ngữ học qua Loại khoai tây chính là như thế cái quá trình chờ khoai tây phơi một hồi cũng liền có thế trồng. Chương 59, lương thúc thúc nơi này có vấn đề, làm tốt một số chuẩn bị, thẩm kinh ngữ không gian nguồn nước bên trong rửa sạch bàn tay cùng trên người bụi đất, vừa lòng thỏa ý rời khỏi không gian, nàng không gian có nguồn nước, nhưng nguồn nước xa xa không có linh tuyền thần kỳ như vậy, chỉ là bình thường phổ thông trong veo nước suối mà thôi, chỉ là có nước suối cũng không tệ, thẩm kinh ngữ cũng không chọn. Yên lặng tính toán một chút khoai tây nảy mầm cần thời gian liền ra cửa. Hạ Yến Thành chính hướng nhà bếp đi tới, đứng bên cạnh cái lương đóng một mặt muốn nói lại thôi. Thẩm kinh ngữ xông Hạ Yến Thành một nghe răng, ngọt ngào chán dính gọi một tiếng, phu quân. Hạ Yến Thành rung lên, bên cạnh lương đóng cũng là khẽ run rẩy. Lương đóng hiện tại cũng không thể thoát khỏi chống gậy, đứng ở nơi đó dáng vẻ có chút buồn cười, bị thẩm kinh ngữ giật nảy mình về sau gậy chống bên cạnh trượt đi, một cái mông đôn quẳng xuống đất. Thẩm kinh ngữ thấy thế cười đến 10 phần không tim không phổi, gia hỏa này thế mà quẳng rồi hắc hắc, đáng đời. Hạ Yến Thành nhìn xem thẩm kinh ngữ nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm thấy phản ứng của nàng có điểm quá dị, chẳng lẽ nàng vừa vặn mấy ngày, lại bắt đầu làm yêu rồi. Hạ Yến Thành nghĩ nghĩ, trầm giọng gọi nàng, thẩm kinh ngữ, ai, phu quân. Thẩm kinh ngữ con mắt lóe lên lóe lên, rực rỡ sáng như trên trời chấm nhỏ, nàng tràn đầy phấn khởi hỏi Hạ Yến Thành, làm sao nha. Phu quân, Hạ Yến Thành nhíu mày, trầm giọng, hôm nay có phải là náo ra chuyện gì rồi? Lương Đống vừa lão đảo đứng dậy, nghe xong Hạ Yến Thành, nắm đấm nháy mắt lại nắm chặt, thẩm thị nữ nhân này không gió ba thước sóng công phu, hắn không biết gặp bao nhiêu lần. Dù cho thường ngày bên trong bình an vô sự thời điểm, nàng đều muốn tìm cách đem toàn bộ hạ gia quấy đến gà chó không yên, chớ nói chi là hiện tại, nàng còn có lý thời điểm, không thành hắn nhất định là không thể để cho thẩm thị ác phụ đem chuyện này nói ra. Muốn nhận lầm, không bằng để chính hắn tới, lương đống cắn răng, kiên trì mở miệng, tướng quân. Hết thảy đều là tại hạ vô năng, hôm nay, thẩm kinh ngữ bỗng nhiên nét mặt tươi cười như hoa mở miệng, hôm nay ta đi tan gia cho tan lãng nhìn bệnh. Tỷ tỷ của hắn tan nương tử đối ta cảm động đến rơi nước mắt, liền đem hắn nhà kia hai mẫu ruộng đất cằn cho ta. Hà Yến Thành nghe được quả thực kinh ngạc dưới, Ánh mắt nặng nề quét về phía Thẩm Kinh Ngữ, còn có dạng này sự tình, Thẩm Kinh Ngữ ý cười giạt vào gật đầu. Có a? À? Tại sao không có? Phu quân ngươi nhìn, đây chính là kia hai mẫu đất khế đất. Nàng nói liền đem khế đất từ trong ngực lấy ra, như châu như bảo nâng đến Hạ Yến Thành trước mặt. Hạ Yến Thành nhìn xem kia hai tấm thật mỏng, lại che kín lý chính ấn giám giấy, quả thực cũng sững sờ một hồi lâu. Lúc trước nàng nói muốn muốn ruộng đồng thời điểm, mình chỉ coi nàng là nói cười không nghĩ tới, không sai, Hạ Yến thành tâm tình phức tạp gật đầu, khó được khích lệ thẩm kinh ngữ một câu, thẩm kinh ngữ qua một tiếng, cấp tốc áp vào Hạ Yến thành bên cạnh, phu quân, ngươi mới là tại khen ta sao? Nói xong còn không tính, lại cố gắng đem đầu hướng phía đông xoay, hắn vừa mới khen nàng một câu, nàng tại sao lại làm ra loại này không biết mùi vị cử động rồi. Hạ Yến thành nhíu mày, ngươi đang nhìn cái gì? Thẩm kinh ngữ cười đến không tim không phổi, ta đang nhìn mặt trời có hay không từ phía tây ra tới, Hạ Yến Thành, quả nhiên, hắn liền không nên đối nàng ôm lấy cái gì mong đợi, Hạ Yến Thành ánh mắt lãnh đạm xuống tới, nhàn nhạt quét thẩm kinh ngữ liếc mắt hậu tiếng nhà bếp, còn trở tay đóng cửa lại, thẩm kinh ngữ bị cự tuyệt ở ngoài cửa cũng không giận, còn cách cửa đóng cắt Hạ Yến Thành một câu, phu quân, khói dầu không được. Lần sau lúc ta không có ở đây, ngươi xào rau vẫn là mở cửa cửa sổ tốt, phòng bên trong không một người nói chuyện, Hạ Yến thành đại khái cũng không thèm khác phản ứng nàng, Thẩm Kinh ngữ tâm tình vô cùng tốt, cười hít mắt ngâm nga bài hát liền phải đem khế đất thu lại. Lương Đống đã sắc mặt phức tạp dò xét Thẩm Kinh ngữ hồi lâu, lúc này coi như hắn lại thế nào không thể tin được, cuối cùng cũng vẫn là phát hiện, nàng là thật đem mình không coi là gì. "Ngươi, thật không muốn cùng tướng quân nói chuyện này." Thẩm Kinh ngữ nhíu nhíu mày, "Vấn đề này, ngươi có phải hay không hỏi qua?" Vẫn là nói nàng gần đây bận việc ngốc, nhớ lầm rồi ngươi nhớ không lầm ta hỏi qua lương đóng tâm tình phức tạp nhìn xem thẩm kinh ngữ chỉ là mặc kệ ngươi giải thích thế nào ta đều không tin ngươi vì cái gì bỗng nhiên đối ta như vậy ôn hòa khoan hậu thẩm thị ngươi trước kia là cái dạng gì người chính ngươi cũng rõ ràng muốn nói ngươi không phải rắp tâm hại người ai mà tin thẩm kinh ngữ mộng hạ, a à, nàng tại sao lại thành rắp tâm hại người rồi lương đóng cắn răng một cái ăn nói khép nép mà nói thẩm thị ta biết ngươi có thể đang giận ta. Thế nhưng là ngươi mở to mắt xem một chút đi, chất tử cháu gái đều lấy ngươi làm thành đời này thân nhân duy nhất, bọn hắn thích ngươi thích đến gấp, hắn không tin. Nàng quản hắn tin hay không, thẩm kinh ngữ im lặng, dứt khoát thô bạo đem lương đóng ra bên ngoài đẩy, tránh ra. Ta không rảnh phản ứng ngươi, lương đóng bị thẩm kinh ngữ đẩy một cái, ngược lại cảm thấy yên tâm một chút, hắn trầm mặt nhìn thẩm kinh ngữ liếc mắt, chống gậy chống khập khiển đi, Trước khi đi còn nhỏ giọng nói câu, "Xin lỗi, câu này xin lỗi." Ngược lại là sau so lúc trước còn ở vào không hiểu thấu thời điểm tới chân thành chút, Thẩm Kinh Ngữ thở dài, lắc đầu tiếng hai đứa bé trong phòng, Hạ Tinh chính mang theo Hạ Nguyệt Nha, tại nói liên miên đối muội muội nói gì đó, trông thấy Thẩm Kinh Ngữ tiến đến, hắn đưa tay chỉ chỉ đầu, nghiêm túc nhìn xem nàng nói, lương thúc thúc nơi này thật có chút vấn đề, thế nhưng là, hắn là người tốt, Thẩm Kinh Ngữ trầm mặt hạ người nói hắn đầu óc có vấn đề nếu để cho hắn nghe thấy hắn khẳng định thương tâm chết rồi hạ tinh gật gật đầu cha hắn cũng đã nói với ta nói thật là không thể nói lung tung cho nên những lời này ta tuyệt sẽ không cầm tới lương thúc thúc trước mặt đi nói hạ yến thành còn dạy qua hài tử cái này đâu thẩm kinh ngữ nhếch nhếch miệng nhắc nhở hạ tinh phía sau tốt nhất cũng đừng nói hạ tinh không hiểu cho dù là lời nói thật cũng không thể nói thẩm kinh ngữ gật gật đầu cũng không thể nói phàm là để người nghe thương tâm lời nói, liền phải châm trước về sau mới có thế mở miệng, hạ tinh như có điều suy nghĩ, thẩm kinh ngữ quay đầu treo đùa lấy hạ nguyệt nha nói chuyện, không để ý hạ tinh, dù sao có chút đạo lý, chính là phải làm cho tiểu hài tử một chút xíu tiêu hóa mới được, hạ nguyệt nha chính cùng lấy thẩm kinh ngữ bi bô tập nói, bỗng nhiên một tiếng cọt kẹt, đại môn mở, lương đóng đứng tại cổng, tấm kia thô ráp đen nhánh thần tình trên mặt vô cùng phức tạp, thẩm thị, khụ khụ tướng quân cho ngươi đi bên ngoài ăn cơm thẩm kinh ngữ ồ một tiếng ta biết tinh nhi nguyệt nha nhi chúng ta đi thôi nàng mang theo hai đứa bé đi ra cửa mỹ tư tư ăn một bữa ăn cơm trong lúc đó lương đóng thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn nàng một cái nhìn biểu tình tự hồ là muốn nói cái gì nhưng lại mở không được cái này miệng thẩm kinh ngữ bưng bát cơm ăn đến không có chút rung động nào không có gì bất ngờ xảy ra vừa rồi chính mình nói những cái kia chắc hẳn đều bị lương đóng cho nghe thấy đi hắn tâm tình bây giờ hẳn là cũng tương đương vi diệu, có điều, thẩm kinh ngữ nhưng lười nhát quản hắn đến cùng là cái gì tâm tình, ăn cơm xong, thẩm kinh ngữ vỗ vỗ tay đứng dậy, ta về phòng trước, Hà Yến Thành trong mắt không nói, chỉ là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày, chương 60, gọi mẫu thân, khoảng thời gian này một mực là Hà Yến Thành nấu cơm, thẩm kinh ngữ rửa chén, nguyên bản Hà Yến Thành còn tưởng rằng, Thẩm kinh ngữ hôm nay cũng sẽ giống như quá khứ chủ động rửa chén, không nghĩ tới nàng thế mà đi thẳng một mạch, nàng đây là muốn đem bát đũa để lại cho ai soát. Mình a, à, hạ Yến thành chính suy tư, một bên lương đóng bỗng nhiên cấp tốc nuốt xuống cuối cùng hai ngụm mạch cơm, đứng dậy thu thập bát đũa, tướng quân, ta đến rửa chén chính là, Hạ Yến thành liền giật mình, ngươi. Rửa chén, đúng. Lương đóng nghẹn đỏ mặt, lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, chỉ cần ta lương đóng tại hạ gia một ngày, ta liền rửa chén một ngày. Hạ Yến Thành trầm giọng hỏi: "Vì sao? Không có?" "Không có vì sao." Lương Đống ấp úng: "Tướng quân ngài yên tâm đi, nàng không có khi dễ ta, đây đều là ta tự nguyện." Hạ Yến Thành thản nhiên nói: "Ta chưa nói qua nàng khi dễ ngươi." Tuy nói Lương Đống không đủ thông minh, nhưng thẩm kinh ngữ cũng không phải cái thông minh, cùng Lương Đống chỉ sợ là bên tám lạng người nửa cân. Tuy là thẩm kinh ngữ gần đây lanh lợi một chút, nhưng cũng vẫn là đồng dạng, vậy là tốt rồi tóm lại ngài cũng đừng hỏi lương đóng bưng bát tốn sức chống ngoặt đi vào vạt nước bên cạnh múc nước rửa chén hạ yến thành như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ hạ tinh thấy thế miếng môi một cái nhìn không được nói cha lương thúc hắn nói đúng lần này đích thật là lương thúc vào trước là chủ mẫu thân nàng là vô tội hạ yến thành nhướng mày hạ tinh có chút thấp thỏm cha ta không có nói láo hạ yến thành trầm giọng nói ta chưa nói qua ngươi nói láo chỉ là tinh nhi Ngươi mới gọi nàng cái gì NTTPS ta Hạ tinh hung hăng cứng đờ Hắn lúc này mới ý thức tới Mình trong lúc vô tình thế mà gọi cái kia ác nữ người một tiếng Mẫu thân Chuyện gì xảy ra Nàng đã từng khắc khe Khe khắc mình nhiều năm như vậy Vẹn vẹn khoảng thời gian này một điểm ôn ngôn nhuyễn ngữ Liền đủ để cho hắn quên mất lúc trước hết thảy cay nghiệt sao Hạ tinh chính ảo não Bỗng nhiên một bên hạ nguyệt nha trương miệng Nha nha gọi một tiếng Mẫu thân mẫu thân, thanh âm trong trong trẻo trẻo, Hạ Tinh nghe xong mở to hai mắt nhìn, Nguyệt Nha Nhi, ngươi, ngươi lại nói chuyện, Hạ Yến Thành con ngươi cũng là chăm chú co rụt lại, hô hấp đều gấp rút mấy phần, Nguyệt Nha Nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì, hai cha con cái thực sự ngồi xổm ở Hạ Nguyệt Nha trước người, tiểu nữ hài tự hồ có chút bị hù dọa, về sau rụt rụt, mắt to nhút nhát nhìn xem bọn hắn, Hạ Yến Thành ý thức được Hạ Nguyệt Nha là sợ, cẩn thận từng ly từng tí thả nhu thanh âm, Nguyệt Nha Nhi đừng sợ, ngươi không phải mới vừa nói rồi sao? Lại nói hai câu, Nguyệt Nha Nhi miệng nhỏ lúng túng hai lần, thành thành thật thật phun ra hai chữ, mẫu thân, nói chuyện, quả nhiên là nói chuyện. Hạ Yến Thành run nhẹ nhẹ, một đầu ngạnh háng hốc mắt thấm ướt, gắt gao đem Nguyệt Nha Nhi ôm vào trong ngực, Nguyệt Nha Nhi biết nói chuyện, thật sự là quá tốt. Hạ Tinh nhớ tới trước hồi trước thẩm kinh ngữ lôi kéo Hạ Nguyệt Nha chăm chỉ không ngừng đùa nàng mở miệng, lập tức rộng mở trong sáng, là nàng. Là nàng để Nguyệt Nha Nhi mở miệng nói chuyện, Hạ Yến Thành hỏi, là ai, là. Hạ Tinh từ đầu đến cuối không cách nào phun ra hai chữ kia, có chút khó khăn chỉ chỉ bên ngoài, là nàng. Hạ Yến Thành nhíu mày, là nàng. Hạ Tinh buồn bực đầu, tâm loạn như ma ừ một tiếng, nhanh như chớp tiếng buồn trong. Hắn không có cách nào khác đối mặt dạng này thẩm kinh ngữ, cho dù hắn đã tiếp nhận nàng không có xấu như vậy, thế nhưng là nàng làm sao bỗng nhiên lại trở nên tốt như vậy, tốt như vậy, tốt như vậy mẫu thân, toàn thôn chỉ sợ đều tìm không ra một cái đi. Thôn đông nhị cẩu mẫu thân không phải cũng bởi vì muội muội của hắn trời sinh mù mắt, liền nhẫn tâm đem nữ hoa nhi đặt ở rổ treo bên trong, mặc kệ trục nước phiêu lưu, tự sinh tự diệt tới, hạ tinh nắm chặt nắm tay nhỏ, dần dần cảm thấy có một cái từ tại trong cổ họng, sắp phá đất mà lên. Thẩm kinh ngữ ngay tại trong phòng thu thập củ cải hạt giống, nàng đem lên tốt lựa đi ra, cái khác chuẩn bị thu hồi không gian đi, phơi một chút, thúc cái mập lấy thêm ra đến trồng. Các đá độ phì vốn là không hề tốt đẹp gì, nếu là lại không phối hợp tốt chút hạt giống, chẳng phải là càng muốn xong đời. Thẩm kinh ngữ vừa muốn đem hạt giống gom lên, bỏ vào trong một cái túi, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, nàng bỗng nhiên kinh dưới, một cái hạt giống hất tới trên giường, nhìn lại người đến là Hạ Yến Thành, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lần sau vào nhà có thể hay không gõ gõ cửa? Hạ Yến Thành không hiểu, đây là nhà ta bên trong, ta tiến đến còn muốn gõ cửa, giống như cũng là như thế cái đạo lý, Thẩm Kinh Ngữ im lặng, vậy ngươi có chuyện gì sao? Hạ Yến Thành cũng không vội nói lời nói, mà là lặng lặng đánh giá Thẩm Kinh Ngữ hồi lâu, mới mở miệng, trận này, ngươi đem Nguyệt Nha Nhi mang phải vô cùng tốt, Thẩm Kinh Ngữ không có bởi vì hắn khích lệ mà sinh ra cái gì mừng rỡ đến, qua loa gật đầu, hẳn là Hạ Yến Thành dừng một chút, lại nói: "Nguyệt Nha Nhi biết nói chuyện, đây đều là ngươi công lao, ngươi nói cái gì?" Thẩm Kinh Ngữ Kinh, xoát một cái đứng dậy, "Nguyệt Nha Nhi nói chuyện a, à, nàng nói cái gì rồi?" Hạ Yến Thành nói, "Nàng gọi mẫu thân ngươi." Thẩm Kinh Ngữ Nguyên bản kinh hỉ lập tức liền biến thành không biết nên khóc hay cười, "Cái này có thể gọi biết nói chuyện sao?" Hạ Yến Thành nhíu mày, nàng dường như cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, so với trước kia, đã tiến bộ rất lớn. Thẩm Kinh Ngữ đem hạt giống tất cả đều thu thập xong, cho cái túi đóng tốt miệng đặt lên bàn, quay đầu nhìn về phía Hạ Yến Thành, Nguyệt Nha Nhi trước kia liền sẽ gọi mẫu thân, nàng gọi mẫu thân không hiếm lạ, ta muốn để nàng nói ra càng nhiều lời nói, làm ra càng nhiều chuyện hơn. Hạ Yến Thành nghe được trung lên, dò xét Thẩm Kinh Ngữ hồi lâu, xác nhận Thẩm Kinh Ngữ thái độ nghiêm túc về sau, mới hỏi: "Nguyệt Nha Nhi, nàng có thế sao?" "Có thế." "Nàng làm sao liền không thể?" thẩm kinh ngữ ngữ khí âm vang, nếu là ngươi cái này làm cha đều không tin Nguyệt Nha Nhi, khắp thiên hạ còn có ai có thế tin nàng. Hạ Yến Thành nghe vậy, đáy mắt hiển hiện từng tia từng tia ấm áp, nàng nói không sai, mình là nên tin tưởng Nguyệt Nha Nhi. Hạ Yến Thành vừa ra đến trước cửa trầm ngâm một lát, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía nàng, thẩm kinh ngữ, ngươi nói rất tốt, ta hy vọng ngươi qua trận còn có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp, để Nguyệt Nha Nhi mở miệng. Đa tạ hạ yến thành dứt lời liền gật đầu rời đi thẩm kinh ngữ thì là ngây người hồi lâu mới run run rẩy rẩy đưa tay giật giật gương mặt của mình t không phải là mộng hạ yến thành thế mà thật cùng chính mình nói câu đa tạ đầu này hoàng kim đùi xem ra xem như ôn ổn thẩm kinh ngữ lập tức liền bắt đầu vui vẻ vô cùng cao hứng khẽ hát chuẩn bị lấy ngày mai đi trồng địa thật tình không biết lúc này cách nhau một bức tường phong nhà trong nội viện trì tuyết kiều đang đứng tại hàng rào bên cạnh cùng phong trường minh bàn luận xôn xao cái gì đèn đuốc chiếu ra trong phòng thẩm kinh ngữ vui vẻ mập mạp bóng lưng trì tuyết kiều thâm trầm hừ một tiếng phong thư sinh ta trước kia cũng đã nói nàng tất nhiên không có đem ngươi thúc tu sự tình để ở trong lòng ngươi còn không tin phong trường minh sắc mặt không tốt trong lòng thầm mắng thẩm kinh ngữ mặt ngoài lại còn không có cách nào nói thẳng cái gì thúc tu trì cô nương ta không rõ ngươi ý tứ trì tuyết kiều cười lạnh phong thư sinh ngươi làm gì như thế hôm nay chúng ta nói chuyện sự tình chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết